cửu chiêu chờ tới nơi ta cùng chu thông trương chắc phụ trách hấp dẫn cực thiên vương chú ý ngươi và hồ vi tìm cơ hội lẻn vào cung điện ăn cắp hỗn độn vương thạch sau khi đắc thù truyền tin trở về chúng ta đồng thời rời đi bằng không sẽ bị cực thiên vương quấn lên ai cũng không trốn thoát phục giang vương tử bàn giao một câu yên tâm đi ta đã lĩnh ngộ thâu thiên đại đạo khoảng cách đại thành chỉ còn kém một tia trộm đi chút hít tử vật tuyệt đối dễ như trở bàn tay sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn ngược lại các ngươi cẩn thận lão rùa kia phản công gia hỏa này có danh xưng thôn thiên, tất nhiên có bản lĩnh cường đại. Thanh niên tên cửu chiêu bộ dáng chừng 20 tuổi, vẻ mặt vô lại, hắn nói chuyện mang theo nụ cười xấu xa, nếu như không nhìn thực lực, chỉ nhìn tướng mạo đơn thuần tuyệt đối là tiểu nhân vật phố phường. Ân, Phục Giang gật gật đầu, mọi người vừa nói vừa tiến lên. Nhiếp vân huyền thiền vương lặng lẽ theo phía sau, một người một ve đều am hiểu tốc độ, trong hoàn cảnh sương mù mờ mịt như thế này càng như cá gặp nước, tuy năm người phía trước sử dụng chủ tể phù ấn nhưng lại không phát hiện. Cổ tiêu sư huynh, người có biết người tên Phục Giang hay không? Vừa tiến lên phía trước, nhiếp vân vừa nhỏ giọng truyền âm. Phục Giang, dường như ta nghe nói qua người này, không phải bốn đại tông môn, mà là vương thất kiền huyết vương triều, như thế nào? Chẳng lẽ là mấy người trước kia sao? Cổ tiêu giấu trong thanh khư thạch huyệt, hắn không biết tình huống bên ngoài, nghe được cái tên Phục Giang liền ngạc nhiên. Vương thất kiền huyết vương triều nhiếp vân sững sờ vương triều so với quy khư hải cái nào lợi hại hơn kiên huyết vương triều lúc trước hắn nghe húc diêu từng nói qua một lần dường như bốn đại tông môn thành lập trong phạm vi vương triều đương nhiên là Kiền huyết vương triều bốn đại tông môn chúng ta trên thực tế đều chịu vương triều tiết chế nương theo bốn đại tông môn càng ngày càng cường thịnh vương triều quản lý có chút lực bất tòng tâm cho nên im lặng không biết bao nhiêu năm thậm chí những năm gần đây không nghe nói vương triều có động tác gì không nghĩ tới trong thần chi di tích mở ra lần này lại phái người tới, hơn nữa phái Phục Giang tiếng tăm lừng lẫy tới đây. Cổ tiêu nói, Phục Giang có thực lực gì, cho dù không sử dụng chủ tể phù ấn, chỉ sợ cũng có lực lượng hơn 2.800 đại đạo, chỉ mạnh chứ không yếu hơn mặc nhiêu, tốt nhất không nên ngạnh kháng với hắn. Sắc mặt cổ tiêu ngưng trọng, lợi hại như vậy, ánh mắt nhiếp phân co rút, tuy dung hợp huyền thiền vương rực, hắn lực phòng ngự gia tăng không ít nhưng sức chiến đấu vẫn không thay đổi quá nhiều, còn không phải đối thủ của người như Mạc Nghiêu. Trừ phi tìm cơ hội lại giúp thiên tâm đằng thôn vệ mấy cường giả, từ đó hắn có thể tấn cấp. Nếu không chỉ sợ rất khó chiến thắng, không riêng như thế, dường như Phục Giang là con riêng của Hoàng đế Kiền Huyết Phương Triều, về sau bởi vì thiên phú tốt bị triệu hoán trở lại, cho dù không nắm giữ thực quyền nhưng tài nguyên tu luyện khẳng định không thiếu, nhất là chủ tể phù ấn, nếu như không thể chém giết hắn, bị hắn dây dưa sẽ gặp phiền toái không nhỏ mặc dù cổ tiêu nói chuyện rất hàm xúc nhưng lại ý tứ rất rõ ràng nếu như không thể nhất kích tất sát một khi bị đối phương quấn lấy chỉ sợ chết chính là bọn họ hiện tại chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là chủ tể phù ấn đối phương có được chủ tể phù ấn còn nhiều hơn bọn họ ưu thế mất hết sao có thể thắng bọn họ có được rất nhiều chủ tể phù ấn chẳng lẽ kiên huyết phương thất có được một vị cường giả cấp bậc chúa tể chủ tể phù ấn chỉ có cường giả chúa tể mới có thể luyện chế kiên huyết phương chiều có thể gọi một vương tử từ ngoài quay về cầm nhiều như vậy, chỉ sợ sau lưng có một cường giả cấp bậc chúa tể ủng hộ. ân, dường như kiền huyết phương chiều có một cường giả cấp bậc chúa tể, rốt cuộc là ai thì ta không rõ ràng. những việc này là bí mật đại nhân vật mới biết, tuy ta theo tông chủ thời gian dài nhưng thực sự không biết. cổ tiêu lắc đầu, a, à, đi theo phục giang vương tử còn có bốn người, phân biệt cửu chiêu, chu thông, trương trác, hồ vi, những người này có gì đặc biệt không? thấy cổ tiêu không xác định đối phương có cường giả chúa tể hay không, nhiếp vân không hề hỏi nhiều nhớ tới tên mấy người còn lại và lên tiếng hỏi thăm. Chưa từng nghe nói qua những người này, có lẽ đều là hộ vệ của hắn, có thể đi tới nơi này chắc chắn thực lực không kém. Nghe bốn cái tên vừa rồi, cổ tiêu lắc đầu, thái độ của hắn cẩn thận. Ta biết rõ, mang những lời cổ tiêu nói rõ truyền cho huyền thiền vương. Người có 2.800 đại đạo với ta mà nói uy hiếp không lớn, ra tay đánh lén giết chết không thành vấn đề, nếu năm người thì khó khăn. Huyền thiền vương do dự trả lời một câu. Bản thân huyền thiền vương có thực lực hơn 2.800 đại đạo, tăng thêm đôi cánh cực nhanh, đánh lén đánh chết một hai người không thành vấn đề. Ân, một lúc tìm cơ hội nói sau, thấy nó khẳng định như thế nhiếp vân gật gật đầu, theo sát đối phương tiến lên phía trước. Có những người này dẫn đường ở phía trước, hai người một đường hữu kinh vô hiểm, lúc này một cung điện xuất hiện trước mặt bọn họ. Cung điện này không biết làm bằng chất liệu gì, nó có hình dáng nửa vòng tròn, phía trên có đầy bí vân ngăn cản tuyệt mệnh chi khí ra bên ngoài. Đến rồi, mọi người chuẩn bị cho tốt. Phục Giang Vương Tử hất bàn tay lên, một chiếc huyền thiền. Vương rực rời khỏi tay bay về phía Cửu Chiêu và Hồ Vi. chương 2146, tay có thể hái sao một. Chuyện được thực hiện bởi audio com Hai người tiếp nhận, thân thể hơi động và ẩn nấp đi về phía cung điện. Người còn chưa tới trước mặt nhưng giống như đột ngột biến mất, mất đi tung tích. Ẩn nấp đại đảo, có được chủ tể phù ấn có thể làm người ta thi triển nhiều đại đạo trong thời gian ngắn nhưng dù sao không lợi hại bằng chính mình lĩnh ngộ ra, cũng nói rõ nếu người dùng chủ tể phù ấn có được năng lực thâu thiên, trộm đồ tuyệt đối không bằng bản thân lĩnh ngộ thâu thiên đại đạo và sử dụng chủ tể phù ấn. Xem năng lực ẩn nấp của hai người, hai người Hồ Vi và Cửu Chiêu đã sớm lĩnh ngộ thiên phú ẩn nấp, bằng không tuyệt đối không thể làm triệt để như vậy, trừ thiên phú thiên nhãn, chỉ sợ không ai nhìn ra. Hô! hai người thi triển thiên phú ẩn nấp lặng lẽ đi vào một góc của cung điện toàn bộ ngụy trang tốt lúc này mới dùng tay ra hiệu với đám người phục giang ân đám người phục giang đưa mắt nhìn sang hít sâu một hơi lúc này đứng thành phương vị tam giác nhảy lên cao và bay lên không trung cực thiên vương tại hạ kiên huyết phương triều phục giang vương tử muốn mượn một vật của ngươi hy vọng có thể thành toàn tiếng nói như long ngâm vang lên lời nói chẳng khác gì sấm rền vang vọng cả tuyệt mệnh chi địa kiên huyết phương triều không biết cút Hắn vừa mới hô xong, đã có tiếng thét lớn vọng lại, khí lãng từ cung điện lan ra ngoài giống như trường kiếm đâm vào lỗ tai của mọi người. Tuy lời này là thú ngữ nhưng tất cả mọi người sử dụng chủ tể phù ấn cho nên nghe hiểu. Nếu cực thiên vương không muốn, chúng ta đành phải mạo muội Nghe nói như thế, Phục Giang vương tử hít sâu một hơi, hắn lật cổ tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện trường cung màu đen, hắn đặt mũi tên lên đó, kéo cung như trăng rằm sau đó buông tay. Mũi tên bay nhanh như sao băng, bay thẳng vào trong cung điện phía trước. Âm âm, thiết mũi còn chưa tới trước mặt, tuyệt mệnh chi khí đã bị uy lực cường đại đánh vỡ ra một thông đạo, không gian cũng xuất hiện một khe hở đen kịt. Hỗn độn thần binh đỉnh phong, thấy uy thế của cung tiến, nhiếp phân hít khí lạnh. Cung tiến này trải qua luyện chế tỉ mỉ, mỗi một cây đạt tới hỗn độn thần binh đỉnh phong, hơn nữa không kém hơn chi thu kiếm của hắn chút nào. Dùng cung tiến cấp bậc này, phối hợp chủ tể phù ấn bắn ra, lực lượng có thể nghĩ, cũng biết đáng sợ đến cỡ nào. Đáng giận, cực thiên vương trong cung điện cũng ý thức được cung tiến cường đại, nó gào rú một tiếng sau đó một bóng dáng từ bên trong cung điện lao ra ngoài. Đó là lão nhân tuổi tác thật lớn, nhìn thấy mũi tên bắn thẳng về phía trước, hai hàng lông mày nhíu lại, hắn vươn tay nắm chặt. Hắn bàn tay của hắn đưa về phía trước trong thời gian ngắn, sau đó hóa thành trăm ngàn ảo ảnh, mỗi giây biến hóa ảo ảnh đánh vào mũi tên, liên tục trăm ngàn lần, cho dù uy lực mũi tên thật lớn nhưng chưa tới trước mặt đã mất đi uy lực, cánh tay còn lại nắm mũi tên trong tay ha ha, có thể hay không bằng thực lực nói chuyện đi, cực thiên vương, đắc tội. Thấy đối phương bắt lấy mũi tên, phục giang vương tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ trong nháy mắt hắn kéo mũi tên như trang rằm và bắn ra ba mũi tên. Ba mũi tên xếp thành hình chữ, phẩm, bắn về phía trước, bao phủ các phương vị trên người lão nhân, cũng không cho hắn cơ hội né tránh. Người muốn chết, cực thiên vương đứng trong tuyệt mệnh chi khí cũng không có cảm giác không khỏe, hắn gầm gừ một tiếng sau đó đưa tay đánh thẳng về phía trước, hào quang lóng lánh như vàng ròng, thân thể hắn lui về phía sau, dường như hắn nhảy vào trong thế giới khác. Ba mũi tên này chẳng khác gì dòi bọ trong xương, không cho hắn cơ hội chạy thục mạng, chúng lại bay tới trước mặt, thân thể cực thiên vương đang lui về phía sau co rụt lại, bàn tay áp xuống phía dưới. Thời không rung động lắc lư, thiên địa chấn động, ý niệm đại biểu thiên đạo đại đạo xuất hiện bao phủ ba mũi tên vào trong, sau khi cuốn lấy, lực lượng cường đại như thủy chiều bao phủ cực thiên vương vào trong. Động thủ, thấy cực thiên vương thực lực cường đại hung hãn như thế, phục giang không do dự nữa, hắn lên tiếng hô to, lúc này chu thông, trương trác bên cạnh lao tới, một đạo kiếm khí như cầu vồng, một lưỡi đao như điện đồng thời lăng không chảm kích. Cơ hội tốt, thấy ba người đồng thời vây công, cực thiên vương có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, cửu chiêu, hồ vi đang nấp ở một ốc cung điện bắt đầu hành động nhẹ nhàng, bọn họ đi dọc theo cung điện vào trong. Lặng lẽ đi qua, tìm cơ hội đánh chết cửu chiêu và hồ vi. Thấy hai người tiến vào cung điện, nhiếp vân bàn giao với huyền thiền vương một câu, một người một ve chậm rãi đi tới gần cung điện. Hai người dùng ẩn nấp chi khí ẩn giấu thân thể, lại thừa dịp loạn tiến lên phía trước, đám người cực thiên vương, phục giang đang đánh khí thế hừng hực, song phương không ai phát hiện dị thường. Hô, sau khi qua một lát đi vào cửa cung điện, nhiếp vân đi đầu sông vào trong. Trong điện sinh ra khí tức phú quý xa hoa, tráng lệ, cả đại điện không biết dùng tài liệu gì luyện chế mà thành, chống trải bao la và vô cùng chắc chắn, tuyệt mệnh chi khí trùng kích vẫn lù lù bất động, Hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào Trốn vào trong cung điện Mặc dù không cần huyền thiền vương rực cũng không bị tổn thương Thu hồi phượng hoàng chi rực Hắn vận chuyển thiên phú địa hành Sư cẩn thận tiến lên phía trước một bước Đi một lát giống như bước vào tân thế giới Thời không lập tức biến hóa Cũng không còn bộ dáng cung điện Bầu trời quần tinh lóng lánh Nhật nguyệt đồng huy Hào quang nhu hỏa chiếu gọi ấm áp Trong cung điện này là tiểu thế giới Nhiếp Vân đã biết rõ cường giả ưa thích luyện hóa tiểu thế giới vào trong binh khí, cũng không khiếp sợ quá nhiều. Cực thiên vương có binh đoàn giống như hùng cổ hay không? Đi về phía trước vài bước, Nhiếp phân cũng không phát hiện dị thường nhưng trong lòng cảm thấy có chút không đúng, quay đầu hỏi huyền thiên vương phía sau. Không biết, nó đều sinh hoạt trong cung điện, rất ít gặp mặt người khác, có binh đoàn hay không ta không rõ, dường như nó có bản lĩnh tác đậu thành binh, nếu như chiến đấu không lại, có thể triệu hồi hơn 10 đầu thôn thiên kim quy hình thành đội ngũ, đám thôn thiên kim quy này không phải tính mạng trên ý nghĩa, mà là một loại khôi lối không biết tên, phòng ngự rất mạnh, mặc dù hỗn độn thần binh đỉnh phong cũng không làm gì được đối phương, hơn nữa hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, chính bởi vì như thế nó mới có thể được gọi là vương giả cường đại nhất thập tuyệt cổ địa, cho nên không ai chọc nó. Huyền Thiền Vương suy nghĩ một lúc và nói rõ chi tiết. chương 2147, tay có thể hái sao hai. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com, khôi lỗi, phòng ngự rất mạnh, còn có thứ tốt như vậy. Dựa theo đạo lý bình thường, tính mạng như thôn thiên kim quy đã quá mức nghịch thiên, một đại thế giới có được một con cũng bỏ đi, có một đám khẳng định không thực tế, cho nên hắn xem ra cực thiên vương được xưng là vương giả, có lẽ nó cũng là người cô đơn giống huyền thiền vương. Nghe đối phương có khôi lỗi cường đại như thế, lúc này hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn biết rõ về khôi lỗi, bởi vì trong 3.000 đại đạo có khôi lỗi đại đạo, tuy bài danh không tiến vào 100 nhưng không yếu, Muốn khôi lỗi cường đại, đầu tiên phải có đủ tài liệu cường đại, bằng không thì không có khả năng có được thực lực cường đại. Cực Thiên Vương bên ngoài trật vật như vậy cũng không mang khôi lỗi ra, chẳng lẽ những thứ này đang ở trong cung điện. Nghĩ vậy Nhiếp Vân bắt đầu vận dụng Thiên Phú Thiên Nhãn nhìn chung quanh. Thế giới trong cung điện vô cùng trống trải, mặc dù có núi cao sông lớn, thảm thực vật xanh tươi nhưng không có khí tức sinh linh nào, dường như là thế giới tịch mịch. Việc này không kỳ quái, kỳ quái nhất là bầu trời có nhật nguyệt đồng huy, đồng thời chiếu rọi thiên địa dù vậy còn có 78 ngôi sao chiếu rọi không kém gì nhật nguyệt đồng huy. Thế giới bình thường chỉ có một mặt trời, một mặt trăng, hơn nữa cả hai luân chuyển với nhau, cảnh tượng cả hai cùng tồn tại như vậy quá hiếm có, hơn nữa mặt trời, mặt trăng và ngôi sao cùng xuất hiện càng hiếm hơn. Chờ ức không vội tìm hỗn độn vương thạch, đầu tiên phải tìm hai tên cửu chiêu, hồ vi. Cẩn thận quan sát một chút, cũng không phát hiện có dị thường, cũng có phần không nghĩ ra, nhiếp vân không nghĩ nhiều và phân phó huyền thiền vương. Việc cấp bách chính là tìm hỗn độn vương thạch quan trọng nhất, tìm được đám người cửu chiêu càng quan trọng không kém. Tìm được hỗn độn vương thạch tốt nhất, nếu như tìm không thấy ngược lại bị đám người cửu chiêu đạt được sẽ phiền toái, tốt nhất nên giải quyết đối thủ trước, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm. Dù sao cực thiên vương đang bị đám người phục giang ngăn cản bên ngoài, trong thời gian ngắn có lẽ không trở về, tạm thời bọn họ an toàn. Hơn nữa cho dù đối phương trở lại, khẳng định cũng lưỡng bại câu thương với đám người phục giang hắn có phượng hoàng chi dực và huyền thiền vương dực đào tẩu cũng không khó ở đằng kia nhiếp vân đang tìm dường như huyền thiền vương sớm phát hiện nên đi trước không gian trong thế giới này không áp bách lớn như trong thập việt cổ địa một người một phe bay cực nhanh một lát sau quả nhiên nhìn thấy hai người cửu chiêu hồ vi đang đứng trên ngọn núi cao và bố trí trận pháp nào đó trận pháp này đã bị bọn họ khắc thành bí vân được lực lượng đặc thù trùng kích nên kêu vang hai người đứng ở giữa trận pháp cửu chiêu lắc cánh tay một đồ vật như mũi tên xuất hiện trên tay hắn phía dưới có mâm tròn khắc địa vực và phương hướng đó là la bàn lớn đây là thần binh đặc thù tìm hỗn độn vương thạch khó trách bọn chúng tới nơi này thì ra là như thế nhìn thấy thứ này tuy nhiếp vân không biết nhưng ý thức được tác dụng của nó đám người phục giang vương tử trực tiếp xông vào nơi đây hơn nữa thuận lợi tìm được cực thiên vương chỉ sợ chưa biết rõ một ít tin tức ra la bàn này cũng có tác dụng quan trọng không thể thiếu có thể tìm kiếm hỗn độn vương thạch nói rõ thứ này không đơn giản. Ông, la bàn chỉ lên trên không trung, cửu chiêu không ngừng quán thâu lực lượng vào trong la bàn, đột nhiên nó kêu vang, đầu kim như mũi tên đột nhiên dừng lại và chỉ lên một hướng. Không trung, nhiếp vân nhíu mày, hắn bằng vào thiên phú thiên nhãn cho nên nhìn rõ đầu mũi kim chỉ nơi nào, cũng không phải chỉ vào địa vực, cũng không phải kiến trúc đặc thù, mà là bầu tơ ơi. Trên bầu trời trừ nhật nguyệt tinh thần ra thì không có cái gì, tại sao lại chỉ lên đó? Chẳng lẽ, những mặt trời mặt trăng và ngôi sao kỳ thật cũng không phải là nhật nguyệt chân chính, mà là Hỗn Độn Vương Thạch diễn biến mà thành, nội tâm Nhiếp Vân chấn động không nhỏ, hắn xuất hiện suy nghĩ như thế. Vừa mới tiến vào hắn cảm thấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao quỷ dị sẽ không phải là Hỗn Độn Vương Thạch biến hóa chứ? Nếu thật là như vậy thì khó trách, là mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hắn ý thức được điểm này, hai người Cửu Chiêu cũng hiểu ra, hưng phấn thét lên, Cửu Chiêu bay lên bầu trời. Mặt trời vô cùng nóng bỏng, nó tỏa ra hỏa diếm cực kỳ cường đại, cửu chiêu sử dụng chủ tể phù ấn cho nên thủ đoạn ngập trời, còn chưa tới gần đã vươn tay lên. Tay có thể hái sao, tuy mặt trời cực nóng nhưng sau khi hắn thu xong nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt biến thành một tảng đá nhỏ như nắm tay, nó tỏa ra nhiệt độ cực nóng. Hỗn độn vương thạch hỏa thuộc tính, nhìn tảng đá trong tay, cửu chiêu cười ha ha, hỗn độn vương thạch có được rất nhiều thuộc tính, linh hồn chỉ là một trong đó mà thôi, hỗn độn vương thạch hỏa thuộc tính trời sinh có thể phát ra hỏa diễm vô cùng vô tận chiếu dọi cửu châu, nhiệt lượng thoải mái vạn vật. Chúng ta trốn phía sau những ngôi sao kia, người tìm cơ hội đánh lén, một kích trọng thương, không cần đánh giết, để ta tới giết chết. Thấy hai người cửu chiêu, Hồ Vi biết rõ bí mật và điên cuồng thu ngôi sao, ánh trăng, nhiếp vân suy tính một phen và nấp phía sau một ngôi sao ở ngoài cùng. Tốt, quyền thiền vương hiện tại nghe lời của hắn, lúc này cũng không nhiều lời, thân thể biến mất và tới gần ngôi sao nhiếp vân lại đi vòng qua hắn trốn phía sau ngôi sao đồng thời chậm rãi duỗi thiên tâm đằng ra phía trước tùy thời phát ra một kích chí mạng đến hai người vừa mới nấp kỹ cửu chiêu đã đi tới trước ngôi sao này hắn có được thiên phú thâu thiên sư động tác nhanh chóng mới mấp dây đã thu ngôi sao thất thất bát bát lúc này vươn tay về phía hai ngôi sao của hai người lòng bàn tay bộc phát lực lượng đặc thù tiếp xúc với ngôi sao thứ hai lập tức tới gần không ngừng thu nhỏ lại và bay vào trong tay hắn Quan sát khoảng cách gần, nhiếp vân mới phát hiện những ngôi sao trên bầu trời bị phong ấn chặt, cũng phai mở linh trí trong đó. Khó trách những hỗn độn vương thạch này có thể ngoan ngoãn lưu lại trên không trung, thì ra đã bị cực thiên vương lưu lại thủ đoạn. Cửu chiêu bắt lấy những ngôi sao này với thủ đoạn phi thường cao minh, cho thấy hắn có thủ đoạn thâu thiên sư, cũng không có đụng vào cấm chế chung quanh, bởi vậy cho dù trộm tất cả mọi thứ, chỉ sợ cực thiên vương cũng không biết. chương 2148, hỗn độn vương thạch đến tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Động thủ, thấy ngôi sao dần dần thu nhỏ lại, vào lúc nó sắp rơi vào trong tay đối phương, nhiếp vân động thủ. Vèo, nương theo tiếng nói của hắn vừa dứt trên người huyền thiền vương bộc phát lực lượng chủ tể phù ấn, ngay sau đó hai cánh trong suốt rung động và xuất hiện trước mặt cửu chiêu. Cửu chiêu là một trong ba kẻ vây công nó lúc trước, huyền thiền vương nghe mệnh lệnh, động tác nhanh chóng, biên giới hai cánh sắc bén như lưỡi đao cắt không gian thành hai nửa. Người nào, không nghĩ tới phía sau ngôi sao lại ẩn chứa sát cơ, cửu chiêu cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn biến sắc và lui về phía sau, song trưởng đẩy về phía trước, một đồ vật như tấm chắn màu vàng ngăn cản trước mặt. Chỉ bằng vào tốc độ phản ứng của hắn đã biết rõ ra hỏa này am hiểu phòng ngự, chỉ sợ bị người ta đuổi giết thành thói quen. Hô, không để ý tới tấm chắn trước mặt, huyền thiền vương tiếp tục ra tốc, hai cánh chấn động rất mạnh, hai gợn sóng không khí lan tới và đánh lên tấm chắn. Giang giác, Giang giác, bị hai gợn sóng va chạm, tấm chắn màu vàng tan vỡ trong nháy mắt và rơi xuống đất. Lợi hại, nhìn thấy tuyệt chiêu của huyền thiền vương, ánh mắt nhiếp phân cũng phải tán thưởng. Không hổ là một trong tứ đại vương giả trong thập tuyệt cổ địa, thật đáng sợ, nếu như nó trước kia có chủ tể phù ấn, hắn tuyệt đối không phải đối thủ chớ đừng nói thu phục biến thành yêu sủng của mình. Cứu mạng, tấm chắn vừa vỡ, cửu chiêu biết rõ gặp phải cường giả, hắn biến sắc và giống to lên. Kỳ thật không cần hắn hô, Hồ Vi bên cạnh nhìn thấy cũng lao tới cứu giúp. Người còn chưa tới, một đạo hàn khí như đóng băng thiên địa xuất hiện, ở giữa thiên địa xuất hiện hàn băng mang theo hàn ý thấu xương, hình thành lưỡi đao bén nhọn tấn công Huyền thiền Vương. Quay tròn, hai cánh Huyền Thiên Vương khép lại, thân thể xoay tròn trên không trung và ngăn cản băng đao tấn công hắn, lúc này há miệng gào thét. Ông, không khí chấn động, sóng chấn động rất mạnh đánh tới. Bành, sóng âm đánh vào ngực Cửu Chiêu, hắn phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần của hắn cũng tán loạn. Bản thân huyền thiền vương có được hơn 2.800 đại đạo, tại tăng thêm sử dụng chủ tể phù ấn, sức chiến đấu mạnh tới mức nhiếp vân cũng không phải đối thủ, tại tăng thêm tốc độ bay nhanh, đôi cánh sắc bén, lại đánh lén bất ngờ cho nên không kịp trở tay, cửu chiêu đã bị thương. Là huyền thiền vương, ngã xuống mặt đất, cửu chiêu nhận ra đánh lén nó là ai, hắn gào thét cảnh báo, tiên lực trong người sôi trào giống như muốn khôi phục thương thế, ai ngờ vừa mới nhúc nhích, sau lưng siết chặt, hắn bị dây leo nào đó bắt lấy. Đây là cái gì? Đồng tử co rút kịch liệt, cửu chiêu vội vàng dãy ruộng, hắn không nghĩ càng dãy ruộng thì dây leo càng nhiều. veo, đồng thời một đạo kiếm quang đâm tới, sáng nó tỏa ra hào quang sáng lạn giống như trong nháy mắt phong tiền năm giác quan, xúc giác, khứu giác, thị lực, thính lực. Không có khả năng, trước mắt tối sầm, cửu chiêu điên cuồng hét lên một tiếng. Thân là thuộc hạ kiền huyết vương triều phục giang vương tử, hắn gặp qua không ít kiếm pháp cao minh, cũng biết không ít, vừa ra tay là tuyệt chiêu phong bế giác quan, đừng nói gặp được, cho dù nghe cũng chưa từng nghe qua. Phong tỏa ngũ giác của cường giả cấp bậc tông chủ, như vậy thực lực đối phương phải mạnh cỡ nào? Phốc, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì hắn lập tức cảm giác cổ họng của mình đau đớn và linh hồn bị tiêu diệt, ngay sau đó ý thức cửu chiêu sói mòn và biến mất, thi thể bị vô số dây leo cuốn lấy. Từ khi hắn 8 tuổi đã bắt đầu đi học ăn trộm, vẫn chạy khắp phố phường, không biết bị bắt bao nhiêu lần, bị đánh bao nhiêu lần nhưng đều sống sót, về sau đầu phục phục Giang Vương Tử, vốn tưởng rằng vận mệnh bắt đầu đạt được chuyển cơ, nằm mơ đều không nghĩ tới lại chết ở nơi này, thậm chí hắn còn không biết là ai ra tay, cũng không rõ mình chết bởi cái gì. Xì 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 xì, hắn cũng không nghĩ được nữa, hắn vừa chết, thiên tâm đằng lập tức cắm vào cổ họng của hắn, chỉ trong nháy mắt đã hút hắn. Thành thây khô, cô 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 cô, thực lực cửu chiêu đã đạt tới 2.800 đại đạo, hiện giờ đang sử dụng chủ tể phù ấn, lực lượng toàn thân hắn bị thiên tâm đằng thôn phệ, những lực lượng cung cấp cho huyền thiền vương chữa thương được bổ sung nguyên vẹn, thậm chí càng tốt hơn, lực lượng tăng lên lần nữa. Giang giác, dường như đã tới cấp độ lột xác, thiên tâm đằng lập tức đột phá gông cùng xiềng xích, nó cũng đã tới thực lực 2.800 đại đạo. Thiên tâm đằng, ngươi là người nào, thấy cửu chiêu bị đánh chết trong nháy mắt, hồ vi đang bay tới đã dừng lại, trong mắt mang theo sợ hãi. Thực lực cửu chiêu không kém hắn bao nhiêu nhưng không kiên trì nổi một giây đã biến thành thịt khô, loại cảm giác sợ hãi này làm hắn sinh ra tuyệt vọng không thể xóa nhòa. Sát, vẫy tay một cái, hắn lấy toàn bộ hỗn độn vương thạch trong người cửu chiêu ra ngoài, nhiếp vân nói với huyền thiền vương một tiếng. Vâng, mặc dù hắn không cần phải nói, huyền thiền vương cũng không có ý định buông tha đối phương, tốc độ tăng lên nhanh chóng, hai cánh xé rách không gian tới trước mặt đối thủ. Trốn, nhìn thấy thảm trạng của cửu chiêu, hắn biết rõ bị hai cánh của. Huyền thiền vương đụng phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hồ vi nào dám dừng lại, hắn quay người bỏ chạy. Vừa đao tẩu, bàn tay của hắn vẫn đánh thẳng về phía sau, lúc này một tầng tường băng trồng chất ngăn cản toàn bộ con đường huyền thiền vương lao tới. Hắn thi triển tường băng có hàn khí đáng sợ, dường như không gian bị đông kết lại, huyền thiền vương bị hàn khí ngăn cản, tốc độ của hắn giảm mạnh. Diễm hỏa phá hàn, phượng hoàng chi dược lập lè, nhiếp vân cũng đuổi theo, lòng bàn tay của hắn bao phủ phía trước một đạo hào quang do diễm hỏa hình thành xuất hiện, trong đó hỏa diễm bốc cháy hừng hực vô cùng sáng lạn. Trước kia hỗn độn vương thạch hỏa thuộc tính diễn biến mặt trời bị cửu chiêu lấy đi, thế giới này chỉ còn lại mấy ngôi sao chiếu sáng, không gian vốn ảm đạm, lúc này bị hỏa diễm của nhiếp phân bao phủ nên ánh sáng bao phủ bốn phía, thậm chí còn sáng hơn cả mặt trời vài phần. Phần phật, diễm hỏa va chạm với tường băng, hỏa diễm thiêu đốt hàn băng thành hơi nước, hình thành sóng nhiệt đáng sợ bao phủ không gian. Bởi vì nhiệt độ nơi này biến hóa, không khí chung quanh hội tụ lại và hình thành một vòi rồng vừa thô vừa to xé rách không khí chung quanh, mặt đất xuất hiện khe rãnh cực lớn. chương 2149, trong bụng 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Bọn họ là cường giả khủng bố, chỉ cần động thủ, cho dù áp chế thực lực vẫn tạo thành phá hư đại quy mô, thiên địa thay đổi, tuế nguyệt tang thương. Phốc, hỏa diễm thiêu đốt tường băng, hồ vi gặp phải trọng kích, sắc mặt khó bừng lảo đảo, tốc độ giảm mạnh xem ra bức tường băng là thủ đoạn hắn dùng tinh huyết tạo thành một khi phá hư sẽ ảnh hưởng tới tâm thần và linh hồn của hắn đừng trốn chết đi nương theo nhiếp vân thét dài thiên tâm đằng lập tức bay tới và bao phủ hồ vi tốc độ lan tỏa của thiên tâm đằng cực nhanh tốc độ bay của nó cũng không chậm thậm chí hiện tại đã nhanh hơn phượng hoàng chi dực rất nhiều chỉ trong nháy mắt dây leo cuốn lấy đùi hồ vi và dễ cây lan tỏa nhanh chóng a à, ta không muốn chết bị thiên tâm đằng bao phủ hồ vi kêu thảm thiết và đầy hối hận vốn bọn họ chỉ kiêng kỳ cực thiên vương, nằm mơ cũng không nghĩ tới còn xuất hiện một người một ve đáng sợ như vậy. Xì 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 xì, hắn không có thời gian nghĩ nhiều, thiên tâm đằng bao phủ lấy hắn, hồ vi và cửu chiêu biến thành thây khô, lúc này cũng lấy hỗn độn vương thạch của bọn chúng, nhiếp vân lúc này bay lên cao thu lấy số còn lại. Thu, những ngôi sao còn lại trên bầu trời bị hắn thu đi. Âm ầm vừa bắt lấy những ngôi sao này, đột nhiên cảm thấy thiên địa trước mặt lắc lư, chấn động cực lớn lan khắp không gian, dường như tiểu thế giới tùy thời sẽ sụp đổ. Hỏng bét, đoán chừng cực thiên vương phát hiện, đi mau. Nhiếp vân biến sắc, đây là tiểu thế giới, tuy sụp đổ không thể làm tổn thương hai người bọn họ nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của cực thiên vương, bị nhốt trong nơi này khẳng định phiền toái không ít, hiện tại vật tới tay, nắm chặt thời gian bỏ chạy mới là chính đồ. Vèo, nhíu mày một cái, nhiếp vân, huyền thiên vương nhảy ra khỏi tiểu thế giới và quay về cung điện. Ân, không đúng, tại sao cung điện biến mất trở lại cung điện một người một ve biến sắc nhìn quanh trước mắt làm gì có cung điện gì vật phẩm xa hoa bên trong đã biến mất nóc phòng hình tròn co rút lại giống như lồng sắt cực lớn hoàn toàn phong tỏa chung quanh thậm chí không gian cũng bị đông cứng làm bọn họ không thể na di hỏng bét cung điện này là một kiện hỗn độn thần binh chạy mau nhìn thấy cảnh này nhiếp phân hiểu ra cung điện này hẳn là kiện hỗn độn thần binh hiện tại đang nằm dưới sự khống chế của cực thiên vương nó nhanh chóng co rút lại một khi bị triệt để vây khốn, còn muốn trốn quá khó khăn. Trong nội tâm thấp giọng hô lên, Phượng Hoàng chi Dực vỗ mạnh, Huyền Tiền Vương cũng biết nguy hiểm cho nên không dám dừng lại, lúc này cánh ve sắc bén cắt không gian tiến lên phía trước. Ông còn chưa đi xa, trong cung điện rung động rất mạnh, vô số sợi dây nhỏ bảy màu bay tới, chỉ trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Dây nhỏ như kén tầm cuốn lấy nhiếp phân, một người một ve như lâm vào vũng bùn nhưng không thoát ra được. Xé rách, biến sắc nhiếp phân sử dụng phượng hoàng chi dực hóa thành lưỡi đao cắt qua dây nhỏ dây nhỏ càng cắt càng quấn quanh nhanh hơn chỉ cần dãy ruộ thì dây nhỏ càng quấn càng nhiều toàn thân bị trói như bánh trưng huyền thiền vương bị bao phủ không thể chạy thoát vội vàng nhìn sang huyền thiền vương nhìn thấy nó cũng như mình bị dây nhỏ vùi vào bên trong mặc dù thiêu đốt lực lượng chủ tể phù ấn cũng không cách nào bỏ chạy chủ nhân làm sao bây giờ sắc mặt biến hóa huyền thiền vương truyền âm thật nhanh với tư cách tính mạng thượng cổ bình thường không sợ trời không sợ đất, đối mặt với thứ quỷ dị này lại cảm thấy hoảng hốt. Đừng có gấp, để ta xem thứ này là cái gì. Thấy huyền thiền vương bị khốn trụ, nội tâm nhiếp phân mát lạnh một nửa, xem ra những dây nhỏ này đáng sợ còn hơn tưởng tượng. Tuy bị nhốt nhưng hắn cũng không có sốt ruột bối rối, từ khi bước ra từ đại lục khí hải đi tới bây giờ, hắn lâm vào cục diện nguy hiểm quá nhiều lần, biết rõ hiện tại khẩn trương chỉ loạn trận cước mà thôi. Diễm hỏa đốt, tuy không biết những dây nhỏ này là cái gì nhưng chỉ cần là dây thì sợ lửa, hắn vận chuyển thiên phú diễm hỏa sư, lực lượng toàn thân hóa thành hỏa diễm và thiêu đốt dây nhỏ. Xì 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 xì, dây nhỏ va chạm với hỏa diễm, quả nhiên có phản ứng, nó tỏa ra mùi khét làm người ta buồn nôn, dây nhỏ nhũn ra và đứt gãy. Đây là thứ quỷ gì? Thấy những dây nhỏ này không bị diễm hỏa đốt thành cho, huyền tiền vương sắp điên lên. Diễm hỏa được xưng không có gì không đốt, rốt cuộc thứ này là gì? Đây là dịch nhờn tính mạng thượng cổ, bằng không làm sao có mùi thúi. Nhiếp phân nhíu mày, vẻ mặt của hắn kỳ quái. Thông qua diễm hỏa bốc cháy, thiên nhãn thấu thị, hắn nhìn ra dây nhỏ là thứ gì, đó là dịch nhờn tính mạng giống dịch dạ dày, dịch ruột non, không biết nơi này là nơi nào mà có thứ buồn nôn như thế. Tánh mạng dịch nhờn, tại sao trong cung điện cực thiên vương lại có thứ này? Chẳng lẽ, quyền thiên vương nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt trợn tròn nhìn về phía nhiếp phân. Không sai, hẳn là như thế, đến, đi theo ta. Dường như biết rõ hắn nghĩ tới cái gì, nhiếp vân gật gật đầu, toàn thân hắn như lửa đốt, thiên tâm đằng rũi bàn tay ra sau đó kéo dài về phía trước, bắt lấy một khu đất trống bên cạnh huyền thiền vương và kéo một cái. Âm ầm ầm dường như xa vào trong đầm lầy, một người một ve bị kéo về phía trước. Trước dùng diễm hỏa thiêu đốt dây nhỏ, sau đó dùng thiên tâm đằng kéo về phía trước, qua một lúc đã kéo hai người một đoạn đường khá xa, lúc này một vách tường lớn xuất hiện trước mắt bọn họ vách tường có đường vòng cung không biết làm bằng chất liệu gì nó vô cùng chắc chắn tinh thần không thể lan ra ngoài hô hít sâu một hơi hàn dương kết xuất hiện trong tay hắn hai mắt nhiếp vân hít lại và đâm tới hô một đạo kiếm khí huy hoàng như vắt ngang cửu thiên vừa giống như tinh hà rơi xuống đất mang theo uy lực không thể ngăn cản từ đó va chạm với vách tường kiếm chiêu thật mạnh nhìn kỹ một kiếm này vào trong mắt gương mặt huyền thiền vương nghiêm túc Trước kia nó vẫn cho rằng chủ nhân trước mặt chỉ dùng chủ tể phù ấn và thiên tâm đằng mới lợi hại hơn nó một ít, hiện tại xem ra không riêng những thứ này, chỉ kiếm thuật đơn thuần đã có thể đánh thắng nó. Có thể đoán được, nếu chiêu này đánh lên người của nó, trừ thi triển huyền thiền vương rực tránh né, căn bản không có biện pháp phản kích. Âm ầm vào lúc nó đang suy tư, kiếm khí va chạm vào vách tường, cả không gian lắc lư một hồi, âm thanh nổ tung vang vọng khắp nơi. chương 2150, trong bụng 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một lát sau lực lượng tiêu tán, nhìn về trước mặt, vách tường trước mắt không tổn hao gì, một chút vết thương nhỏ cũng không có. Làm, làm sao có thể, uy lực một kiếm vừa rồi, Huyền thiền Vương cảm thấy cánh của mình ngăn cản cũng bị thương, vách tường trước mặt không có một vết ngấn, đúng là quá khoa trương. Xem ra là thật, một kiếm không thể phá vỡ vách tường, nhiếp phân không có uể oải chút nào, ngược lại có cảm giác xác định và thở dài. Đúng vậy, chỉ sợ chỉ có mai rùa của cực thiên vương mới có năng lực phòng ngự như vậy sắc mặt huyền thiền vương khó coi trải qua thí nghiệm một người một phe rốt cuộc xác định cung điện trước kia cũng không phải hỗn độn thần binh biến thành mà là mai rùa của cực thiên vương bản thể cực thiên vương là thôn thiên kim quy nơi cứng rắn nhất chính là mai rùa của nó nó còn cường đại hơn cánh của huyền thiền vương nhất định có thể ngăn cản tuyệt mệnh chi khí trước khi thôn thiên kim quy trực tiếp tiếp xúc tuyệt mệnh chi khí mà không tổn thương gì làm người ta nghĩ lầm mai rùa trên người nó, nằm mơ cũng không nghĩ tới nó dùng mai rùa cường đại nhất của mình luyện thành cung biệt, hơn nữa cư trú trong đó. Nói cách khác, hai người bọn họ hiện tại không phải giang ở trong cung điện mà là đang ở trong bụng của thôn thiên kim quy. Mà những dây nhỏ này chính là dịch nhờn tiêu hóa của nó. Chúng ta làm sao bây giờ? Phòng ngự mai rùa của thôn thiên kim quy còn mạnh hơn ta quá nhiều, căn bản không phá được, chúng ta làm sao rời đi? Suy nghĩ cẩn thận những việc này, huyền thiền vương cảm thấy bận tâm cho dù là ai bị nuốt vào trong bụng, chỉ sợ cũng không có cảm thụ tốt. Xem mai rùa cứng rắn như thế, chúng ta không thể phá hư, thôn thiên kim quy biết rõ chúng ta trong bụng nó cũng không thả chúng ta ra ngoài. Cho nên, nếu thật muốn ra ngoài chỉ có thể dựa vào người khác cứu ra mà thôi. Cân nhắc một lúc, nhiếp vân lên tiếng, thôn thiên kim quy được xưng là thôn thiên, trong bụng tự thành thế giới, muốn phá hư kết cấu trong cơ thể nó, làm cho đối phương thả bọn họ đi ra ngoài là ít có khả năng, biện pháp duy nhất chính là nội ứng ngoại hợp từ đó cứu bọn họ lao ra ngoài cứu ra đám người hùng cổ cổ tiêu đang ở cùng chúng ta làm sao cứu huyền thiên vương cười khổ hùng cổ cổ tiêu đang ở trong thanh khư cổ huyệt đi theo nhiếp phân vào nơi này hiện tại cũng lâm vào nơi đây không có khả năng cứu bọn họ trông cậy vào những người khác là không có khả năng tuy nó được xưng là vương nhưng lại là người cô đơn cho dù đám người hùng cổ cổ tiêu ở bên ngoài cũng không có khả năng cứu chúng ta yên tâm đi có những người khác động thủ nhiếp phân nhạt cười nhạt nói những người khác ai huyền thiền vương mê hoặc chẳng lẽ ngươi quên phục giang vương tử bên ngoài sao nhiếp phân cười cười bọn chúng không phải bọn chúng đối địch với chúng ta sao biết rõ chúng ta bị nhốt cao hứng cũng không kịp đối địch không giả nhưng nếu như chúng ta ngụy trang thành cửu chiêu hồ vi hơn nữa nói cho hắn biết hỗn độn vương thạch đã tới tay thì kết quả thế nào khóe miệng nhiếp vân nở nụ cười vui vẻ. Việc này, quyền thiền vương sững sờ, đôi mắt càng ngày càng sáng. Bọn chúng biết rõ tin tức này tất nhiên sẽ toàn lực công kích cực thiên vương, cứu chúng ta ra ngoài. Không sai, đây chỉ là thứ nhất, người còn muốn cái gì? Thứ nhất, quyền thiền vương vào đầu, trầm tư một lát, dường như nghĩ tới cái gì? Chúng ta phối hợp với nhau, tuy cực thiên vương cường đại, nhất định sẽ bị trọng thương hoặc là bị đánh chết, nó tử vong, đám, người phục giang vương tử chắc chắn không dễ chịu tổn thất nghiêm trọng huyền thiền vương càng nói càng hiểu ra sắc mặt càng hưng phấn nếu bọn chúng tổn thất to lớn cứu chúng ta ra lại không nghĩ rằng chúng ta là giả một khi tiến hành đánh lén tuyệt đối có thể một lần hành động đánh chết hai người còn thừa một người sẽ đơn giản hơn nhiều hoàn toàn có thể đánh chết dễ dàng chính là như vậy nhiếp phân cười chế định kế hoạch xong nhiếp phân sử dụng một đạo ngụy trang chi khí đưa cho huyền thiền vương thân thể của hắn chấn động mạnh xương cốt toàn thân bắt đầu phát sinh biến hóa một lát sau hắn biến hóa giống cửu chiêu như đúc trong thời gian sử dụng chủ tể phù ấn thì trong cơ thể hình thành vòng tròn ba đại đạo thậm chí có thể nắm giữ một ít năng lực ngụy trang nhưng dù sao không phải do mình lĩnh ngộ hoàn toàn hắn ngụy trang như vậy chỉ cần đối phương không có lĩnh ngộ thiên nhãn đại đả sẽ rất khó nhìn ra mặc dù lĩnh ngộ thiên nhãn không vận chuyển cũng không có phát hiện mà hắn chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể đánh chết đám người phục giang đưa tin cho bọn chúng biến hóa hoàn tất, hơi hành động nhẹ nhàng, trên tay cửu chiêu lúc này xuất hiện ngọc phù truyền tin, tinh thần khẽ động, một sóng ý niệm truyền ra bên ngoài. Tuy không thể phá không thoát ra khỏi mai rùa nhưng những ngọc phù truyền tin này là thứ kiền huyết phương triều đặc chế, có thể đưa tin trong loại địa phương như thập tuyệt cổ địa, càng đừng nói. Ở trong bụng thôn thiên kim quy, một đạo ý niệm truyền ra ngoài, một người một phe chờ một lát, chỉ chốc lát ngọc phù khẽ động, một tin tức truyền trở lại. Như thế nào, huyền thiền vương vội vàng nhìn qua. Phục Giang Vương Tử chắc chắn đang chiến đấu với cực thiên vương, chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi xem tin tức xong, nhiếp vân lên tiếng. Phục Giang Vương Tử không biết có người đi theo sau lưng cửu chiêu vào trong cơ thể cực thiên vương, càng không biết hai người bọn họ đã vẫn lạc đổi thành người khác, cho nên lúc đưa tin cũng không nghi ngờ. Âm ầm, chờ một lát, nhiếp vân đang định suy tính tình huống chiến đấu của hai bên để sớm chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên tâm thần khẽ động. Mai rùa trước mặt chấn động một cái, một đạo lực lượng tàn sát bừa bãi xuất hiện và làm bọn họ bổ nhào xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Huyền thiên Vương trầm xuống, có thể làm cho bọn họ bổ nhào như thế, động tính khẳng định thật lớn, sẽ không phải Cực Thiên Vương bị Phục Giang Vương tử giết chứ? Phục Giang thân là vương tử của Kiền Huyết Vương triều, tài nguyên vô cùng, thủ đoạn khẳng định rất nhiều, tuy Cực Thiên Vương rất lợi hại, lại có tuyệt mệnh chi địa làm dựa vào nhưng Phục Giang động thủ chân chính khẳng định cũng có thể giết hắn. Ân, không tốt, đi mau nhiếp vân cũng sừng sờ thiên cơ đại đạo lưu chuyển trong mắt không ngừng suy tính đột nhiên biến sắc thiên tâm đằng đẩy một cái ngay sau đó một người một ve lui lại chương 2151, giao dịch thượng chuyện được thực hiện bởi obookaudio com đã hoàn toàn lĩnh ngộ thiên cơ đại đạo cho nên có thể biết trước hỏa phúc tâm huyết dâng trào vừa mới suy tính đã có một đạo sát đánh tới nếu như không tránh né tất nhiên nguy hiểm vô cùng ầm 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 vừa thoát ra một đạo hàn mang quét ngang khu vực hai người vừa xuất hiện, như không gian lợi nhận cắt qua tất cả, nó cắt đứt mấy sợi dây nhỏ gần đó. Nhiếp vân không cách nào chém đứt những sợi dây nhỏ kia, hàn mang lại dễ dàng chặt đứt đã đủ thấy nó cường đại, nếu như hai người không trốn nhanh, khẳng định sẽ ăn thiệt thòi không nhỏ. Hô, tránh thoát hàn mang, nhiếp vân không ngừng nhìn chung quanh, đột nhiên hắn nhìn chằm chằm một khu vực, hắn phun ra một ngụm chọc khí và lên tiếng nói. Xuất hiện đi, không cần ẩn nấp, hắc hắc, khó trách có thể lặng lẽ lẻn vào trong cơ thể ta trộm hỗn độn vương thạch đi quả nhiên có chút tài năng vừa dứt lời tại khu vực không có vật gì một bóng người đột ngột xuất hiện đó chính là lão giả chiến đấu với phục giang vương tử cực thiên vương hiện tại các ngươi đang ở nơi này thì cũng đừng nghĩ đi ra ngoài chết ở chỗ này đi trong mắt cực thiên vương mang theo dữ tợn chết ở chỗ này ngươi phải có năng lực này mới được nếu như ta đoán không sai trạng thái của ngươi hiện tại không tốt thấy bộ dạng đối phương hung mãnh nhiếp vân lơ đánh, hắn cười nhẹ nhàng. Người nói cái gì, ánh mắt cực thiên vương phát lạnh, không có gì, luận sự mà thôi. Vừa rồi chiến đấu với đám người phục giang, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ người không chiếm được chút tiện nghi nào, thậm chí còn ăn thiệt thòi lớn. Nếu như không phải như vậy, người sẽ trốn vào mai rùa sao? Tuy cực thiên vương trước mắt ngụy trang rất giống nhưng nhiếp vân biết rõ đối phương tất nhiên bị thương nặng, bằng không với bản tính của nó tuyệt nhiên không xuất hiện tại nơi này thôn thiên kim quy là thượng cổ thần thú nhưng nó vẫn có bản tính con rùa như cũ, gặp phải nguy hiểm không thể kháng cự, đầu tiên nghĩ đến là ẩn núp vào trong mai rùa, huyền thiền vương không thấy xảy ra vấn đề nhưng nhiếp vân sử dụng thiên phú thiên nhãn cho nên làm sao không nhìn ra chứ. Nó hô hấp dồn dập, thân thể run nhẹ nhẹ, ngón tay siết chặt mất tự nhiên, hiển nhiên cố nén đau đớn, không cần phải nói bị thương tuyệt đối không nhẹ, động tác vừa rồi chỉ là ra oai phủ đầu, muốn hù dọa bọn họ mà thôi. Nói bậy, sắc mặt trầm xuống, cực thiên vương lập tức siết chặt không gian trước mặt, ngay sau đó có hai đạo hàn quang bay tới. Hàn quang này tương tự cái vừa rồi, không gian bị thiết cắt cắt vang, uy thế còn mạnh hơn so với lúc đánh lén vừa rồi. Hừ, nhìn thấy hàn quang đánh tới, lần này nhiếp vân cũng không trốn tránh, ngược lại hắn thu hồi thiên tâm đằng vào trong cơ thể, phượng hoàng chi rực tỏa sáng che khuất hắn và huyền thiền vương. Bành, bành, cánh chim đem ngăn cản hàn quang ngờ ở bên ngoài, cũng không có cảnh tượng đáng sợ như lúc trước dường như không được tốt lắm vừa thu phượng hoàng chi dược lại nhiếp vân biết rõ chính mình phỏng đoán chính xác đối phương thật sự bị thương nặng bằng không hai đạo hàn quang vừa rồi không có chút lực công kích yếu như thế được rồi không nói nhảm với ngươi chúng ta tranh đấu trong cơ thể của ngươi chắc hẳn ngươi cũng biết thân phận của hai chúng ta không cùng một đám với phục giang vương tử bên ngoài cho nên chúng ta cũng không nhất định là địch nhân nếu trời đất đưa đẩy còn có thể làm bằng hữu cộng đồng đối phó địch nhân nhiếp vân tiến lên phía trước một bước và lên tiếng Hắn và huyền thiền vương lặng lẽ lẻn vào trong cơ thể đối phương, có lẽ có thể giấu đi ế một hồi nhưng đại chiến kinh thiên động địa với đám người cửu chiêu như thế, nếu như cực thiên. Vương không biết tình huống như thế nào thì hắn có thể chết được rồi. Cho nên cứ tiếp tục ngụy trang còn không bằng nói thẳng ra. Dù sao mục tiêu của hắn là hỗn độn vương thạch, hiện tại vương thạch đến tay, cũng không cần đánh chết cực thiên vương. Lại nói hắn có chuyện nghi hoặc, chỉ sợ chỉ có cực thiên vương mới có thể giải thích cho hắn biết. Bằng hiếu, hư, trộm hỗn độn vương thạch của ta còn dám nói là bằng hữu ta tuy hiện tại ta bị thương nhưng mai rùa phong tỏa chỉ cần người xông vào bên ngoài không phải cấp bậc chúa tể thì không có khả năng xông vào ta hoàn toàn có thể khôi phục thương thế và rời đi về phần các ngươi bọn chúng không vào được người cảm giác các ngươi có thể đi ra sao nghe được nhiếp vân nói chuyện cực thiên vương cười lạnh mai rùa của nó phòng ngự rất mạnh bằng không nó trở lại phục giang vương tử khẳng định cũng xông vào hiện tại không có xuất hiện cảnh tượng như thế nói rõ còn bị nhốt ở bên ngoài, không vào được trong thời gian ngắn. Người nói không sai, chúng ta thật sự không thể xông ra ngoài. Không xông ra ngoài được không có nghĩa chúng ta không đối phó ngươi được. Quát lớn một tiếng, nhiếp vân lật tay một cái, ngay sau đó có cung điện xuất hiện, nó xuất hiện trước mặt mọi người và lập tức bao phủ cực thiên vương vào bên trong. Đây là cái gì, nhìn thấy tòa cung điện trước mặt, đồng tử cực thiên vương co rụt lại, hắn muốn chạy trốn nhưng đã muộn, cấm chế trong cung điện mở ra, từng đạo bí vân đặc thù xuất hiện trước mặt hình thành. Bình chứng không thể trốn tránh, đây là cung điện, cường giả chúa tể luyện chế, tại sao người có thứ này? Cực thiên vương không còn bình tĩnh như lúc ban đầu, ánh mắt mang theo hoảng sợ không nhỏ. Hai người đối phương đều thiêu đốt chủ tể phù ấn mới có lực lượng, đối với nó mà nói cũng không đáng sợ, chỉ cần ấn phù mất đi hiệu quả khẳng định phải bị nó xâm lược. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cung điện do cường giả chúa tể luyện chế, lại có cấm chế của cường giả chúa tể lưu lại, nó đã sợ thật rồi tuy thực lực của nó không kém nhưng so thủ đoạn với chúa tể thì nó kém đi rất nhiều căn bản không phải một cấp bậc nếu như nó thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn có thể bằng vào thân pháp đào tẩu hiện tại bản thân bị trọng thương lại có huyền thiền vương am hiểu tốc độ nhìn chằm chằm đừng nói đào tẩu đối phương thực muốn động thủ gây chuyện không tốt hắn còn phải chết tại nơi đây bất kể ta tại sao có thứ này hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn nghe ta hoặc là chết thấy hắn bị nhốt nhiếp phân thở ra một hơi, sắc mặt vui vẻ. Lúc trước nhiều lời như thế mục đích giảm tâm phòng bị của đối phương xuống, sau đó lặng lẽ bố trí, lúc này mới một lần hành động và thành công. chương 2152, Giao dịch hạ 1 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Cường giả chúa tể thiên huyền điện thiên huyền lão nhân lưu lại. Cung điện, cấm chế trong đó đều là thiên huyền lão nhân tự tay lưu lại, đối phó một bị cực thiên vương bị thương không có vấn đề quá lớn muốn ta biến thành yêu sủng giống phế vật huyền thiền vương hay sao? Nằm mơ, cực thiên vương giấy dụa vài cái, phát hiện nó không cách nào phá vỡ cấm chế thoát ra, sắc mặt của nó hối hận, lúc nhìn về phía huyền thiền vương lại đầy kiêu ngạo. Bằng vào thực lực của nó hoàn toàn có thể thấy rõ huyền thiền vương đã thành yêu sủng của người này, đường đường vương giả biến thành yêu sủng, nó làm không được. Người muốn chết, nghe lời nói của cực thiên vương tràn ngập miệt thị mình như thế, huyền thiền vương giận dữ. Người sẽ trở thành yêu sủng của ta, Ngăn huyền thiền vương nổi giận, ngón tay nhiếp vân khẽ động, vô số cấm chế lợi hại sáng lên, tiểu linh xuất hiện. Chủ nhân, đừng để hắn chết, nhiếp vân bàn giao một câu, tiểu linh là khí linh của thiên huyền điện, nàng có được quyền khống chế tuyệt đối với những cấm chế này, thậm chí ra tay còn thuận buồm xuôi gió hơn so với hắn ra tay. Vâng, nghe được mệnh lệnh, tiểu linh quay đầu nhìn về phía cực thiên vương, ánh mắt thâm thúy, ngón tay liên tục bắn tới, từng lưỡi đao từ cấm chế bắn tới tấp, không ngừng cắt qua không gian, xì 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 âm thanh lưỡi dao cắt vào trong da thịt xuất hiện cực thiên vương kêu thảm thiết dường như trải qua đau khổ như địa ngục tra tấn hai mắt của hắn đỏ rực và đầy tơ múa những cấm chế này cũng không phải tra tấn thuần túy quan trọng hơn là giày vò linh hồn một khi bộc phát chẳng khác gì cự trùy nện vào trong linh hồn nếu như không phải tinh thần cứng cỏi chỉ sợ sẽ trực tiếp sụp đổ sau khi tiểu linh sử dụng loại thủ đoạn này cũng không thể nói nhiếp phân tàn nhẫn mà là hiện tại bị nhốt trong mai rùa phải mau chóng giải quyết lão rùa già trước mặt nếu hắn dám lưu tình sẽ gặp vô số phiền toái ngươi giết ta đi ta sẽ không thần phục cực thiên vương gào rú thảm thiết chủ nhân linh hồn cực thiên vương phi thường cứng cỏi nếu như tiếp tục nữa ta sợ sẽ một lát sau tiểu linh đi tới mặt mang theo khó xử nàng còn chưa dứt lời nhưng nhiếp vân có thể nghe hiểu ý của nàng cực thiên vương trước mặt nhìn không tốt lắm nhưng lại là ra hỏa vô cùng cứng cỏi nếu như tiếp tục bức bách gây chuyện không tốt đối phương sẽ trực tiếp tử vong Chẳng lẽ không thể thu ra hỏa này thành yêu sủng hay sao? Nhiếp Vân cảm thấy buồn bực. Nói thật, hắn mới gặp phải loại chuyện này lần đầu tiên. Thà chết chứ không chịu khuất phục làm người ta kính nể nhưng gặp được loại người này phi thường làm cho người ta đau đầu. Không có thần thú không nhận chủ, dựa theo đạo lý sẽ không cự tuyệt nhận chủ, cũng như huyền tiền vương, tuy quật cường nhưng nó cũng đáp ứng nhanh chóng. Có chủ nhân hoàn toàn khác nhau, sẽ bị chế ước, không thể phản bội chủ nhân mới xuất hiện tình huống này. Không vội động thủ. Do dự một lúc, nhiếp vân lại bảo tiểu linh dừng tay. Hắn còn muốn biết tin tức trong miệng lão rùa già này, không thể giết chết, về phần siêu hồn, tu vi đạt tới cấp bậc như nó, mặc dù lĩnh ngộ linh hồn đại đạo, chỉ cần tu vi không có vượt qua đối phương cũng không làm được gì. Vâng một, tiểu linh ngừng tay ngay sau đó, muốn ta làm yêu sủng của ngươi, đừng có nằm mơ. Ta sẽ không đáp ứng, thấy hắn đi tới, cực thiên vương thở hồn hển nó tiếng gào thét, trong ánh mắt mang theo kiên định, Dường như bất cứ uy hiếp gì cũng vô dụng. Ngươi đã thần phục người khác, không để ý tới thái độ của nó, Nhiếp Vân hỏi. "Không sai, linh hồn của ta đã kính dâng cho thiên địa, kính dâng cho thiên đạo, cho dù ngươi giết ta, ta cũng không khuất phục." Cực Thiên Vương gào thét, trong mắt mang theo kiêu ngạo nồng đậm. Nghe nó nói như thế, Nhiếp Vân cũng không nói chuyện, Thôn Thiên Kim Quy vừa ra đời có thể lĩnh ngộ thiên đạo, tất nhiên là có kiêu ngạo của mình linh hồn kính dân cho thiên đạo cũng là có khả năng cưỡng ép bắt nó nhận chủ đúng là không quá sự thật chỉ cần trả lời vấn đề của ta có thể không cần nhận ta làm chủ thậm chí ta có thể buông tha ngươi giúp ngươi đánh chết đám người phục giang từ đó giúp ngươi báo thù nghĩ vậy nhiếp vân đưa ra điều kiện và cái giá đánh bạc trả lời vấn đề của ngươi cực thiên vương vốn tưởng rằng đối phương nghe nói như thế sẽ trực tiếp hạ sát thủ không lưu tình chút nào sau khi nghe xong liền sững sờ rất đơn giản Thập Việt cổ địa từ đâu mà đến, người đạt được hỗn độn vương thạch từ nơi nào? Đi vào thập Việt cổ địa, nhiếp vân có ảo giác nơi này phi thường cổ quái, đi vào tuyệt mệnh chi địa càng có cảm giác này. Nhất là nhìn thấy hỗn độn vương thạch thì một suy nghĩ xuất hiện trong đầu của hắn. Thập Việt cổ địa, thậm chí sinh mệnh trong thần chi di tích không thể nào sử dụng lời thề hỗn độn, nói cách khác nơi này không quan hệ với hỗn độn, dựa theo cách nói của Thư Hoàng lúc trước, hẳn là hỗn độn muốn muốn hủy diệt thế giới này loại địa phương này tại sao có TH có hỗn độn vương thạch chân quý nhất trong hỗn độn? Tại sao có nhiều như thế? Việc này không phù hợp lẽ thường. Hỗn độn vương thạch chân quý, nhiếp phân cũng không phải tiểu tử không hiểu chuyện, hắn biết phi thường rõ ràng, cho dù ném bất cứ viên nào trong Tào nguyệt trí tôn vực cũng sẽ sinh ra gió tanh mưa máu, mặc dù thế lực lớn trong quy khư hải cũng khó tìm được. Một viên, bảo vật quý như thế, một mình cực thiên vương cầm hơn 10 viên, hơn nữa phong ấn trở thành mặt trời mặt trăng và ngôi sao, nếu như nói không có bí mật gì, đánh chết hắn cũng không tin. Người giết ta đi, ta sẽ không nói. Cực thiên vương khoát tay, ân, thấy bộ dạng của nó như vậy, nhiếp vân cao mày. Đừng cho rằng ta sẽ không giết ngươi, lưu ngươi đến bây giờ bởi vì cảm thấy ngươi còn dùng được. Tuy hắn rất muốn biết số hỗn độn vương thạch này tới từ nơi này nhưng đối phương không phối hợp như vậy thì hắn không lưu thủ. Giết đi, ta sẽ không nói hỗn độn vương thạch tới từ đâu cho ngươi biết. Ngươi đừng mong dò la ta, người tà nguyệt trí tôn vực không kẻ nào tốt, nếu như ta không phải bị ngươi vây khốn, tuyệt đối đến một giết một. Cực thiên vương một tiếng gào thét, chẳng muốn tiếp tục nói chuyện, một lòng muốn chết. Hừ, thấy thái độ của hắn như vậy, nhiếp vân cau mày. chương 2153, Giao dịch hạ 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Gia hỏa này đầu mối không tiến, hơn nữa nghe khẩu khí hắn cực kỳ thù hận người tà nguyệt trí tôn vực. Tiểu Linh, người có biện pháp nào không? ta muốn siêu hồn của hắn, biết rõ chuyện nó biết là được, về phần sinh tử, không sao cả. Nếu đối phương một lòng muốn chết, Nhiếp Vân cũng lười tiếp tục hỏi tiếp, quay đầu nhìn về phía Tiểu Linh. Tiểu Linh là khí linh do cường giả cấp chúa tể luyện ra, nên xử lý cường giả tông chủ thế nào có lẽ có biện pháp tốt hơn hắn nhiều. "Chủ nhân, ta có biện pháp." Tiểu Linh còn chưa nói xong, Huyền thiền Vương đi tới. "A, à, đồ vật trọng yếu nhất của Cực Thiên Vương chính là mai rùa." nếu như chủ nhân ngươi có thể luyện hóa mai rùa tin tưởng nó nhất định sẽ khuất phục huyền thiền vương nói luyện hóa mai rùa là ý kiến hay đôi mắt nhiếp vân sáng ngời mai rùa này là đồ tốt từ việc hắn toàn lực oanh kích nhưng không thể làm gì đã nói rõ nó cường đại nếu như có thể luyện hóa bảo vật này lực phòng ngự nhất định sẽ tăng cường rất nhiều gặp lại mặc nhiêu cũng không cần sợ đầu sợ đuôi đáng giận nghe được huyền thiền vương dâng kế sách cực thiên vương tức giận kêu to ta thử xem có thể luyện hóa hay không không đi quản cực thiên vương gào rú tinh thần lực của nhiếp vân từ thiên huyền điện lan tràn ra ngoài từ đó bao phủ toàn bộ mai rùa chóc ra bàn tay biến thành kiếm quang hắn nắm lấy cực thiên vương trước mặt trước kia không tìm được chính chủ ở địa phương nào đối mặt mai rùa lớn như thế không có bất kỳ biện pháp nào lúc này cực thiên vương ngay trước mặt chỉ cần khống chế hắn bóc quyền khống chế mai rùa của nó ra là có thể hoàn toàn luyện hóa cực thiên vương có kết nối linh hồn với mai rùa thân thể đã rút ra khỏi triệt để dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần không đánh chết nó thì kết nối không thể nào chặt đứt, nhưng chẳng biết tại sao, kiếm quang đụng vào nó, cực thiên vương lập tức cảm thấy đầu óc đau đớn dữ dội, kết nối với mai rùa càng lúc càng nhạt và tùy thời bị chặt đứt. Linh hồn đại đạo, cảm nhận được loại tình huống này, cực thiên vương đã hiểu ra. Đối phương đã hoàn toàn lĩnh ngộ linh hồn đại đạo, xem ra nếu như không phải thực lực bản thân kém nó, chỉ bằng vào lĩnh ngộ đại đạo có thể siêu hồn của nó rồi. Qua một hồi trong đầu cực thiên vương sinh ra chấn động, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nó cảm giác rõ ràng, Mai Rùa đã hoàn toàn thoát ly khống chế của nó, bị đối phương triệt để khống chế. Luyện hóa, ngẩng đầu lên, lúc này nó nhìn thấy thiếu niên trợ ức mặt phun một. Giọt máu tươi bay ra khỏi thiên huyền điện và bay tới Mai Rùa. Máu tươi chạm vào Mai Rùa lập tức phát ra tiếng ỏ ổ vang, từng đường vân đặc thù lập lòe. Rất nhiều đường vân trải rộng Mai Rùa, những đường vân này đại biểu cho thiên đạo, nếu như không thể lĩnh ngộ sẽ khó mà luyện hóa mai rùa. Nhiếp vân phi thường quen thuộc nhũng đường vân này, người khác muốn triệt để lý giải luyện hóa có khả năng cần tốn hao không ít thời gian, với hắn mà nói là chuyện cực kỳ đơn giản. Hô, qua một lúc, mai rùa đã bị luyện hóa triệt để thành pháp bảo của hắn. Ngươi, ngươi, nhiếp vân xoay đầu lại, hắn đang suy nghĩ nên dùng thái độ gì đối phó cực thiên vương, chỉ thấy ra hỏa này nhìn hắn, ánh mắt mang theo sợ hãi, đột nhiên đầu gối mềm nhũn và quỳ xuống đất. Tại hạ cực thiên vương, tham kiến chủ nhân ân thấy thái độ cực thiên vương trước ngạo mạn sau cung kính làm mọi người sướng sờ biến hóa như vậy cũng quá nhanh a à. trước kia thà chết không nhận nhiếp vân làm chủ nhân như vậy tại sao hiện tại kiên quyết nhận chủ như thế chẳng lẽ luyện hóa mai rùa thực sự có hiệu quả lớn như vậy không có khả năng a à. nó bây giờ có thể tự do ra vào mai rùa nói rõ hắn đã triệt để thoát ly mai diệt mai rùa đối với nó mà nói chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi chỉ luyện hóa pháp bảo cũng không thể làm nó nhận chủ tại hà quy nguyên vui lòng phục tùng nhận chủ kính xin chủ nhân không kể hiềm khích lúc trước mà thu lưu nhìn thấy mọi người nghi hoặc cực thiên vương vội vàng nói thái độ thành khẩn hoàn toàn là hai bộ dạng khác nhau mai rùa này quan trọng với ngươi như vậy không tiếc cải biến tâm niệm cũng muốn nhận ta làm chủ hai mắt như điện nhiếp vân muốn xem đối phương nghĩ cái gì nếu như là lá mặt lá trái ý định thừa cơ đoạt lại mai rùa thì không thoát khỏi mắt của hắn bẩm chủ nhân không quan hệ tới mai rùa là ta trước kia hiểu lầm chủ nhân, xin hãy tha lỗi. Thái độ của cực thiên vương quy nguyên cung kính, hiểu lầm, thông qua thiên nhĩ sư, thiên nhãn sư quan sát, đối phương nói ra lời này từ đáy lòng, cũng không có giữ lại, cũng không phải khẩu Phật tâm xà, nhiếp vân cảm thấy kỳ quái. Đúng thế, trước kia ta ta cho rằng chủ nhân là người tà nguyệt trí tôn vực cho nên thái độ không tốt, hiện tại mới thân phận chủ nhân, xin thứ lỗi. Quy nguyên vội nói, người biết ta không phải người tà nguyệt trí tôn vực, nhiếp vân chấn động, ánh mắt mang theo sát cơ trần trụi hắn cũng không phải là người tà nguyệt trí tôn vực hắn vẫn che giấu rất tốt ngay cả quy khư hải tông chủ cổ ung cũng không nhìn ra tình hình bây giờ lại bị đầu rùa già này nhận ra đổi lại là ai đều cảnh giác tà nguyệt trí tôn vực là địa bàn của a dục vương nếu như để đối phương biết rõ hắn cũng không phải là người sinh trưởng ở địa phương này còn mang theo tu la vương chỉ sợ tùy thời có nguy hiểm tử vong cho dù thực lực của hắn không kém nhưng đối mặt với a dục vương có thể đánh chết tu la vương cường giả hỗn độn phong vương thì hắn cũng không có cơ hội sống. Vừa rồi chủ nhân luyện hóa mai rùa sử dụng một giọt máu làm ta biết rõ thân phận của chủ nhân. Kính xin chủ nhân thu ta làm yêu sủng, ta tuyệt đối trung tâm như một, sẽ không làm chuyện vi phạm ý chủ nhân. Quy Nguyên cúi đầu xuống, tinh thần khẽ động, một đạo linh hồn bị hắn cắt ra bay về phía nhiếp vân. Thấy động tác của hắn như giải thích, nhiếp vân cau mày khó chịu. Không nghĩ tới một giọt máu cải biến cái nhìn của đối phương, chẳng lẽ máu của mình có vấn đề muốn nói đặc thù, chỉ sợ cũng chỉ là vì hắn là thân huynh đệ của Tu La Vương nhiếp đồng, có được huyết thống đặc thù. Ân, Tu La Vương, nghĩ vậy nhiếp vân sững sờ, thần chi di tích và thế giới bị vứt đi hắn gặp được tại thiên địa lục đạo tương tự nhau, nhiếp đồng đi tới nơi này liền hành động một mình, chẳng lẽ nơi này có quan hệ với Tu La Vương lưu lại lúc trước hay sao? chương 2154, Thần Quy Nâng Trời Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, có lẽ chính là thế giới tu la vương bị a dục vương tuyệt sát vương và hỗn độn vương liên thủ phá diệt thứ còn sót lại biến thành nơi này từ đó mới có nhiều bảo vật truyền thừa như thế mới có nhiều cường giả lưu lại di tích như vậy nghĩ đến điểm này nội tâm nhiếp vân khẽ động hắn nhìn cực thiên vương quy nguyên trước mắt ánh mắt sáng ngời người sống bao nhiêu năm người biết chuyện thế giới này bị phá diệt hay không rùa đen có ưu thế lớn hơn nhân loại chính là tuổi thọ ta thân là thôn thiên kim quy thực lực càng mạnh thì sống càng lâu cụ thể bao nhiêu thời gian thì ta không nhớ rõ thời điểm ta yoyer chuyện còn không có thập tuyệt cổ điện này về sau không biết vì sao thế giới sụp đổ thế giới bắt đầu phá diệt ta bị khốn ở nơi này không thể ra ngoài quy nguyên chậm rãi nói sống từ lúc thế giới phá diệt tới bây giờ nghe nó nói như thế huyền thiền vương và tiểu linh ngạc nhiên không thôi đây thật sự là tính mạng thượng cổ rồi kỳ thật tiểu linh có thời gian sống cũng thật lâu chỉ có điều nó là khí linh chỉ cần thiên huyền điện bất diệt sẽ không tử vong cho nên không thể đánh đồng với tuổi thọ của sinh linh khác. Được rồi, nếu không biết thì thôi, từ giờ trở đi, ngươi là yêu sủng của ta. Thấy đối phương cũng không biết thiên địa vì sao sụp đổ, tại sao thập tuyệt cổ địa xuất hiện, nhiếp vân không hề hỏi nhiều. Chuyện này khẳng định liên lụy tới A Dục Vương, Tu La Vương các cường giả phong vương, mặc dù biết tà nguyệt trí tôn vực là thế giới đời thứ hai, khó bảo toàn không có cường giả tập trung lực chú. Tới nơi này, bình thường tiểu đà tiểu nháo cũng bỏ đi, Liên lụy chuyện tu la vương thì tận lực không biết bằng không chết cũng không biết chết như thế nào Ngón tay điểm một cái, nhiếp phân thu linh hồn quy nguyên kính dâng vào trong thức hải Chỉ trong nháy mắt cũng hiểu rõ ý định của nó Thu nó làm yêu sủng của mình, biết rõ đối phương thật sự không biết thế giới này vì sao phá diệt Tuy sống đã lâu nhưng vẫn ở nơi này không có rời đi Thậm chí đối với nơi khác trong thần chi di tích cũng không biết được quá nhiều Về phần vì sao nhận hắn làm chủ không khác gì hắn đoán lúc trước đối phương ngửi được một tia khí thức của Tu La Vương trong máu của hắn. Tu La Vương là người sáng lập thiên địa này, mà nó lại lĩnh ngộ thiên đạo của thế giới này, tự nhiên có thể nhìn và đoán ra nhiếp vân là ai. Loại năng lực này không quan hệ tới tuổi thọ, có liên hệ với lĩnh ngộ thiên đạo của nó. Thì ra là thế, nói cho ta biết ngươi làm sao có hỗn độn vương thạch. Sau khi hiểu ra việc này, nhiếp vân truyền một đạo ý niệm tới. Kỳ thật nơi khởi nguyên của hỗn độn vương thạch có quan hệ với sứ mạng của ta. Quy Nguyên lúc này trả lời, sứ mạng, người luyện hóa mai rùa của ta, người di động thử xem và phát hiện cái gì. Quy Nguyên cũng không giải thích, nó nói sang chuyện khác. Ân, vừa rồi xem như luyện hóa nhưng cũng không thí nghiệm, sau khi nghe nó nói thế, tinh thần nhiếp vân khẽ động, ý đồ điều động mai rùa lơ lửng trong tuyệt mệnh chi địa, vừa mới động làm hắn ngạc nhiên không nhỏ. Dựa theo tình huống bình thường, pháp bảo bị luyện hóa hoàn toàn có thể bị chủ nhân khống chế, tùy ý biến hóa lớn nhỏ, tùy ý thu phóng, dường như mai rùa bị lực lượng đặc thù bao phủ mặc dù hắn dùng tinh thần lực nó cũng không nhúc nhích sốt cuộc là chuyện gì ta đã luyện hóa rồi mà nhiếp phân cảm thấy kỳ quái mai rùa đã bị hắn luyện hóa làm sao có thể không động đậy kỳ thật sở dĩ ta không thể rời khỏi nơi này cũng không phải là nguyên nhân khác mà là bị khóa ở đây quy nguyên lắc đầu bị khóa nghe nói như thế nhiếp phân vận chuyển thiên nhãn xuyên thấu qua mai rùa nhìn ra phía ngoài quả nhiên nhìn thấy một xích sắt vừa thô vừa to cố định nó tại chỗ. Trên khóa sắt có đường vân đặc thù, chỉ liếc mắt nhìn cũng cảm thấy đôi mắt đau đớn, dường như những đường vân này có thể diệt sát linh hồn của hắn. Đây là cái gì? Sắc mặt nhiếp vân biến hóa, hắn chỉ liếc mắt nhìn lại có thể cảm thấy trên khóa sắt có lực lượng vô cùng vô tật, nếu như không phải thua mắt nhanh, chỉ sợ linh hồn của hắn đã bị diệt sát. Hiện tại hắn đang thi triển chủ tể phù ấn, thực lực so với cường giả cấp bậc tông chủ, thậm chí còn mạnh hơn, Thực lực như thế nhìn khóa sắt không sự sống cũng có thể bị diệt sát, rốt cuộc nó là đồ vật gì? Ta cũng không biết, lúc trước ta không chết, đã bị khóa sắt này vây khốn, cho dù thế nào cũng không trốn thoát. Ban đầu ta cảm thấy rất tuyệt vọng, nghĩ tới chết đi cho xong, đáng tiếc chẳng biết tại sao, ta không chết được. Không biết qua bao nhiêu năm, ta trải qua không ngừng tu luyện, lúc này mới chia lìa thân thể ra khỏi mai rùa nhưng không đi được xa, chỉ có thể ở trong tuyệt mệnh chi địa. Quy Nguyên thở dài một tiếng, thực lực của ngươi như thế cũng không thể dễ dụa, chẳng lẽ là cường giả chúa tể ra tay. Thực lực quy nguyên có thể đối kháng với hắn sử dụng chủ tể phù ấn, tuyệt đối có thực lực cấp bậc tông chủ, cường giản hư thế, lại là thượng cổ thần thú, một khóa sắt bình thường có thể khóa nó không thể bỏ chạy, chẳng lẽ người khóa là cường giả chúa tể. Có thể, chúa tể khóa nó làm cái gì, mục đích khóa ta lại là để ta nâng thượng cổ chiến trường. Dường như quy nguyên biết suy nghĩ của hắn và thở dài. Cổ chiến trường, nhiếp vân sững sờ. Nơi này người tà nguyệt trí tôn vực gọi là thần chi di tích ha, kỳ thật căn bản không phải cái gì di tích, mà là vùng đất bị nghiền nát bởi dư âm của chiến đấu thời thượng cổ. Thượng cổ chiến trường này nằm trên thập tuyệt cổ địa, dùng mai rùa của ta nâng lên. Quy Nguyên nói, dùng mai rùa của ngươi nâng cổ chiến trường. Này, này, rốt cuộc là thủ bút của ai? Làm chuyện này làm gì? Nhiếp vân chính thức giật mình. Tuy nhiên không biết thượng cổ chiến trường này có bao nhiêu lợi hại, nhưng thần chi di tích cũng chỉ là dư âm còn sót lại của nó, khẳng định không đơn giản. Hắn là cường giả phong vương, ánh mắt quy nguyên mang theo hoảng sợ. Người nói là, tu la vương, nội tâm nhiếp vân chấn động, cường giả phong vương chỉ có mấy người mà thôi, tu la vương, a à dục vương, tuyệt sát vương và hỗn độn vương. Có thể bắt lấy thần quy thời kỳ viễn cổ sống sót tới bây giờ, lại để nó nâng cổ chiến trường, chỉ sợ cũng chỉ có tu la vương làm ra. mươi 2155, sử dụng huyết chủ tể phù ấn. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Năm đó đại chiến, tuy hắn vẫn không hiểu nhưng từ rất nhiều dấu vết lưu lại mà đoán ra được tất nhiên là A Dục Vương, Tuyệt Sát Vương, Hỗn Độn Vương liên thủ nhảy vào thế giới Tu La Vương và chém giết hắn. Vì bảo trụ con dân của mình, lại làm thế giới không hủy mất, Tu La Vương mới bị bách lưu lại thủ đoạn này. Bởi như vậy, cho dù thế giới nghiền nát, cuối cùng vẫn có một ít tính mạng còn sống sót như huyền thiền vương, xem như giữ hỏa trùng, cho dù như vậy cũng có tầng tầng nghi hoặc. Thứ nhất, nếu như thần chi di tích là thế giới lúc trước của Tu La Vương, thiên địa lục đạo có liên quan gì với thế giới bị nghiền nát? Thứ hai, nếu như đây là thế giới nghiền nát của Tu La Vương, vì sao tính mạng trong đó không tử vong theo? Thứ ba, vì sao đám người A Dục Vương cho phép thế giới này tồn tại? Hắn biết rõ quá ít, nghĩ quá nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hẳn là hắn, bằng không tuyệt đối không có người nào nguyện ý hao tổn lớn như thế chóc thế giới cổ chiến trường đặt lên lưng ta. Quy Nguyên gật đầu, sứ mạng của ngươi là trở thượng cổ chiến trường, làm sao đạt được hỗn độn vương thạch. Nhiếp Vân không muốn quan tâm nhiều tới chuyện của Tu La Vương, dù sao nơi này chưa chắc an toàn, trực tiếp nói sang chuyện khác. Kỳ thật hỗn độn vương thạch này chảy ra từ thượng cổ chiến trường, ta cũng cơ duyên xảo hợp đạt được. Quy Nguyên giải thích, à, từ thượng cổ chiến trường lưu truyền tới đây, làm sao tiến vào thượng cổ chiến trường. Nhiếp Vân hỏi, muốn vào thượng cổ chiến trường, đầu tiên phải đi lên mai rùa của ta sau đó theo xiềng xích bò lên, cuối xiềng xích là nó, đương nhiên, ta cũng chưa từng đi vào, đây chỉ là suy đoán. Quy Nguyên do dự sau đó lên tiếng, theo khóa sắt, nhiếp vân cau mày, chỉ liếc mắt nhìn khóa sắt đã có cảm giác như lọt vào hầm băng, muốn bỏ lên quá khó khăn. Khác với lúc trước hắn từ đại lục phù thiên tiến vào linh giới, cho dù có chút tương tự nhưng dọc theo đồ vật đặc thù đi lên, việc này hung hiểm hơn trước rất nhiều. Thậm chí những tuyệt mệnh chi khí khủng bố kia chính là từ thượng cổ chiến trường thổi xuống, bằng không tại sao có uy lực đáng sợ như vậy? Trừ khóa sắt, ngươi còn biết thông đạo nào nữa hay không?" Nhiếp Vân hỏi, "Ta không quá rõ ràng, ta bị khóa ở đây từ thượng cổ tới nay, cũng không đi ra ngoài, cũng không tiếp xúc với người nào nên không biết, nhưng" Quy Nguyên lắc đầu, đang muốn nói tiếp, đột nhiên cảm thấy cả Thiên Huyền Điện lắc lư rất mạnh, ngay sau đó có tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, đâm thẳng linh hồn bọn họ. "Như thế nào?" Huyền Thiên Vương vội vàng đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác, Phục Giang Vương Tử không phá được Mai Dùa, hiện tại đang sử dụng thủ đoạn bạo lực. Nhiếp Phân lật tay một cái, mọi người bay ra khỏi Thiên Huyền Điện bay trở lại Mai Dùa. Lúc này Mai Dùa đang bị thủ đoạn bạo lực nào đó xông vào, cả không gian không ngừng rung động lắc lư, âm thanh nổ mạnh như chuông ngân làm màng tai mọi người như nứt ra, tinh thần không được, chỉ sợ tùy thời sẽ sụp đổ. Chỉ từ âm thanh đã biết rõ đối phương đang sử dụng đồ vật cực kỳ cuồng bạo nào đó, không ngừng oanh kích Mai Dùa, bằng không sẽ không xuất hiện tiếng nổ lớn như thế chủ nhân, làm sao bây giờ? Nhìn thấy mai rùa chấn động mạnh như thế, Quy Nguyên nhìn qua. Lúc này Phụng Nhiếp Vân làm chủ, toàn bộ dùng hắn cầm đầu. Không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đi chiếu cố bọn chúng, huyền thiền vương, người tiếp tục ngụy trang thành hồ vi, ta tiếp tục ngụy trang thành cửu chiêu, về phần quy nguyên, hiện tại ta khôi phục thương thế của ngươi. Thiên nhãn xuyên thấu qua mai rùa, nhìn rõ tình huống bên ngoài, nhiếp phân dặn dò một câu, trong bàn tay xuất hiện một đạo mộc sinh chi khí rót vào trong người quy nguyên, đồng thời thiên tâm đằng lan tràn rót lực lượng tinh thuần cho quy nguyên. Thiên tâm đằng vừa mới thôn vệ năng lượng của cửu chiêu, hồ vi, hệ ẩn tại phải nhổ ra. Cô 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 cô, tuy thường thế quy nguyên lợi hại nhưng có mộc sinh chi khí duy trì, tăng thêm vô số năng lượng quán thâu, không qua 3 giây đã khôi phục hoàn toàn, cũng không còn cảm giác không khỏe. Hiện tại ta và huyền thiền vương lao ra, người đuổi theo phía sau, làm ra biểu hiện giả dối chúng ta chạy trốn khỏi chết, chờ chúng ta tới gần đối phương thì đồng loạt ra tay, sau khi chưa tốt thương thế của Quy Nguyên, Nhiếp Vân cũng chuyển ý niệm của mình với mọi người. Vâng, chủ nhân, nghe được kế hoạch này, đôi mắt Quy Nguyên, huyền thiền vương tỏa sáng. Có kế hoạch này, cho dù đám người phục giang vương tử có mạnh hơn nữa cũng phải ăn thiệt thòi lớn. Quy Nguyên, đây là một tấm chủ tể phù ấn, tặng cho ngươi, không nên dùng vội, thời điểm động thủ mới sử dụng nó mới có thể sinh ra hiệu quả nghiền áp tốt nhất. Nhiếp Vân tiện tay ném một tấm chủ tể phù ấn đưa cho Quy Nguyên. Tạ chủ nhân, tiếp nhận chủ tể phù ấn, đôi mắt quy nguyên lóe sáng, nó có thực lực so với cấp bậc tông chủ, nếu như không vì thứ này tuyệt đối không bị đối phương đè đánh. Chủ nhân, vừa giao chủ tể phù ấn cho quy nguyên, tiểu linh nhút nhát e lệ. Nói với hắn, như thế nào, tiểu linh hiện tại đang ở trong thiên huyền điện, lúc này hắn thu thiên huyền điện vào trong người, dựa theo tình huống bình thường sẽ không liên hệ với hắn, đột nhiên nói chuyện, chẳng lẽ có chuyện gì. Chủ tể phù ấn, chỉ còn lại một tấm tiểu linh nói, một tấm, sắc mặt nhiếp vân cứng đờ. Hiện tại hắn có thể thu phục huyền thiền vương, cực thiên vương, đánh chết cửu chiêu, thuận lợi tiến vào tuyệt mệnh chi địa, toàn bộ nhờ có chủ tể phù ấn. Một khi không có thứ này, thực lực sẽ trở về như cũ, mặc dù sử dụng thiên tâm đằng, nhất nhất chỉ có thể đánh chết cường giả 2800 đại đạo, gặp được những chuyện này không có tư cách chen tay vào, ngay cả chạy trốn chết cũng không được. Cho nên chủ tể phù ấn mới là thứ cam đoan thực lực của hắn, nếu không có thứ đó, hắn có thể sống sót ở nơi này hay không còn khó nói đừng nói quần nhau với các cường giả nơi đây. Ta nhớ lúc trước không phải có hơn 10 tấm sao, vì sao lại sử dụng nhanh như thế? Nhiếp Vân Nghi hoặc hỏi, lúc đạt được thiên huyền điện hắn thấy có hơn 10 tấm, vì sao sử dụng nhanh? Hết như thế, cho dù trong khoảng thời gian này không tiết chết cũng không dùng nhanh như vậy. chương 2156, đánh lén thành công một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio com Kỳ thật không có hơn 10 tấm, chỉ có tầm 10 tấm, lúc trước trồng chất với nhau còn có một ít là bán thành phẩm là chưa luyện chế thành công những thứ này không thể sử dụng lúc trước chúng ta vừa gặp mặt ta đã từng nói qua những n phù là lão chủ nhân luyện chơi không có nhiều lại nói thời điểm phân thân ngươi rời đi đã mang đi một ít trong khoảng thời gian này ngươi vẫn thiêu đốt duy trì lực lượng cho nên tiểu linh cảm thấy ủy khuất ách nhiếp phân cảm thấy xấu hổ lúc trước vừa mới luyện hóa thiên huyền điện tiểu linh đã nói qua chuyện này thiên huyền lão nhân cũng không có quá nhiều chủ tể phù ấn hắn chỉ tùy tiện luyện chơi mà thôi, làm ra một ít là được, lúc trước cảm thấy rất nhiều, cho nên sử dụng không có biện pháp dự phòng, nằm mơ cũng không ngờ một đống ngọc phù có một ít là bán thành phẩm. Phân thân quay trở lại thiên địa lục đạo, hắn sợ chủ tể phù ấn không đủ dùng cho nên đưa cho hắn nhiều hơn vài tấm, hiện tại cho dù chạy tới cũng vô dụng, lại nói gây chuyện không tốt còn bại lộ thân phận, bị người khác bắt đi làm chuột bạch nghiên cứu. Bán thành phẩm không thể sử dụng, chủ tể phù ấn chỉ còn một tấm, một khi dùng hết, không thể duy trì thực lực hiện tại, làm sao bây giờ? không có biện pháp nào khác, chỉ có thể nhìn xem có đánh chết đám phục giang công tử, từ đó đạt được một ít chủ tể phù ấn trong tay của hắn hay không. suy nghĩ một lúc, nhiếp vân không có biện pháp nào khác, nhiếp vân đành phải nói thế. nếu phục giang vương tử là người của kiền huyết phương triều, tuy chủ tể phù ấn chân quý nhưng hắn nhất định sẽ có không ít. hiện tại phương pháp tốt nhất chính là đánh chết đối phương sau đó cướp lấy những vật này, có lẽ còn có thể giảm bớt cục diện khó xử hiện tại. Suốt cuộc đối phương có bao nhiêu phù ấn chỉ là suy đoán, chỉ có thể hy vọng hắn là dê béo nên làm thịt một chút. Đi, nghĩ đến liền làm, không nhiều lời với tiểu linh, thân thể nhiếp vân hơi động và bay thẳng về phía trước. Sau khi luyện hóa mai rùa, thu cực thiên vương quy nguyên làm yêu sủng, hắn ra vào nơi này không bị ngăn cản, cũng biết địa phương nào có thể đi ra ngoài, một người hai thú dùng tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới lối ra. Lối ra này rất che giấu, giấu trong từng đạo bí vân phức tạp, nếu như không phải luyện hóa mai rùa, mặc dù có được thiên phú thiên nhãn cũng không nhìn thấy. Đi tới trước mặt, một người hai thú lập tức nhìn rõ tình hình bên ngoài. Phù hư đam sơn, ánh mắt nhiếp vân dùng mình, loại tình huống này, hắn từng thấy giới thiệu trong thư tịch quy khư hải, gọi là phù hư đam sơn, là một loại thủ đoạn tiến công cuồng bạo. Phục giang vương tử đứng trên ngọn núi là hỗn độn thần binh đỉnh phong, nó vô cùng nặng nề, dùng vô số tinh cầu cứng lại luyện chế. Mà thành, phù hư đam sơn có uy danh hiển hách, nói trắng ra rất đơn giản, chính là sử dụng binh khí hình núi nện thẳng xuống mà thôi. Loại biện pháp công pháp này không nhanh, cường nhân hoàn toàn có thể đào tẩu, uy hiếp không lớn, nhưng nếu như dùng để phá thành, đối phó quân đội và một ít người thực lực kém thì hiệu quả phi thường rõ ràng. Chỉ cần biến ngọn núi thành diện mạo vốn có, tiện tay ném đi, bằng vào sức nặng và uy lực có thể đâm chết khối người. Chiều này là một cường giả cấp bậc tông chủ sáng tác mà thành, hắn khi còn trẻ lúc bị một đại gia tộc giết sạch thân hiếu, vì báo thù nên mai danh ẩn tích nhiều năm, bởi vì không hiểu thủ đoạn luyện khí, hắn mang tất cả thứ tốt luyện chế với nhau hình thành pháp bảo ngọn núi, cuối cùng hắn như chiến thần quay về, một núi quét ngang, cũng dùng ngọn núi hủy diệt gia tộc kẻ thù. Gia tộc kẻ thù phi thường khổng lồ, sau khi tiêu diệt dẫn phát chấn động rất lớn, lúc này có 10 cường giả cấp bậc tông chủ liên thủ vây công hắn, kết quả đều bị hắn dùng pháp bảo núi lớn đánh chết, từ đó thủ đoạn dùng núi áp người cũng vô cùng nổi danh ngọn núi của phục giang vương tử không biết có mạnh hơn phù hư đam sơn trong truyền thuyết hay không nhưng uy thế rất cường đại. Mặc dù là nhiếp vân nếu không sử dụng chủ tể phù ấn bị đụng phải chỉ sợ sẽ mất mạng tại chỗ, không có khả năng hoàn thủ. đương nhiên nhiếp vân có thiên huyền điện và phượng hoàng chi dược phòng hộ loại công kích này muốn giết hắn cũng không đơn giản chút nào. Cho dù không đơn giản cũng đủ để nói rõ này hỗn độn thần binh to lớn cực kỳ đáng sợ. Nếu như dùng nó không ngừng nện vào mai rùa, mặc dù không cách nào phá vỡ mai rùa thời gian dài cũng làm người bên trong bị sóng âm đánh chết. Cực thiên vương, ta khuyên người nhanh đi ra đây, tuy mai rùa này cứng rắn nhưng chấn động mạnh cũng đủ giết ngươi đấy. Phục giang vương tử cũng không phát hiện đám người nhiếp vân phía sau bí vân, hắn cười ha ha sau đó lên tiếng. Ta yêu cầu rất đơn giản, người thả đám người cửu chiêu, hồ vi đi ra, hơn nữa giao hỗn độn vương thạch ta muốn tới đây, ta lập tức rời đi, cũng không quấy rầy tới ngươi, nếu như không đáp ứng, cũng chỉ có thể tiếp tục ngón tay điểm vào ngọn núi trước mặt lúc này âm thanh nổ vang sinh ra lực lượng tán giật truyền khắp bốn phía ngọn núi và mai rùa va chạm với nhau làm xuất hiện vết nứt không gian đen kịt không ngừng lan ra phía ngoài như thế nào muốn làm rùa đen sao a à, thật xấu hổ ta quên bản thân ngươi chính là con rùa đen còn thôn thiên nữa đó ta xem đảm lượng còn không bằng cả con chuột phục giang vương tử cười to lần nữa trong nụ cười mang theo đùa cợt đáng giận nghe được đối phương cười nhạo trần trụi Huy Nguyên tức giận đỏ mặt, hắn muốn tiến lên nhưng bị Nhiếp Vân giữ lại. "Có cơ hội cho ngươi ra tay, đừng nhúc nhích, xem ta." Nhiếp Vân cười cười, vốn đang nghĩ ngợi tìm cơ hội gì đi ra ngoài, đối phương làm như vậy cũng đúng ý của hắn. Thở ra một hơi, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn phía trước, trong nháy mắt hô to: "Đừng nện, ta đầu hàng, giao người cho ngươi cũng được, Hỗn Độn Vương Thạch là ta vất vả đạt được, không có khả năng cho ngươi, ta trả người cho ngươi, các ngươi trực tiếp rời đi." Tiếng nói của nhiếp vân vang vọng ra ngoài nhưng lại làm bọn họ không biết truyền tới từ nơi nào, ngữ điệu hay sóng tinh thần đều giống cực thiên vương quy nguyên như đúc, làm người ta không thể phân biệt rõ. Hắn ngụy trang thành lời nói của quy nguyên, từ đó tiến hành đầu độc phục giang vương tử, làm cho đối phương cảm giác cực thiên vương bị hắn công kích không chịu nổi. chương 2157, đánh lén thành công 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Xem ra ngươi không có chút thành ý nào cả, ta nói rồi giao người và hỗn độn vương thạch ra đây, ta lập tức rời đi, nếu không sẽ nện như thế, nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Nghe lời nói vọng ra, Phục Giang vương tử không nghi ngờ gì, tưởng rằng Quy Nguyên trả lời hắn, hắn cười to đầy hưng phấn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết thủ hạ của ngươi sao? Nhiếp Vân Ngụy trang thành lời nói tức giận, hắc hắc, ngươi có thể động thủ, ngươi giết bọn họ, ta cũng có thể giết ngươi, dù sao ta có thời gian, sớm muộn gì cũng đánh chết ngươi. Phục Giang Vương Tử cười nhạt một tiếng, Hắn không thèm quan tâm đám người cửu chiêu sống hay chết. Hừ, Nhiếp Vân hừ một tiếng, hắn nháy mắt với Quy Nguyên, Huyền Thiền Vương. Hiện tại ta giết các ngươi. A, à, đáng giận, chạy đi đâu? Quy Nguyên lĩnh hội ý tứ sau đó thét lên, nương theo tiếng la, Nhiếp Vân và Huyền Thiền Vương lập tức lao ra khỏi mai rùa, tốc độ nhanh như sao băng. Bọn họ tiến lên phía trước, đằng sau Cực Thiên Vương gầm gừ đuổi theo rất gần, đuổi tới sau lưng. Phục Giang Vương tử, mau ra tay. Nhiếp Vân ngụy trang cửu chiêu hô to, Hắn phóng thẳng về phía phục giang vương tử Pi. Ân, nhìn thấy hai người vào tới, phục giang vương tử vốn sững sờ sau đó mừng rỡ. Nếu như nhiếp vân lúc trước không bàn, điều kiện có lẽ hắn sẽ hoài nghi hai người này. Lúc này thấy cực thiên vương tức giận đuổi theo sát phía sau liền cười ha ha, lúc này ngọn núi nện thẳng về phía quy nguyên. Lần này núi lớn nện về phía sau nhiếp vân và huyền thiền vương, ngăn cản cực thiên vương. Nếu như nó không tránh né tiếp tục truy kích đám người nhiếp vân, nhất định sẽ bị đập chết. Vèo trên mặt mang theo không cam lòng, cực thiên vương đành phải hướng lui về phía sau. Đa tạ vương tử đại nhân, nhiếp vân, huyền thiên vương đi tới trước mặt đám người phục. Giang, vật tới tay chưa, phục giang vương tử mừng rỡ. Đến, người xem, bàn tay khẽ đảo và xuất một viên hỗn độn vương thạch trong tay, cùng lúc đó thân thể nhiếp vân khẽ động, xúc tu của thiên tâm đằng nhanh chóng bao phủ bốn phía và tấn công trương trác. Hai cánh huyền thiền vương mở ra xé rách bầu trời và lập tức tấn công chu thông. Phục giang thân là vương tử, khẳng định có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, một khi động thủ không cách nào đánh chết hắn, ba người liên thủ hậu hoạn vô cùng, cho nên sau khi thương định kế sách, Nhiếp Vân đặt mục tiêu không phải Phục Giang, mà là Chu Thông, Trương Trác bên cạnh, chỉ cần đánh chết hai người này, cho dù Phục Giang vương tử mạnh hơn nữa cũng khó chèo chống, muốn giết chết sẽ dễ dàng hơn không ít. Ầm ầm ầm, Thiên Tâm đằng bao phủ Trương Trác, Nhiếp Vân động, kiếm quang sắc bén như thanh phong lóe sáng, ngay sau đó nó như sao băng xẹt qua bầu trời và đánh thẳng tới trước người đối phương ngươi vốn nhìn thấy đám người cửu chiêu trương trác vô cùng hưng phấn ai nghĩ đến đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy đồng tử của hắn co rút và theo bản năng lui về phía sau hắn còn chưa lui lại cảm thấy bàn chân bị siết chặt một sợi dây leo bắt lấy hắn đây là đồ quỷ gì sắc mặt khó coi lực lượng rót vào bàn chân trương trác muốn chặt đứt đồ vật dưới chân nhưng lại phát hiện lại có dây leo kéo dài bắt lấy hai tay của hắn trong nháy mắt hắn bị trói chặt toàn thân căn bản không thể thi triển lực lượng Phốc, vào lúc này có một đạo kiếm quang đánh tới trước mặt hắn, chỉ trong nháy mắt đâm vào trong đó, cảm thấy lực lượng toàn thân bị rút đi, đôi mắt trương trác mở to, trên mặt không dám tin và khí tuyệt bỏ mình. Hô, hắn vừa mới chết, dây lép thiên tâm đằng nhanh chóng phá tan khí hải và thôn vệ tất cả lực lượng của hắn. Cô 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 cô, thiên tâm đằng lại biến lớn hơn trước, dường như lực lượng còn mạnh hơn nữa. Sau khi đánh chết trương trác, nhiếp phân quay đầu nhìn về phía huyền thiền vương bên kia, sử dụng chủ tể phù ấn, tốc độ của huyền thiền vương nhanh hơn, hắn tiến lên chỉ lưu lại một khe nứt màu đen, hơn 10 khe nứt vào tới, tuy thực lực chu thông không kém nhưng bị đánh lén nên hắn không có lực phản kháng. Cũng giống như dự kiến lúc trước, không đến một giây đầu lâu chu thông bị chặt đứt, hắn bước theo gót trương trác. Âm, um, chu thông vừa chết, thiên tâm đằng như nhìn thấy vật đại bổ, nó thét dài một tiếng liền kéo dây leo sang bên kia, cũng hấp thu đối phương thành thây khô. Sau khi đánh chết hai người, nhiếp vân, Huyền Thiên Vương và Cực Thiên Vương đi đường vòng vây quanh Phục Giang Vương tử vào giữa. Từ khi lao ra khỏi mai rùa đến khi chém giết Chu Thông, Trương Trác, tổng cộng chỉ tốn 3 giây, mặc dù Phục Giang Vương tử phản ứng nhanh cũng không nghĩ tới thủ hạ của mình nhanh chóng biến thành địch nhân, hơn nữa thì triển ra thủ đoạn lôi đình và nhanh chóng tới như vậy. Huyền Thiên Vương, Cực Thiên Vương rất tốt, không nghĩ tới các ngươi lại liên thủ. Ngươi là ai, bị vây vào trong, Phục Giang Vương tử cũng không có thần sắc bối rối, trong mắt hắn mang theo lửa giận, hắn nhìn áng ba người vây quanh, đôi mắt nhìn chầm chầm vào nhiếp vân, đôi mắt mang theo hàn ý. Động thủ, chẳng muốn nói nhảm với đối phương, nhiếp vân tiến lên phía trước và gia tăng lực lượng. Loại người như Phục Giang Vương Tử này khẳng định có rất nhiều thủ đoạn phía sau, chậm trễ thời gian càng dài, phiền toái càng lớn, càng khó chém giết, phải dùng thời gian nhanh nhất, thậm chí không cho đối phương có thời gian phản ứng mà nhất kích tất sát, sát xác suất thành công mới có thể càng lớn. Bọn tiểu nhân chuột nhất không dám lộ mặt ra, muốn giết ta. Nằm mơ đi, bàn tay nâng lên, phục giang vương tử ngăn cản. Ngọn núi cực lớn vắt ngang mấy vạn dặm bay lên giữa không trung, nó mang theo xu thế vạch phá bầu trời, thay đổi thời không, hủy diệt tinh thần nện thẳng xuống, cũng đụng nát không gian cho ức người của nhiếp vân. Ngọn núi như sao băng mang theo lực lượng khôn cùng, mang theo áp lực cường đại không tên, còn chưa tới trước mặt nhưng nhiếp vân đã cảm thấy cơ bắp toàn thân như bị lực lượng cường đại bóc ra, huyết dịch vì thời bắn tung tóe. Chủ nhân, huyền thiền vương, Cực thiên vương thấy chủ nhân bị ngọn núi đè ép, tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng. Không cần phải lo cho ta, hắn chưa giết được ta đâu, các người cùng ra tay giết hắn đi. Nhiếp vân lên tiếng ra lệnh cho bọn họ, phượng hoàng chi dực xuất hiện sau lưng, nó vỗ nhẹ một cái, cuồng phong gào thét, núi lớn đang đánh tới cũng im lặng, nó không thể di động mảy may, đồng thời dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện đại lộ, dọc theo con đường tiến lên phía trước, bốn bể yên tĩnh, không có chút áp lực do ngọn núi ảnh hưởng chương 2158, chủ tể pháp y. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đây là Thiên Địa Đại Đạo, Cực Thiên Vương Quy Nguyên nhìn thấy mặt đường sinh ra dưới chân nhiếp vân liền nghiêm túc. Thiên đạo chia làm trời và đất, toàn bộ đạo nói ra chính là Thiên Địa Đại Đạo, kết nối thương khung, cắm rễ đại địa, thoải mái vạn vật. Hoàn toàn lĩnh ngộ thiên đạo có thể sáng tạo vạn vật, một lần nữa diễn biến thiên địa, dưới chân nhiếp vân sinh ra mặt đất thực chất, rất rõ ràng hắn đã dùng năng lực lượng lợi dụng sáng tạo sáng tạo một phiến thiên địa khác đối kháng lực lượng cuồng bạo của đối phương. Lợi hại, trong mắt Cực Thiên Vương tràn ngập sùng bái và tán dương. Nó vừa ra đời đã lĩnh ngộ thiên đạo, nó làm những việc này không khó cũng tuyệt đối không thể làm thuần thục và tốc độ nhanh như đối phương, sáng tạo thiên địa thuộc về mình trong chiến đấu, đây quả thực đã vượt qua cấp bậc nhân loại bình thường. Thiên đạo, mặc kệ ngươi lĩnh ngộ cái gì, hôm nay đều phải chết. Nhìn thấy Nhiếp Vân làm thế, sắc mặt Phục Giang Vương tử trầm xuống trong mắt mang theo ý vặn vẹo hắn đưa bàn tay lên không trung đột nhiên quay cuồng cự sơn mang theo lực lượng cuồng bạo đánh thẳng về phía trước Chầm chậm lực lượng ngọn núi gia tăng nhiếp vân vừa mới sáng chế con đường đã xuất hiện khe nứt kinh người mặt đất bị xé rách nhưng băng tan thiên tâm đằng vững chắc không gian đối mặt với lực lượng đối phương gia tăng nhiếp vân không thèm quan tâm tiếp tục tiến lên phía trước thiên tâm đằng bay ra khỏi thân thể của hắn nó như cột trụ kinh thiên đánh thẳng về phía trước hắn sử dụng chủ tể phù ấn, bản thân có thực lực của cường giả tông chủ, phối hợp thiên tâm đằng, lực lượng của hắn càng cường đại hơn, tiên lực hùng hậu và liên tục gia tăng như sóng nước, không hề chừng mực, không biết lan tràn đến địa phương nào. Âm âm, nương theo hắn toàn lực thi triển, không gian biến thành thủy ngân sền sệt, lực lượng ngọn núi tuy lớn nhưng vẫn không thể áp xuống, dường như nó vẫn động ở giữa thiên địa, đính trên tường, không tiếp tục hung mãnh như lúc trước. Ta còn tưởng là cái gì, xem ra cũng không được tốt lắm, Phù hư đam sơn lưu trong tay người đúng là đại tài tiểu dụng, lãng phí bảo. Vật, ta xem nên lưu cho ta đi. Khẽ cười một tiếng, nhiếp phân đi tới trở ức mặt, bàn tay hắn đưa lên không chung, ngón tay như xuyên qua hàng tỷ thời không xuất hiện trên ngọn núi sau đó siết chặt. Vèo, ngọn núi to lớn nguy nga bị bàn tay của hắn nắm chặt, ngọn núi biến mất trong nháy mắt, dường như nó chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Cái gì, ngọn núi của ta, không nghĩ tới ngọn núi lại bị đối phương lấy đi ngay cả cảm ứng linh hồn cũng không thể dò xét được sắc mặt phục giang vương tử lúc này phi thường khó coi hắn phun máu tươi ra ngoài ngọn núi này là bổn mạng pháp bảo do hắn luyện chế ẩn chứa vô số tinh huyết toàn thân một đi mất đi chẳng khác gì mất đi một nửa linh hồn mặc dù thực lực mạnh cũng không chịu nổi ta muốn ngươi chết trong mắt chảy huyết thủy hắn gào thét thảm thiết bàn tay khô héo của phục giang vương tử có vài đạo kiếm quang vần quanh kéo dài qua khoảng cách như lưỡi dao đâm rách vô số thời không chỉ trong nháy mắt tới trước mặt nhiếp vân chút tài mọn, tiến về phía trước một bước, hai tay nhiếp vân buông thỏng, dây leo đầy trời tạo thành bình chướng, kiếm quang đâm thẳng vào đống dây leo ngăn cản cho nên không sinh ra hiệu quả gì. veo tuy ngăn cản kiếm thế của đối phương, hắn nhìn thấy Phục Giang Vương Tử cắm một chân vào trong hư không, dường như muốn tan biến vào trong không gian. Hỏng bét, ra hỏa này muốn chạy trốn, nhìn thấy động tác của hắn, sắc mặt nhiếp vân dùng mình. Không có nghĩ tới tên này quyết đoán như vậy, lần này hắn tới muốn cướp hỗn độn vương thạch, Kết quả vương thạch không được không nói, thuộc hạ cũng chết hết, thậm chí bảo vật ngọn núi cũng bị người ta lấy đi. Tình huống như vậy không nghĩ làm thế nào chiến thắng đối thủ mà là xoay người rời đi, không chút dây dưa dài dòng, tâm trí kiên định và lạnh lùng tới mức đáng sợ. Nếu như hắn hung hắn không sợ chết, trực tiếp xông lên chiến đấu với hắn, đánh thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt vô quang cũng không có gì, hắn xoay người rời đi như vậy chẳng khác gì chuyện nhục nhã to lớn, có được giãn được mới đáng sợ nhất. Phượng Hoàng Chi Dược mở ra lộ trình ức vạn dám xuyên qua trong nháy mắt, vừa xài bước đã vượt qua vô số ngôi sao, nhìn thân ảnh trước mặt, nhiếp vân lăng không điểm một chỉ. Tiên lực toàn thân sôi trào, lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo hình thành vòng tròn lan thẳng về phía trước, từng đạo hào quang như thiểm điện tập kích đâm thẳng vào lưng phục giang vương tử. Chết, ngay lúc này cực thiên vương, huyền thiên vương đang thủ hộ cũng ra tay, hai vương giả trong tập tuyệt cổ địa toàn lực thi triển công kích, hai đạo hào quang cắt qua không gian đánh tới. Ha ha, muốn giết ta, không có cửa đâu, ta không cần biết ngươi là ai, chờ ta lần sau gặp được, đó là thời điểm ngươi hẳn phải chết. Ba đạo quang mang đâm vào người phục giang vương tử, cũng không cắt hắn thành hai đoạn, trên người hắn sinh ra hào quang sáng ngời, một kiện áo khoác đặc thù xuất hiện, nó chấn động và ngăn cản tất cả lực lượng. Quần áo của hắn chấn động, hắn thoát ra khỏi vòng vây và tháo. Chạy vào trong không gian không biết tên, cũng biến mất trước mặt mọi người. Chủ tể Pháp Y, nhìn thấy Y Phục xuất hiện vào thời khắc cuối cùng, sắc mặt nhiếp vân khó coi chủ tể pháp y là thủ đoạn phòng ngự của chúa tể, lợi dụng dung hợp 3.000 đại đạo tạo thành quần áo, mặc dù bộ y phục này chỉ là hư ảo, cũng không phải hỗn độn thần binh, lại dung hợp lực lượng của cường giả chúa tể, chỉ cần không đạt tới cấp bậc chúa tể, muốn phá vỡ cái áo này là chuyện không có khả năng. Đương nhiên, cái áo này không phải thứ sử dụng vô hạn, hoàn toàn do năng lượng tạo thành, nương theo số lần công kích càng nhiều sẽ dần dần trở nên suy yếu cho đến biến mất. Không hổ là vương tử kiền huyết phương triều, trên người có nhiều thứ tốt như tê ế biết rõ đối phương triệt để đào tẩu trong tối tăm không thể truy tìm nhiếp vân lắc đầu đối phương có thể lấy chủ tể pháp y ra đại biểu rất khó đánh chết đối thủ cho dù có thể đuổi theo cũng không có ý nghĩa gì để hắn đào tẩu cho nên không thể cướp được chủ tể phù ấn từ đó làm hắn thất vọng chủ tể phù ấn chỉ còn một tấm cuối cùng nhất định sẽ gặp không ít phiền toái về sau thậm chí mang đến vô số nguy hiểm vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tìm kiếm đám người mặc nhiêu sau đó nghĩ biện pháp chém giết bọn chúng cướp đoạt chủ tể phù ấn. chương 2159, Thanh Diệp Vương 1 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Không thể giết phục giang vương tử, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, nhiếp phân nghĩ đến mặc nhiêu. Lúc trước mặc nhiêu lĩnh ngộ hơn 2.800 đại đạo, lại phối hợp chủ tể phù ấn cho nên hắn không phải đối thủ, nhưng hiện tại thiên tâm đang liên tục thôn vệ đám người cửu chiêu, chu thông, thực lực đại tiến, hơn nữa hắn dung hợp huyền thiền vương dực thực lực tăng nhiều, gặp lại lần nữa chưa chắc đã chật vật như vậy, thậm chí ra tay đánh lén có thể chém giết đối phương. Chỉ hy vọng trên người đối phương có được chủ tể phù ấn, khi đó hắn đủ tiêu xài trong thần chi di tích. Thời gian không còn sớm, việc này không nên chậm trễ, phải nhanh chóng tìm được đám người mặc nhiêu trước khi lực lượng chủ tể phù ấn tiêu tán, cũng phải đánh chết đối phương. Trong lòng có kế hoạch, nhiếp vân thở ra một hơi, hắn nhìn về phía cực thiên vương và huyền thiền vương ta phải rời khỏi tuyệt cổ địa tìm một cừu nhân, biết rõ các ngươi không thể rời khỏi cổ địa, tình duyên chủ tớ chúng ta tới đây chấm dứt, hiện tại ta trả linh hồn các ngươi hiến tế trở về, khôi phục các ngươi tự do, sau này còn gặp lại. Khôi phục tự do, sau này còn gặp lại. Huyền Thiên Vương, Cực Thiên Vương đồng thời sững sờ. Cực Thiên Vương, Huyền Thiên Vương và hắn ký kết linh hồn phụ thuộc, thời gian không dài, nhanh giải trừ như thế làm cho hai đại thượng cổ thần thú có chút không dám tin tưởng. Ta tiến vào thập tuyệt cổ địa vốn muốn tìm kiếm một chỗ di tích thượng cổ, đạt được chút ít bảo vật, trong lúc vô tình biết được chuyện hỗn độn vương thạch, hiện tại ta cũng đạt thành mong. Muốn, tiếp tục lưu lại chỉ chậm trễ thời gian, không bằng rời đi. Nhiếp Vân nói, đến thập tuyệt cổ địa vốn có ý định tìm kiếm liên lệ phong ấn bia đá kim hiên bí cảnh, kết quả không tìm được, lại đạt được tin tức hỗn độn vương thạch, hơn nữa đã có được nên xem như hoàn thành mục tiêu. Có thể đạt được hỗn độn vương thạch, với hắn mà nói lần này đi thần chi di tích chi đã không có tiếc nuối mặc dù hiện tại đi ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Cực thiên vương, huyền thiên vương phi thường lợi hại, có thể ra ngoài tuyệt đối có thể chấn nhiếp tông môn, dương danh cả tà nguyệt trí tôn vực, nếu không thể mang ra ngoài thì không nên khó chịu, nhân sinh có được có mất, có viên mãn sẽ có thiếu hụt, nếu một vẫn tính toán chi ly được mất sẽ không sống tốt được. Chủ nhân, cực thiên vương, huyền thiên vương lộ ra vẻ không bỏ. Tuy hai đại thần thú vừa mới bắt đầu đều là uy bức lợi dụ phục tùng, trải qua sống chung thời gian ngắn phát hiện chủ nhân trẻ tuổi trước mặt có thủ đoạn thường nhân khó có thể với tới và trí tuệ siêu phàm, có được tâm trí khủng bố, loại nhân vật này qua một thời gian sẽ dương danh hỗn độn, đi theo hắn khẳng định còn đặc sắc hơn rất nhiều. Nhân sinh tụ tán vô thường, đúng rồi, ta muốn đuổi giết người đi thần điện, các người có nghe nói qua hay không? Khoát khoát tay, cắt ngang hai thú không bỏ, nhiếp vân vừa muốn rời đi, Đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó và hỏi thăm. Muốn tìm được mặc nhiêu, đầu tiên phải biết thần điện nằm ở đâu, tìm không thấy thì tất cả đều vô nghĩa. Thần điện, hai thú đồng thời lắc đầu. Chủ nhân, chúng ta vẫn lưu lại trong thập việt cổ địa, chưa bao giờ đi ra ngoài qua. Nếu như thần điện tại cổ địa khẳng định biết rõ, theo ta được biết, nơi này không có nơi như vậy. Huyền thiên vương vẻ mặt ái náy. Đúng thế, ta sống lâu như thế nhưng chưa bao giờ nghe qua thần điện, cho nên. Cực thiên vương quy nguyên cũng cảm thấy xấu hổ được rồi không biết thì thôi cáo từ vốn cũng không cảm thấy chúng có thể biết được nhiếp vân vừa chắp tay thân thể muốn đi xa chủ nhân chậm đã vừa đi vài bước quy nguyên hô lên như thế nào nhiếp vân dừng lại chúng ta không biết thần điện là nơi nào nhưng có người khẳng định biết rõ quy nguyên nhớ tới cái gì đó vội vàng giải thích a à, ai đôi mắt nhiếp vân sáng ngời tuy sức chiến đấu của hắn tăng nhiều thực lực bản thân chưa đủ suy tính ra phương vị của đám người mặc nhiêu cho nên cho dù ra khỏi thập tuyệt cổ địa cũng chỉ có thể mò mẫm đi tìm mà thôi, có người có thể biết rõ thần điện ở nơi nào là tốt nhất. Vừa rồi ở trong mai rùa, người hỏi ta, trừ thông qua khóa sắt còn có đường nào đi thông tới thượng cổ chiến trường, ta nói không biết, còn nói, nhưng... Lúc ấy Phục Giang Vương Tử dùng cự sơn tập kích mai rùa cho nên chưa kịp nói, hiện tại ta sẽ nói hết. Quy Nguyên chậm rãi lên tiếng, nghe nói như thế, nhiếp vân cẩn thận nhớ lại, lúc trước quy nguyên đã có nói như thế trong mắt hắn mang theo chờ mong sở dĩ ta nói nhưng là vì trong thập tuyệt cổ địa có một tính mạng từng du lịch qua di tích thượng cổ với các điển cổ di tích các nơi bí mật không gì không biết quy nguyên nói ta không biết không có nghĩa là nó không biết nếu như có thể tìm được nhất định sẽ tìm được đáp án mà chủ nhân muốn a à, còn có tính mạng kỳ lạ như vậy đôi mắt nhiếp vân sáng ngời trên thế gian có rất nhiều sinh vật kỳ lạ Giống như Cực Thiên Vương vừa ra đời lĩnh ngộ Thiên Đạo, bản thân cũng rất khó lường, có thể có tính mạng kỳ lạ hơn cũng không có gì lạ. Nó chính là một trong tứ đại vương giả thập tuyệt cổ địa Thanh Diệp Vương. Quy Nguyên nói, Thanh Diệp Vương, Thanh Diệp Vương xếp thứ ba trong tứ đại vương giả, thực lực của nó không kém ta nhiều, lại am hiểu ẩn núp, tốc độ, hơn nữa nó còn có khả năng mở thần chi di tích, không bị ảnh hưởng, chính bởi. Vì như thế nên thần chi di tích rộng lớn nhưng bị nó du lịch qua một lần chỉ có điều rất nhiều bí cảnh nguy cơ trùng trùng, cho dù nó biết rõ ở đâu cũng không dám xông vào. Quy Nguyên giải thích, am hiểu ẩn núp, tốc độ, còn có loại tánh mạng này, bản thể nó là gì? Nhiếp phân sinh ra hứng thú nồng đậm, bản thể cực thiên vương là con rùa đen, bản thể huyền thiên vương là con ve sầu, thanh diệp vương là gì? Nó là, một đầu thanh diệp biên bức, ưa thích hành động ban đêm, cho nên. Quy Nguyên cảm thấy xấu hổ, rất nhiều tu sĩ tà nguyệt trí tôn vực có suy nghĩ khác thường về con rơi, cảm thấy hành động ban đêm không khác gì quỷ mị, làm người ta không thích. Con rơi, nhiếp vân cũng không có ý khác về con rơi, hỏi tiếp. Nói ra đặc thù của nó, ta suy tính một chút. Đúng rồi, nó ưa thích ẩn thân phía sau mặt tối các tinh cầu. Quy Nguyên cũng nói đặc thù của Thanh Diệp Vương kỹ càng cho nhiếp vân nghe. chương 2160, Thanh Diệp Vương 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Tốt, cẩn thận nghe Quy Nguyên giới thiệu, nhiếp vân cao mày, một dòng sông thiên cơ xuất hiện trước mặt, vô số ngôi sao chảy xuôi theo dòng sông, một lát sau hai mai rùa rơi xuống và xuất hiện bí vân phức tạp. Ta biết rõ ở địa phương nào, theo ta đi. Suy tính ra vị trí cụ thể của Thanh Diệp Vương, hai cánh nhiếp vân vỗ nhẹ bay về phía trước. Tuy mai rùa Quy Nguyên bị khóa sắt khóa lại nhưng đã tu luyện tới mức thân thể rời khỏi mai rùa, chỉ cần không rời khỏi thập tuyệt cổ địa thì không ảnh hưởng quá lớn, một người hai thú tiến lên phía trước. Thanh Diệp Vương đang ở Tuyệt Hồn chi địa huyền thiền vương dực mới có thể ngăn cản hay không. Vừa đi về phía trước, nhiếp phân vừa nói thứ mình suy tính ra. Thập tuyệt cổ địa, đệ nhất hung hiểm là tuyệt mệnh chi địa, đệ nhị hung hiểm là tuyệt hồn chi địa, mà thanh diệp vương đang ở đó. Huyền thiền vương dực của ta có thể ngăn cản tuyệt mệnh chi, tuyệt hồn chi khí không là gì cả. Vẻ mặt huyền thiền vương kiêu ngạo, vậy là tốt rồi, nghe được huyền thiền vương dực có thể ngăn cản tuyệt hồn chi khí không bị thương tổn, nhiếp phân không hỏi nhiều, hắn bay thẳng về phía trước. Thôi diễn thiên cơ phù hợp thiên địa đại đạo, trước kia suy tính huyền thiền vương không thành vấn đề gì, lúc này chắc có lẽ không xuất hiện sơ suất. Đoàn người bay đi thật nhanh, chỉ 10 giây đã bay ra khỏi tuyệt mệnh chi địa, lúc này đi vào khu vực có sương mù màu đỏ. Nơi này khắp nơi đều có hương khí, mới vừa đã làm người ta có cảm giác như tiến vào hoa viên, qua một lúc mới có thể ý thức nơi này khác với hoa viên, những hương khí này mang theo tác dụng thôi miên linh hồn, người nó sẽ làm bản thân đánh mất tự chủ và khí lực tráng váng đầu óc và mất đi năng lực phản kháng. Tuyệt hồn chi địa thôi miên linh hồn, ngay cả nhiếp vân sử dụng chủ tể phù ấn mà không có chuẩn bị trước, hắn suýt nữa chúng chiêu. Thập tuyệt cổ địa, quả nhiên khắp nơi đều là nguy cơ, nếu không có huyền thiền vương rực ngăn cản, ta thật nửa bước khó đi. Cảm nhận được tuyệt hồn chi khí và tuyệt mệnh chi khí có bản chất khác nhau nhưng vô cùng khủng bố thì nhiếp vân cảm khái. Nơi nguy hiểm như thế, chẳng những có tánh mạng còn sống, còn sống tỏ oải mái như vậy, không thể không nói tạo vật thần kỳ. Tiến vào Tuyệt Hồn chi địa, đi về phía trước và dừng lại, nhìn thấy vô số tinh cầu lơ lửng trên đầu. Những tinh cầu này cùng loại với thời không chi vực, đại bộ phận đều là tinh cầu mất đi sinh cơ, yên lặng lơ lửng trên bầu trời đêm, không có chút dấu hiệu tính mạng nào. Nhiếp Vân vượt qua nhất tinh cầu, hắn nhanh chóng tiến lên phía trước. Thông qua thôi diễn, hắn đã biết rõ vị trí xác thực của Thanh Diệp Vương, tốc độ bay nhanh, mấy chục giây qua đi, một tinh cầu đen kịt xuất hiện trước mặt. Thì ra ở trong tinh cầu trước mặt Quy Nguyên, người kêu nó ra đi, sợ ta xuất hiện sẽ có hiệu quả trái ngược. Nhiếp phân phân phó một tiếng, hắn là nhân loại đột nhiên xuất hiện tại nơi này, lại tìm thanh Diệp Vương, đối phương khẳng định cảnh giác nên phiền toái không ít, đổi thành Quy Nguyên sẽ khác hoàn toàn. Ân, Quy Nguyên gật gật đầu, hắn tiến lên phía trước một bước, lời nói như chuông đồng. Thanh Diệp, Quy Nguyên và Huyền Thiền tới bái phỏng, tiếng nói truyền ra, xuyên thấu qua vô số không gian, tiếng nói vang vọng tinh vực bỏ hoang thì ra là cực thiên vương và huyền thiền vương mời vào vừa vặn vạn lực vương cũng ở nơi đây mọi người đã lâu không gặp chúng ta có thể tụ tập một chút tiếng nói vang vọng không lâu tiếng cười lớn vang lên mang theo hương vị cởi bỏ hoàn toàn khác với ấn tượng trong nội tâm nhiếp vân lúc trước hắn xem ra con rơi hành tẩu trong bóng tối có lẽ sẽ cho người ta cảm giác âm trầm trong lời nói của đối phương không mang theo cảm giác này ngược lại có cảm giác cởi mở làm người ta sinh ra cảm giác thoải mái vui vẻ và hào cảm Vạn lực vương là vương giả cuối cùng trong tứ đại vương giả thập tuyệt cổ địa, bài danh thứ hai. Chúng ta đều là người cô đơn, nó là vương giả thật sự, có được hàng tỷ thần dân, hơn nữa mấu chốt là. Là nữ, huyền thiền vương truyền âm, trong giọng nói mang theo kiêng kỵ nồng đậm. Bản thể nó là gì, có thể làm cho huyền thiền vương kiêng kỵ như vậy và có hàng tỷ. Thần dân, nó có địa vị gì, bản thể của nó là thực giới nghĩ, có thể nuốt vạn giới. Huyền thiền vương nói, thực giới nghĩ nhiếp vân tắc lúa ấy, hắn nghe nói qua tính mạng này, thực giới nghĩ có thực lực không tính làn mạnh nhưng có hàng tỷ thần dân, quần thể tác chiến đáng sợ, nghe nói lúc trước có một đại năng trong hỗn độn giới đại thế giới bởi vì đắc tội một đầu thực giới nghĩ, cả thế giới đều bị cắn nuốt, bản thân cũng mất mạng. Loại tánh mạng này không có gì không nuốt, thậm chí phù văn, trận pháp cũng có thể ăn, bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng run sợ, không nghĩ tới thập tuyệt cổ địa lại có tính mạng này tồn tại, hơn nữa còn là vương giả. Chủ nhân Vạn lực vương và thanh diệp phi thường phản cảm với nhân loại, đến nơi này ngươi không nên nói gì, ta giải thích cặn kẽ với bọn họ, sau đó lại nói. Quy nguyên truyền âm bên tai, ân, nhiếp phân gật đầu, hắn cũng có chừng mực ở điểm này. Trong khi nói chuyện, hai vương giả đã xuất hiện ở mặt ngoài tinh cầu. Tinh cầu này chỉnh thể âm u không có một tia ánh sáng, khắp nơi đều là khí tức ẩm ướt và mục nát, dường như tiến vào trong bãi rác. Ân, tại sao các ngươi mang theo nhân loại tới? Vận chuyển thiên nhãn, nhiếp phân thấy rõ tràng cảnh trước mặt trên đài cao có một thanh niên tuấn mỹ đang ngồi trên vương tọa bên cạnh nó là nữ tử trung niên thanh niên thấy quy nguyên huyền thiền dẫn theo người khác thì sắc mặt lạnh lùng thanh diệp vị này chính là quy nguyên đang muốn giải thích chỉ thấy thanh niên cao mày và nói ngươi và huyền thiền nhận hắn làm chủ nhân như thế nào chính mình làm nô tài cũng chúng ta làm nô tài theo không có cửa đâu ta không chào đón các ngươi hiện tại cút đi nhìn ra quy nguyên Huyền Thiên biến thành yêu sủng, thái độ của Thanh Diệp Vương lập tức biến hóa. Thanh Diệp Vương, đừng có gấp, nghe ta nói hết. Quy Nguyên Cao mày nói, bất kể thế nào nó đều là đệ nhất vương giả trong thập tuyệt cổ địa, nói với nó vô lễ như vậy, mặc dù tính tình có ôn hòa cũng tức giận. Không có gì có thể nói, lúc trước người đã từng kiên định nói qua, đời này kiếp này chỉ nhận thiên địa làm chủ, tuyệt không nhận nhân loại. Chương 2161, thực giới nghĩ, Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Hiện tại thì sao, lập tức rời đi ta có thể không động thủ, bằng Không hôm nay chúng ta máu tươi tại đây, ta thật muốn xem người có chủ nhân có thể làm gì khó dễ được ta Thanh Diệp Vương gầm gừ, sau lưng có hai cánh đen xuất hiện, giống như ma nhân lúc trước tỏa ra khí tức âm trầm Hai đại vương giả quy thuận một nhân loại, quy nguyên, huyền thiền, hắn cho các người chỗ tốt gì Phu nhân trung niên nhìn sang nhiếp vân, ánh mắt thâm trầm, Lực lượng trên người Bộc Phát dường như chỉ cần một lời không hợp thì nó và Thanh Diệp Vương sẽ liên thủ công kích. Có thể có gì, ta nhìn thấy có lẽ thực lực của ngươi hiện tại tăng nhiều. Thấy hai người vô lễ, Quy Nguyên cũng không nhịn được nữa, bàn tay siết chặt muốn động thủ, còn chưa tiến lên đã bị người ta giữ chặt. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Nhiếp Vân đi tới, trong mắt mang theo đùa cợt, đột nhiên hắn cất tiếng cười to. Ha 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 ha, tiếng cười như sấm vang vọng Cửu Châu, cả tinh cầu bị tiếng cười của hắn làm chấn động mặt đất xuất hiện từng vết rách. Người cười cái gì, có cái gì buồn cười, thấy nhân loại này chẳng những không sợ hãi ngược lại còn cười ra tiếng, thanh diệp vương cùng vạn lực vương nhìn nhau. Không cười cái gì, trước kia vẫn nghe huyền thiền, quy nguyên nói thanh diệp vương, vạn lực vương uy phong cỡ nào, anh hùng ra sao, thì ra là hai kẻ vô tri tới cực điểm, chỉ là tiểu nhân vật chỉ biết đấu tranh nội bộ. Thật sự nghe danh không bằng gặp mặt, ánh mắt nhiếp vân mang theo thương cảm, người nói cái gì, dám nói ta vô tri muốn chết. Nghe được Nhiếp Vân nói chuyện có xem thường, Thanh Diệp Vương, Vạn Lực Vương cảm thấy đầu óc như nổ tung, đôi mắt đỏ lên, khí thế toàn thân bộc phát muốn động thủ. Quy Nguyên, Huyền Thiên đứng cạnh nhìn thấy cảnh này, đồng thời đứng hai bên, sợ hai người thẹn quá hóa giận làm ra chuyện bất lợi với chủ nhân. Nhìn thấy hai yêu sủng đứng trợn ức mặt, Nhiếp Vân khoát khoát tay bảo chúng nó lui ra, hắn bước tới trước mặt hai đại vương giả sau đó chắp tay sau lưng, không môn mở rộng và không phòng ngự. Như thế nào, ta nói không đúng sao? Quy Nguyên, Huyền Thiên và các người tịnh xương tứ đại vương giả thập tuyệt cổ địa, vừa gặp mặt lại nói chuyện binh đao, chẳng lẽ không phải đấu tranh nội bộ. Nhiếp Vân cười lạnh, cho dù chúng ta đấu tranh nội bộ thì thế nào, dường như không có quan hệ gì với nhân loại tà nguyệt trí tôn vực như ngươi cả. Sắc mặt thanh diệp vương dữ tợn, hắn cố nén xúc động ra tay. Không có vấn đề gì, ai nói không có vấn đề gì, chúng là hai yêu sủng của ta, người động thủ với yêu sủng của ta, người nói có quan hệ tới ta hay không. Mặt khác, ta không phải người của tà nguyệt trí tôn vực, người còn không biết rõ thân phận của ta còn ngang ngược chỉ trích, không phải vô tri là cái gì. Nhiếp vân vẻ mặt lạnh ý, thái độ ngạo mạn, như là đang nhìn lưỡng cái gì cũng đều không hiểu loài bò sát. Nhìn tư thế vừa rồi, đối phương căn bản không nghe giải thích, nói chuyện bình thường đối phương không tin nhưng dùng phương pháp khích tướng có lẽ sẽ có hiệu quả không tồn. Lừa gạt ai đó, thượng cổ chiến trường cũng là thần chi di tích trong lời các ngươi, tính mạng cường đại nơi đây ai không biết, sẽ không có ngươi mặt khác nơi này trăm vạn năm mở ra một lần trong thời gian mở ra không phải là nơi tà nguyệt trí tôn vực thí luyện hay sao có thể để người ngoài đi vào sao thanh diệp vương khẽ nói ta đến tà nguyệt trí tôn vực tham gia thí luyện lại không phải người tà nguyệt trí tôn vực người tin cũng tốt không tin cũng được không cần giải thích với ngươi nhiếp vân khoát khoát tay ta tới nơi này chỉ hỏi ngươi một câu vẫn đừng ở thế giới tàn phá này không cách nào hấp thu năng lượng chỉ có thể dựa vào ngủ say bảo tồn thể lực chỉ có thời điểm thần chi di tích mở ra mới có thể thanh tỉnh một thời gian ngắn đây là sinh hoạt các ngươi muốn sao việc này nghe nói như thế sắc mặt thanh diệp vương khó coi thế giới này không có nguyên khí hấp thu bởi vì muốn giảm tiêu hao chỉ có thể ngủ say là ngủ say chính thức trên ý nghĩa chỉ có thời gian trăm vạn năm di tích mở ra một lần mới có thể tỉnh táo lại dựa vào săn giết thí luyện giả duy trì thể lực và tánh mạng loại cuộc sống này giống như bị người ta nuôi trong lồng khó chịu nói không nên lời chúng sớm chịu quá đủ rồi Lời này không thể phản bác, Thanh Diệp Vương khá tốt chút, có thể rời khỏi thập tuyệt cổ địa, những người khác không thể rời khỏi. Thập tuyệt cổ địa, chỉ có thể đợi ở chỗ này, một năm rồi lại một năm, bất kể thời gian trôi qua. Chúng ta có muốn sống cuộc sống như vậy hay không thì liên quan gì tới ngươi, đừng nói với ta, ngươi có thể mang bọn ta rời đi, trước kia cũng có người nói như thế nhưng đều bị ta ăn cả rồi. Ánh mắt vạn lực vương lập lè, mang các ngươi đi ra ngoài, ngươi nghĩ nhiều, nhiếp vân khoát tay, không nghĩ như vậy, vậy ngươi nói những chuyện này làm gì? cầm chúng ta trêu đùa, đừng tưởng rằng ngươi có thể làm quy nguyên, huyền thiền nhận làm chủ nhân là có thể tùy ý làm bậy. nói cho ngươi biết, trong chiến đấu chân chính, hai người bọn họ chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. vạn lực vương cười lạnh, trong mắt mang theo tự ngạo. nó thật có tiền vốn tự ngạo, phóng xuất hàng tỷ thực giới nghĩ ra ngoài, cho dù cực thiên vương là cường giả cấp tông chủ cũng phải ảm đạm vô lực. ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, muốn báo thù không? báo thù. Báo thù tê ế nào, nếu như thế giới của các ngươi không trải qua chiến tranh thượng cổ, nơi này vốn phồn vinh rồi dào, so với tà nguyệt trí tôn vực chỉ mạnh không yếu, hiện tại biến thành bộ dạng này, các ngươi chỉ biết đấu tranh nội bộ, chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới báo thù. Nhiếp phân nhìn chằm chằm hai thú, báo thù, ai không muốn, bây giờ chúng ta còn sống, trên thực tế chính là đám đại nhân vật tà nguyệt trí tôn vực lưu lại chúng ta làm chuột bạch, chuyên môn tôi luyện đệ tử của bọn chúng mà thôi. Nhưng có thể làm được gì, Người tùy tiện nói một câu là có thể báo thù. Người biết kẻ thù của chúng ta là ai không? Người không biết là ai mà dám nói như vậy, không cảm thấy buồn cười hay sao? Vạn lực vương hừ lạnh, ánh mắt mang theo lạnh lùng nhìn nhiếp vân. Kẻ thù các ngươi là ai ta chẳng những biết rõ, hơn nữa biết rõ hơn cả các ngươi. Ngón tay nhiếp vân điểm về phía trước, một giọt máu xuất hiện trước mặt hai thú, tản mát ra khí tức đặc thù. Ngươi, ngươi, ngươi là người nào? mươi 2162, hai phương pháp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nhìn thấy lực lượng trong giọt máu trước mặt, mang theo hương vị tương dung với thế giới này, vạn lực phương, thanh diệp phương nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy khiếp sợ trong mắt của đối phương, nhịn không được lên tiếng hỏi. Toàn thân vạn lực phương, thanh diệp phương run rẩy chúng từ trong máu của đối phương cảm nhận được khí thức bổn nguyên của thế giới này, thuần túy, to lớn, bàn bạc, uyên bác. Loại lực lượng này đến từ thiên địa, đến từ huyết mạch, không ai có thể thay thế một giọt máu nhỏ xuất hiện, có thể đoán ra thân phận của thiếu niên trước mặt tất nhiên có liên hệ mật thiết với Tu La Vương. Tu La Vương, đối với chúng mà nói là thế giới chủ, sáng thế chủ, tuy nhiên chưa bao giờ gặp qua nhưng chỉ cần sinh ra trong thế. Giới này tất nhiên có quan hệ kỳ diệu, đây là thứ khắc sâu vào linh hồn, không thể nào làm giả được. Giống như thực vật mọc trên thổ nhưỡng, cho dù lớn lên cao to cỡ nào, nó hùng vĩ ra sao cũng không thể sống mà thiếu thổ nhưỡng nuôi dưỡng nó. Ngươi là, sau khi hiểu ra điểm này, Thanh Diệp Vương cũng phải kêu lớn. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng ta sẽ báo thù vì các ngươi, cho dù phải chết. Nếu đã nhất định thì không cách nào cải biến. Thấy biểu lộ của chúng, Nhiếp Phân biết rõ cũng giống như Cực Thiên Vương vừa nhìn thấy mình, đoán ra cái gì và nói ngay. Tu La Vương bị giết, sớm không chết không thôi với đám người A Dục Vương, thân là huynh trưởng, tất nhiên sẽ đứng trước đệ đệ. Cho nên với hắn mà nói, sớm muộn gì cũng xung đột vũ trang với những kẻ mạnh nhất thế giới tuy biết rõ tu luyện tới đỉnh phong, chỉ cần không được hỗn độn tán thành, trước mặt đám người A Dục Vương chỉ là kẻ hèn mọn đáng thương nhưng rất nhiều chuyện đã có kết cục nhất định. Không cách nào cử tuyệt mình là huynh đệ với Tu La Vương, cũng không có biện pháp kháng cự quan hệ này. Hiện tại biết rõ ta không phải là người tà nguyệt trí tôn vực rồi chứ. Trước dùng khích tướng để làm đối phương chú ý, sau đó một lần hành động đứng ở điểm cao đạo nghĩa của thế giới, lúc này mới nói rõ thân phận sau đó mới thu được hiệu quả tốt nhất. Trước khi đến thập tuyệt cổ địa, Nhiếp phân căn bản không biết huyết thống của mình và nhiếp đồng có hiệu quả như thế, có thể. Làm cực thiên vương ngoan ngoãn nhận chủ sau mới biết được có quan hệ với chút huyết thống kia, hơn nữa có lực ước thúc không thể kiềm chế với thần thú ở đây. Đây cũng là nguyên nhân hắn đi tới thần chi di tích lại sinh ra cảm giác đặc thù. Chúng ta biết rõ, Thanh Diệp Vương liền vội vàng gật đầu. Người tìm chúng ta là, biết rõ thân phận nhiếp phân có quan hệ với Tu La Vương, Thanh Diệp Vương vạn lực vương không còn cảm giác ngạo mạn như trước, thái độ cung kính. Người nói người du lịch qua các di tích trong nơi này, cho nên muốn hỏi ngươi một nơi. Thấy thái độ đối phương biến hóa, nhiếp vân biết rõ đã đạt mục đích, chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Người có từng nghe nói qua thần điện hay không? Thần điện, thanh diệp vương sướng sờ một chút, đôi mắt mở to. Người nói nơi trọng yếu nhất của thượng cổ chiến trường, thần điện. Ân, người biết, ta nghe nói qua nơi này, nó nằm ở hạch tâm thượng cổ chiến trường nhưng... Thanh Diệp Vương nghi hoặc nhìn cực thiên vương, ta không biết cách nào đi vào bên trong, thậm chí cửa vào. Thượng cổ chiến trường ở đâu cũng không biết, thượng cổ chiến trường, người nói là thế giới trên lưng quy nguyên hay sao? Nhiếp vân cao mày, không sai, chính là thế giới. Truyền thuyết về thần điện, ta từng nhìn thấy ghi lại trong mật tàng ở các di tích khác, cụ thể xảy ra chuyện gì thì ta không biết, nhưng có thể khẳng định nó là thế giới trên lưng cực thiên vương. Trong mắt Thanh Diệp Vương y xác định, vậy thì phiền toái, xoa xoa mi tâm, nhiếp vân nhịn không được lắc đầu. Thượng cổ chiến trường trên mai già cực thiên vương, tuy hắn chưa đi qua, bởi vì hắn biết nơi đó còn đáng sợ hơn thập tuyệt cổ địa, bằng không cũng không có khả năng đặt trên khóa sắt đáng sợ trên lưng cực thiên vương. Hơn nữa không biết thông đạo mà đi vào trong đó, chỉ có thể thông qua khóa sắt, hắn xem ra đây là chuyện không thể hoàn thành. Hắn nhìn thấy bí vân trên khóa sắt đã cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, tùy thời sẽ chết đi, nếu như bỏ lên đó. Há không phải bị lực lượng ẩn chứa trong đó đánh chết hay sao? Người có biết trừ xuôi theo khóa sắt trên mai rùa quy nguyên bò lên trên còn có thông đạo nào khác hay không? Nghĩ vậy vẻ mặt nhiếp vân đầy hy vọng nhìn hắn. Khẳng định đám người mặc nghiêu biết có thông đạo khác, bằng không một khi bọn chúng đi vào thập việt cổ địa gặp được cực thiên vương sẽ bị phát hiện. Nếu như có thể đi vào lối đi của bọn họ, có lẽ có thể đơn giản hơn việc bò lên khóa sắt. Nếu muốn vào thượng cổ chiến trường bò lên khóa sắt trên Mai Quy Nguyên là phương pháp đơn giản nhất nhưng không ai mạo hiểm tính mạng của mình như vậy, bò lên là có thể thành công hoan nghênh thượng cổ chiến trường. Còn có một phương pháp, nghe nói cần đồ quyền, có thể tìm được thứ này sẽ được tiếp dẫn đi lên. Thanh Diệp Vương biết rõ thượng cổ chiến trường nhiều hơn người khác, suy nghĩ một chút và nói. Đồ quyển, đó là cái gì, đi nơi nơi nào tìm nó, nếu như có thể tìm được, tự nhiên không cần bò lên khóa sắt, an toàn tăng lên rất lớn. Ân, ta cũng không biết, lúc trước ta vào một di tích và nhìn thấy nó là đồ vật đặc thù từ thượng cổ chiến trường rơi xuống tổng cộng chỉ có mấy miếng ta từng du đãng qua thần chi di tích không biết bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ gặp qua thanh diệp vương vào đầu vẻ mặt không có ý tứ Người không tìm được xem ra thứ này rất khó tìm nghe nói như thế một tia hy vọng trôi theo dòng nước thanh diệp vương sống trong di tích không biết bao nhiêu năm nhưng không tìm được thứ gọi là đồ quyển hắn không tin mình có thể tùy tiện tìm được nếu chủ tể phù ấn rất nhiều chậm rãi tìm kiếm cũng không sao, nhưng chỉ còn một tấm, nếu không nhanh chóng tìm được đám người mặc nghiêu, chờ bọn chúng đi vào thần điện sẽ dế ngược trở lại, khi đó hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa đám người mặc nghiêu tiến vào cái gọi là thần điện, tất. nhiên liên lụy rất nhiều bí mật của thế giới này, thậm chí còn liên lụy tới nguyên nhân ba đại tông môn vạn nhận sơn cường đại, không biết chuyện này cũng bỏ đi, biết rõ mà không đi ngăn cản, vạn nhất bởi vậy phá hư kế hốt của nhiếp đồng thì hỏng bét chương 2163, ta hiểu một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Tuy không biết nhiếp đồng đi nơi nào, nếu không có trong thập tuyệt cổ địa thì chỉ sợ cũng đi thượng cổ chiến trường, Sở dĩ không nói với mình là vì nơi đó nguy cơ trùng trùng, sợ chính mình lo lắng. Kỳ thật là chuyện thượng cổ chiến trường, ta cũng đã được nghe nói một ít. Đột nhiên vạn lực phương do dự một chút và nói xen vào. Khóa sắt trên người quy nguyên được xưng là thông thiên lộ, nghe nói chỉ cần leo lên, chẳng những thực lực tăng nhiều, thậm chí còn có cơ hội luyện hóa thượng cổ chiến trường. Luyện hóa thượng cổ chiến trường, Nhiếp Vân sững sờ, thượng cổ chiến trường hẳn là tiểu thế giới, hơn nữa còn là tiểu thế giới do tu La Vương lưu lại, nếu như có thể luyện hóa, chỗ tốt to lớn, khẳng định viễn siêu đạt được hỗn độn vương thạch. Đúng, đây chỉ là truyền thuyết, có phải thật hay không, chúng ta cũng không biết. Ta đã từng đi qua khóa sắt kia, cẩn thận quan sát đúng là không dễ dàng gì, thật có thể đi lên linh hồn và thân thể đều có rèn luyện thật lớn. Vạn lực vương nói tiếp, nếu không đi lên sẽ phải chết, nhiếp vân cười khổ một tiếng, rèn luyện tử vong, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều, cũng như nhiếp đồng lúc trước, dùng độc dược rèn luyện thân thể, trực giác tiến vào trí tôn cảnh, vận dụng một ít đồ trí tử, thực sự có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt, việc này cần đại nghị lực và đại thủ đoạn, tương đương với chạy kề cận cái chết, gây chuyện không tốt còn tử vong, cặn bã không thừa. Nếu như người thật ở cổ chiến trường, hiện tại có hai biện pháp, thứ nhất, trở lại thần chi di tích, tìm kiếm loại phương pháp gọi là đồ quyển, loại phương pháp này nguy hiểm nhỏ nhất, thần chi di tích chỉ mở ra trong 3 tháng, có thể tìm được hay không lại không thể cam đoan. Thứ hai, khóa sắt trên lưng quy nguyên bò lên thượng cổ chiến trường, làm như vậy nguy hiểm phi thường rất cao, một khi thành công, chẳng những linh hồn, thân thể được cường hóa, càng có cơ hội luyện hóa thượng cổ chiến trường, chỗ tốt rất lớn. Thanh Diệp Vương tổng kết tin tức và nhìn sang Nhiếp phân. Tìm kiếm đồ quyển, thời gian không kịp, Xem ra chỉ có thể lựa chọn phương pháp thứ hai, Nhiếp Vân thở ra một hơi, tràn đầy bất đắc dĩ. Phương thức thứ hai chính là bò lên khóa sắt đáng sợ, hắn không muốn xông qua bị hành hạ. Nhưng đi thượng cổ chiến trường là phải làm, không vì mình cũng phải vì Nhiếp Đồng. Nhiếp Đồng là Tu La Vương, hắn còn chưa triệt để khôi phục thực. Lực của mình, ngay cả mình còn không bằng, vạn nhất gặp phải đám người mặc nhiêu sẽ phi thường nguy hiểm. Ta có biện pháp nhưng không biết có được hay không. Vạn Lực Vương do dự một chút và ngẩng đầu lên phương pháp gì, nhiếp vân nhìn qua, bản thể ta là thực giới nghĩ, có thể thôn vệ không gian, phong ấn, ta có thể thử một chút, có thể thôn vệ bí vân trên khóa sắt với nhau. Vạn lực phương tinh quang lập lòe, thôn vệ bí vân, nhiếp vân trầm tư một lát nhìn sang phu nhân trung niên. Người có nắm chắc, nếu như có thể nuốt bí vân vào người, trên mình sẽ đơn giản hơn không ít, quan trọng hơn là không có bí vân, quy nguyên muốn tránh thoát khóa sắt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cũng không nói trước được, có thể thử xem, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Thí nghiệm một chút, nếu như nguy hiểm, hoàn toàn có thể nghĩ những biện pháp khác. Có chút biện pháp mới được, tứ đại vương giả đi theo sau lưng nhiếp vân, một lần nữa bay về tuyệt mệnh chi địa, nhiếp vân chỉ còn một tấm chủ tể phù ấn, hắn không dám chậm trễ chút thời gian nào khác, tăng thêm tốc độ, thời gian không dài đã nhìn thấy mai rùa cực lớn của quy nguyên đứng sướng trước mặt. Đi vào phía trên mai rùa, khóa sắt càng kinh khủng, tuy không phải thập phần thô to nhưng bí vân phía trên có ẩn chứa thiên địa đại đạo, giải thích vũ trụ ảo diệu, chỉ liếc mắt nhìn đã bị trùng kích linh hồn, tùy thời sẽ té ra khỏi mai rùa. Có thể chứ, không nhìn tới những bí vân này, nhiếp vân quay đầu nhìn về phía vạn lực phương. Thử một chút đã, hít sâu một hơi, vạn lực phương cau mày đi tới, đột nhiên hét lên bén nhọn, hình thể biến lớn hơn trước gấp mấy lần, bàn tay chụp về phía trước, trên bầu trời lập tức xuất hiện một đám mây đen đen kịt. Nhìn thấy mây đen này, nhiếp vân cao mày suy nghĩ. Nơi này toàn là mây nhưng nhìn kỹ thì đó là thực giới nghĩ, dậm dạp chẳng chịt không biết bao nhiêu, không rõ số lượng là bao nhiêu, đến mức không gian vỡ vụn thành thông đạo đen kịt, khí lưu hỗn độn tán giật ra khắp bốn phía, dường như thập tuyệt cổ địa đang bị đám thượng cổ thần thú thôn vệ trở nên phi thường yếu ớt, thậm chí tuyệt mệnh chi khí cũng không có chút biện pháp nào. Thấy cảnh tượng như thế, nhiếp vân mới biết được vạn lực vương đáng sợ, nếu như không phải huyết thống nhiếp đồng làm cho nàng khuất phục, thật muốn chiến đấu, cho dù sử dụng chủ tể phù ấn, gặp được loại tình huống này cũng chỉ có thể chạy trốn khỏi chết. Ngươi, những thực giới nghĩ này không cần nguyên khí duy trì, nhớ tới một sự kiện, Nhiếp Vân kỳ quái hỏi, nhiều thực giới nghĩ như thế, mặc kệ dùng phương pháp gì làm ra, nhưng khẳng định phải ăn uống, hiện tại xuất hiện nhiều như thế, chẳng lẽ không cần nguyên khí duy trì. Hỏi xong, Nhiếp Vân không đợi đối phương trả lời đã nhìn ra đáp án. Lúc này sắc mặt Vạn Lực Vương tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy, trên trán đổ mồ hôi lạnh dường như tiêu hao tất cả lực lượng. Cần nhưng chúng không có gì không nuốt, không gian cũng có thể ăn tươi, chỉ cần ăn đủ là có thể lớn mạnh. Cắn chặt hàm răng, vạn lực phương giải thích, ân, nhiếp vân không nói thêm lời nào, trong nội tâm cảm động. Nhìn bộ dạng của nàng, biết rõ triệu hồi thực giới nghĩ cũng không phải chuyện đơn giản, khẳng định cần trả giá rất lớn mới có thể, vì mình tiến vào thượng cổ chiến trường mà trả giá nhiều như vậy, ân tình to lớn khó có thể đền bù tổn thất vạn lực vương triệu hoán mấy vạn thực giới nghĩ là gánh nặng to lớn lần này triệu hoán quá nhiều chỉ sợ kiên trì không bao lâu ánh mắt thanh diệp vương mang theo thần thái lo lắng hắn vừa dứt lời vạn lực vương trước mặt thét dài một tiếng mọi người nhìn thấy mây đen trên cao áp vào khóa sắt tất cả thực giới nghĩ đen kịt không ý kỵ tử vong cắn nuốt bí vân trên khóa sắt xoẹt xoẹt, xoẹt 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 bí vân trên khóa sắt bị trùng kích chúng nhộn nhạo như gợn sóng đường vân bị ăn mòn vô số thực giới nghĩ rơi xuống đất biến thành thi thể, chương 2164, ta hiểu hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Những thi thể này không có vết thương trên người, đồng tử lại hoàn toàn tan giả, liếc mắt nhìn là biết bị chấn vỡ linh hồn, mộc sinh chi khí cũng không cách nào chữa trị, hết cách xoay chuyển. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, mây đen bay nhanh về phía trước rất nhanh, rơi xuống cũng nhanh, lúc này thi thể chất đầy mai rùa. Thế nào, thực giới nghĩ không ngừng vần quanh, mọi người cũng thấy không rõ tình huống thế nào, nhìn thấy số lượng mây đen giảm bớt cực nhanh, sắc mặt vạn lực vương càng ngày càng kém, Quy Nguyên cũng phải lên tiếng hỏi. Có thể thôn vệ bí vân, nhưng có bí vân phạm vi 10 mét còn chưa bị cắn nuốt sạch. Vạn lực vương cắn răng, phạm vi 10 mét còn chưa cắn nuốt sạch, nội tâm nhiếp vân trầm xuống, nhìn mây đen đã biết chết một phần ba nhưng không thể thôn vệ sạch phạm vi 10 mét, muốn thôn vệ tất cả bí vân trên khóa sắt. Là không thể nào, phải biết rằng khóa sắt này kéo dài tới không gian đen kịt không nhìn thấy cuối cùng cũng không biết dài bao nhiêu dừng lại đi biện pháp này không được nhiếp vân khoát tay dựa theo tốc độ thôn vệ mà tính toán ra cho dù toàn bộ thực giới nghĩ tử vong cũng chỉ có thể quét sạch phạm vi vài chục mét đối với cả khóa sắt mà nói không có ý nghĩa vâng vạn lực vương cũng biết loại tình huống này ánh mắt mang theo thất vọng nàng gào rút lần nữa và mây đen biến mất không biết đi nơi nào giống như chưa từng xuất hiện qua thực giới nghĩ biến mất Quả nhiên địa phương bị thôn vệ không còn bí vân, lộ ra tướng mạo sẵn có, khóa sắt đen kịt trầm trọng, nhìn không ra chất liệu gì cấu thành, cho dù là thực giới nghĩ cũng bất lực. Nếu không ta lại thử xem, thở ra một hơi, sắc mặt vạn lực vương khôi phục một ít nhìn vào khóa sắt dài không biết bao nhiêu dặm. Không cần, còn có những biện pháp khác a à, nhiếp vân cự tuyệt, nó triệu hoán nhiều thực giới nghĩ như vậy cũng không có biện pháp, cho dù nó là vương của hàng tỷ con kiến, lực thôn vệ mạnh hơn cũng bất lực. Ta thử xem, Thanh Diệp Vương đi tới, người có biện pháp, không có, nhìn xem có thể dùng biện pháp khác chấn vỡ bí pháp hay không. Hít sâu một hơi, trên lưng Thanh Diệp Vương xuất hiện đôi cánh chim đen kịt, lúc này bay nhanh về phía trước, trên không trung xuất hiện tiếng gào rú. Tiếng rít của nó bén nhọn tới cực điểm, nghe vào trong tai sẽ thấy đau đớn, đôi cánh đen kịt có lực công kích rất mạnh hình thành sóng âm đánh thẳng vào khóa sắt, nó va chạm với bí vân và tiêu tán. Đăng đăng đăng, lui về phía sau vài bước, Sắc mặt Thanh Diệp Vương và Vạn Lực Vương cùng trắng bệch, ánh mắt nhìn Nhiếp Vân và lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Cũng không được, không nên vội một, đỡ lấy Thanh Diệp Vương, Nhiếp Vân nhìn sang Huyền Thiền Vương và Quy Nguyên và lắc đầu, hắn hỏi Vạn Lực Vương. Có thể nói cẩn thận truyền thuyết thông thiên lộ một lần hay không? Trước kia Vạn Lực Vương nói chuyện khóa sắt này nó cũng biết, được xưng là thông thiên lộ, chỉ cần có thể leo lên phía trên, chẳng những thực lực tăng nhiều, còn có cơ hội luyện hóa thượng cổ chiến trường, nếu đây là thật có lẽ có phương pháp leo lên khóa sắt, tuyệt đối không phải phá hư bí vân như vậy. Cụ thể xảy ra chuyện gì thì ta không rõ, thời điểm ta còn nhỏ, không biết nghe được từ nơi nào, nói đây là thông thiên lộ, phải mang nội tâm hết sức chân thành và ý chí không sợ leo lên, chỉ có. Đại nghị lực, đại phách lực mới có thể đi tới cuối cùng, tìm được thượng cổ chiến trường, tiến vào thần điện. Về phần chuyện khác ta không rõ ràng, vạn lực vương suy nghĩ một lúc và nói tuy nó nghe qua là truyền thuyết nhưng thời gian quá xa xưa nên dần quên lãng. Ta cũng nghe nói qua giống như vạn lực vương, lúc trước ta cũng nhìn thấy trong di tích, nói rằng chỉ có người thành tâm nhất mới có thể leo lên, nếu không sẽ bị bí vân trực tiếp đánh chết, hồn phi phách tán, cũng không còn lại cái gì. Thanh Diệp Vương nghĩ ra cái gì đó và nói chen vào. Ân, nghe được những lời này, sắc mặt nhiếp vân không có biến hóa gì, hắn quay đầu nhìn về phía quy nguyên cách đó không xa. Khóa sắt này trói lên mai của ngươi, người có phát hiện gì? Phát hiện, muốn nói phát hiện thì đúng là có một chút, khóa sắt này trói buộc ta, nếu như dốc sức liều mạng dẫy giụa sẽ càng trói chặt hơn, cho đến khi không thể hô hấp, nếu như ta buông lỏng không đi quản cái gì, cũng không thèm nghĩ nữa, khóa sắt lại như biến mất không thấy tung tích, sẽ không sinh ra chút áp lực gì. Quy Nguyên cẩn thận nhớ lại và lên tiếng, người nói là, khóa sắt càng phản kháng thì càng mạnh, phản kích cũng càng mãnh liệt. Nhiếp Vân hỏi, có thể là như vậy, ta cũng nói không rõ ràng, phản kháng một thời gian ngắn, biết rõ không cách nào dễ ruộng nên ta buông tha. Quy Nguyên xấu hổ vào đầu, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Nghe xong ba thú giải thích, nhiếp vân thở ra một hơi, sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt mang theo hào quang trí tuệ. Biết rõ, chủ nhân người biết làm sao đi lên, huyền thiền vương sững sờ, đôi mắt sáng lên, ân, nhiếp vân tiến về phía trước một bước, thân thể thon gầy bay lên không trung. Nghe được hắn nói lời tự tin như thế, vạn lực vương, Thanh Diệp Vương cùng Quy Nguyên cũng phải sướng sờ. Vừa rồi thủ đoạn của vạn lực Vương, Thanh Diệp Vương có thể nói là kinh thiên động địa, khiếp sợ hoàn vũ, nếu như đối chiến với người khác, cường giả 2900 đầu đại đạo cũng phải tạm lánh phong mang, loại lực lượng này không có chút biện pháp nào với phù văn kỳ lạ, hắn chỉ hỏi vài câu đã có phương pháp, làm sao có thể. Nhìn thấy bộ dáng tự tin của hắn như vậy không giống giả bộ, nhất là ánh mắt, ánh mắt kiên định làm người ta không tự chủ sinh ra cảm giác tin cậy không nói thành lời. Loại cảm giác này không phải lính ngộ đại đạo, cũng không lý giải thiên địa pháp tắc, mà là nhân cách mị lực đơn thuần. Dường như cho dù hắn nói cái gì làm người ta không tự chủ phải tin tưởng. Hắn có biện pháp nào? ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nhiếp vân lơ lửng trên không trung và không động đậy, thanh diệp vương phải lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết nhưng chủ nhân dám xác định như vậy tất nhiên có thủ đoạn của mình. Quy Nguyên lắc đầu, tuy không biết phương pháp của nhiếp vân nhưng hắn rất tin tưởng chủ nhân. Loại tin tưởng này sau khi nhận chủ liền dần dần dưỡng thành. Hô, hai thú nói chuyện với nhau, lúc này toàn thân nhiếp vân chấn động, lực lượng chủ tể phù ấn đột nhiên biến mất. chương 2165, tán sạch lực lượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chủ tể phù ấn thiêu đốt suy trì một ngày nhưng cũng có thể làm nó tiêu hao sạch từ sớm, tuy làm như vập tương đương lãng phí lực lượng ấn phù, được không bù mất. Chủ nhân, nhìn thấy hành động của hắn, huyền thiền vương đã giật mình nơi này khắp nơi đều là tuyệt mệnh chi khí, mất đi lực lượng chủ tể phù ấn tương đương mất đi vốn liếng lớn nhất, không khác gì muốn chết. Nó biết rõ chủ nhân trong tình huống không sử dụng chủ tể phù ấn thì thực lực không được. Không riêng huyền thiền vương kỳ quái, ba người khác cũng nhìn nhau, không biết nhiếp vân đang làm cái gì. Hô, thời điểm mọi người đang cảm thấy kỳ quái, nhiếp vân trên không trung làm ra hành động làm người ta khiếp sợ, hắn lấy ra một tấm vải, cũng che mắt của mình lại, đồng thời lực lượng toàn thân biến mất giống như biến thành người bình thường vèo trong ánh mắt giật mình của mọi người hắn đi tới trước khóa sắt hai tay cầm khoát sắt sau đó chậm rãi bỏ lên kỳ quái là lần này phù văn trên khóa sắt không tấn công hắn cũng không có bộc phát lực lượng giống như lâm vào ngủ say việc này quy nguyên nháy mắt mấy cái không biết xảy ra chuyện gì tốt tốt quả nhiên là đại trí tuệ đại thông minh đại phách lực một lát sau thanh diệp vương như lĩnh ngộ ra cái gì hắn đứng lên đôi mắt tỏa ra hào quang sáng ngời mang theo hưng phấn nồng đậm cái gì đại trí tuệ, đại thông minh, người đang nói cái gì? Quy Nguyên có chút không rõ nên mê man, nói ngươi là con rùa đen quả nhiên phản ứng chậm mà. Thanh Diệp Vương cười ha ha, hắn nhìn nhiếp vân đang chậm rãi bỏ lên khóa sắt, đôi mắt hưng phấn biến thành sùng bái. Khóa sắt đã được xưng là thông thiên lộ, nhất định có thể cho phép nhân loại hành tẩu, xem cường độ công kích của chúng ta vừa rồi, mặc dù thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng không có khả năng phá hư toàn bộ phù văn, tạo thanh chướng ngại, cho dù cố gắng thế nào cũng không làm được, vì sao không suy nghĩ ngược lại. Không xem những bí vân này là chướng ngại, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, quy nguyên càng hồ đồ, Huyền thiền vương và vạn lực vương nhìn nhau, dường như hiểu ra cái gì đó. Ta muốn nói chúng ta căn bản không cần thanh trừ những bí vân này làm gì, nó giống như lò xo, công kích càng mạnh thì lực lượng bắn ngơ càng mạnh, trái lại, ngươi không đi công kích nó, nó cũng không có lực công kích. Thanh Diệp Vương nói, ý ngươi nói là, chỉ cần không dùng sức lượng chống lại, bí vân cũng không có tác dụng gì, không cách nào đả thương người. Quy Nguyên hiểu ra, đôi mắt mở to, hẳn là như vậy, những bí vân này chỉ có cường giả khắc lên, bản thân không có năng lượng nhưng có thể chống lại lực lượng cường đại, phản kích làm khí huyết của ta cũng phải hư nhược, bản thân không kỳ quái hay sao. Phải biết rằng nơi này không có nguyên khí để hấp thu. Năng lượng không có khả năng chống giống xuất hiện, cũng không thể hư không tiêu thất, cho dù trận pháp hay bí vân cũng phải biểu hiện uy lực, phải có đầy đủ năng lượng duy trì, tỉ như linh thạch, hỗn độn thạch các loại, khóa sắt này không có năng lượng duy trì, bí vân lại có thể có được lực lượng như thế, bản thân nó đã rất kỳ quái. Cho nên, chỉ có một khả năng, bí vân có thể phát ra lực công kích trên thực tế chính là lực lượng của chúng ta từ bên ngoài đánh vào. Nói cách khác, những bí vân này giống như tấm gương, có thể phản xạ lực công kích, công kích càng mạnh thì thương tổn càng lớn. Trái lại, nếu như không có lực công kích, mặc dù tới gần cũng không tổn thương. Thanh Diệp Vương cười nói, thì ra là như thế. Khó trách chủ nhân giải tán lực lượng toàn thân xem như người bình thường, nhưng mà Vạn Nhất suy nghĩ sai lầm, tán đi lực lượng, tùy tiện đi qua không phải bị lực lượng bí vân đánh chết. Quy Nguyên sửng sốt, có suy nghĩ này thì đơn giản thế nhưng phải dám đi làm mới được. Ngàn khó vạn khó, tán đi lực lượng toàn thân và không có chút phòng ngự nào, Vạn Nhất bí vân cũng không phải giải quyết như vậy, há không phải đi chịu chết? Đổi lại người bình thường khẳng định không có đảm lượng như thế. Đúng vậy a. À cho nên nói hắn có đại phách lực, đổi lại là ta, cho dù nghĩ đến điểm này cũng tuyệt không dám tán đi lực lượng toàn thân và tay không leo lên, bởi vì quá nguy hiểm, nơi này chẳng những có tuyệt mệnh chi khí, còn có thời không loạn lưu nghiền nát không gian, thiên thạch bay loạn cực kỳ nguy hiểm, trực tiếp đi lên, tương đương bỏ qua không quan tâm tính mạng của mình. Hơn nữa người cũng nhìn thấy, những bí vân này chẳng có tác dụng phản xạ lực lượng, còn sẽ thông qua phản xạ lực lượng ánh mắt rung động linh hồn, che kín con mắt tuy có thể ngăn cản bí vân công kích nhưng không thể quan sát sẽ càng nguy hiểm. Thanh Diệp Vương tràn đầy bội phục, biết rõ phía trước vô cùng nguy hiểm nhưng dám lấy thân phạm hiểm, không chút do so dự, chỉ tự tin và phách lực này cũng không phải nó có thể so sánh. Quả nhiên là thông thiên lộ, lực lượng mạnh chưa hẳn có thể tiến lên, lực lượng yếu cũng có thể thông qua. Cũng nói rõ đại đạo, vô loại, chúng sinh ngang hàng, vạn lực vương lúc này cũng hiểu ra, lợi hại, suốt cuộc quy nguyên nghĩ thông suốt lúc này nhìn sang nhiếp vân đang leo lên khóa sắt hắn bội phục không thôi chúng ta theo sau đi thân thể huyền thiền vương chấn động lực lượng chủ tể phù ấn cũng biến mất sạch sẽ lực lượng toàn thân bị áp thấp xuống hắn đi vài bước tới trước khóa sắt ba người cũng làm như vậy và đi tới bành 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 bịt kín đôi mắt của mình hắn đưa tay chạm vào khóa sắt bốn thú lúc này chạm vào trong khóa sắt nhưng bị lực lượng cuồng bạo nện vào ngực bọn họ đã xảy ra chuyện gì bị rung chuyển mạnh bàn tay huyền thiền vương buông lỏng lúc này hắn rơi xuống là chúng ta chưa giải tán lực lượng hết sao thanh diệp vương và những người khác cũng như thế không thể không rút lui tay còn không giải tán hết ta đặt tất cả lực lượng vào trong khí hải cũng không tán giật ra ngoài chút nào còn không tính sạch sẽ còn phải làm thế nào huyền thiền vương lắc đầu giấu lực lượng trong khí hải cũng không phát ra chút nào xem như nó có thể làm ở mức độ lớn nhất còn có thể làm như thế nào chẳng lẽ phải giải tán sạch sẽ lực lượng toàn thân hay sao? Nếu thật làm như vậy chẳng phải trực tiếp biến thành người bình thường, cho dù leo lên khóa sắt, tiến vào thượng cổ chiến trường cũng không cách nào tu luyện trở lại. Thu lực lượng vào khí hải là vẫn có lực lượng, cũng bị bí vân phản kích, chỉ có toàn thân không lực lượng mới có thể thuận lợi leo lên trên. Thanh Diệp Vương nói, chương 2166, thân thể, linh hồn lột xác một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ý của ngươi là, chủ nhân hiện tại không còn chút lực lượng nào. Huyền Thiên Vương sửng sốt, nếu ta đoán không sai thì đúng là như vậy, cho dù ta biết rõ điểm này cũng không làm được. Thanh Diệp Vương cười khổ, ta cũng làm không được, sắc mặt đám người quy nguyên khó coi, bảo bọn chúng bỏ sạch lực lượng toàn thân chẳng khác gì một tỷ phú bỏ sạch tài sản của mình phân cho người khác, làm như vậy còn không bằng giết hắn đi cho xong. Không có đại nghị lực, đại phách lực, tâm trí cực kỳ kiên định, không có người nào làm được. Chúng ta làm được, hắn làm được, chỉ bằng điểm này, chỉ cần hắn trở lại, thanh diệp ta cam nguyện nhận hắn làm chủ. Vạn lực phương ta cũng nguyện ý nhận hắn làm chủ, thanh diệp phương, vạn lực phương đồng thời ngẩng đầu nhìn lên thiếu niên đang bò lên cao, cũng hạ quyết tâm kiên định. Ở nơi này chờ ta quay về, ta đi lên xem một chút. Hai người vừa dứt lời, chợt nghe tiếng cười khẽ vang lên, thiếu niên đang leo lên từng chút, một lát sau đã biến mất trong tầm mắt tiến vào trong tinh không đen kịt, rốt cuộc không nhìn thấy, dường như đã tiến vào thế giới khác. Hô, oh, nhiếp vân lau mồ hôi trên đầu, hai tay của hắn nắm chặt khóa sắt chậm rãi leo lên cao. Dựa theo lẽ thường, Tu Vi đã tới cấp bậc của hắn, cho dù mệt cũng không có khả năng đổ mồ hôi, nhưng bây giờ mồ hôi đầm đìa cũng không phải thân thể suy yếu, mà là hắn toàn thân hắn không có chút tiên lực nào. Đúng như Thanh Diệp Vương phân tích, hắn phát hiện những bí vân này có lực lượng đặc thù, lực công kích càng mạnh, phản kích lực cũng càng mạnh, chỉ có thực lực yếu tới trình độ nhất định mới không bị bí vân công kích. Có thể tán hết tu vi, một thân lực lượng sẽ trôi theo nước chảy, được không bù mất, suy nghĩ một chút nên hắn có chủ ý khác, hắn thu toàn bộ lực lượng vào nạp vật đan điền. Nạp vật đan điền lúc này đã hình thành một thế giới hoàn toàn mới, đừng nói lực lượng của hắn, cho dù lực lượng nhiều hơn gấp 10 lần bỏ vào bên trong cũng có thể dung nạp hoàn mỹ, không có chuyện biến thành vướng víu. Hơn nữa nạp vật thế giới có pháp tắc thời không đặc biệt, dấu lực. Lượng vào trong đó, mặc dù phù văn trên khóa sắt cường đại cũng không cách nào cảm ứng. Lực phản chấn thật mạnh. Không ngừng leo lên cao, nhiếp Vân cảm thán không nhỏ. Tuy hắn ẩn tàng tiên lực toàn thân nhưng hắn thân thể của hắn quá mạnh cho nên vẫn cảm thấy lực phản chấn, lực lượng này không ngừng đẩy hắn ra ngoài, nếu không phải hắn nắm chắc chỉ sợ hiện tại đã rơi xuống. Nếu chỉ là lực bắn ngược cũng bỏ đi, không gian trên khóa sắt hoàn toàn khác với mai rùa, có lực hấp dẫn thật lớn, dường như phía dưới có một lỗ đen cực lớn không ngừng lôi kéo hắn, loại cảm giác này giống như lúc hắn mới bắt đầu tu luyện, lúc không biết bay muốn leo lên cao sẽ bị trọng lực cường đại dẫn dắt hơi không cẩn thận sẽ ngã chết ngay lập tức hai lực lượng này dẫn dắt mặc dù thân thể hắn cường đại cũng không kiên trì nổi mồ hôi như tắm hai mắt của hắn bị vải đen che chắn cũng không biết hiện tại đang đi tới nơi nào chỉ biết đã leo lên thật lâu cũng vô cùng mệt mỏi tay chân như nhũn ra dường như tùy thời sẽ té xuống dựa theo thời gian của tào nguyệt trí tôn vực tính toán ít nhất đã leo một ngày một đêm suy tính một ít thời gian nội tâm nhiếp phân hít khí lạnh Tuy hắn giấu lực lượng vào nạp vật đan điền nhưng vào vào lực lượng thân thể vẫn leo lên thật nhanh, nếu như đổi đại lục phù thiên thành con đường thẳng, chỉ sợ thời gian một ngày một đêm cũng đã vượt qua rồi. Cự ly xa không dưới hàng tỷ dặm nhưng không thấy cuối cùng, rốt cuộc khóa sắt này do ai đúc thành, tại sao nó lại dài như thế? Nghỉ ngơi một chút, thở ra một hơi, hai chân nhiếp vân bám chặt vào khóa sắt. Một ngày một đêm không nghỉ không ngủ, nếu có tiên lực duy trì còn có thể thừa nhận, chỉ bằng vào thân thể, hơn nữa không ngừng thừa nhận lực lượng kéo xuống và bắn ngược thì thật sự có chút không kiên trì nổi. Ngừng trên không chung, hắn lấy bầu nước trong nạp vật thế giới ra và uống một ngụm, lúc này mới cảm thấy thoải mái không ít. Đôi mắt bị bịt kín, hắn lại không dám sử dụng thiên phú thiên nhãn, cũng không biết phía trên còn xa không, nhiếp vân biết rõ, chỉ cần dọc theo con đường này leo lên cao sẽ đi tới cuối cùng. Nghỉ ngơi một lát sau đó tiếp tục leo lên cao, càng leo càng mệt mỏi, vào đêm của ngày hôm sau thì hắn có phần không chịu nổi, Vừa nghĩ tới hiện tại buông tha tất nhiên sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, lực lượng trong người tuôn ra, lúc này lại cắn răng kiên trì. Hắn từ đại lục khí hải đi tới bây giờ, mỗi bước đều muôn vàn khó khăn nhưng không thể ngăn cản hắn, hắn cũng không tin khóa sắt có thể ngăn cản hắn tiến vào thượng cổ chiến trường. Si 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 si, nhiếp vân che mắt tiến lên, cũng không biết quá trình hắn bỏ lên thế nào, rất nhiều phú văn thật nhỏ trên khóa sắt không ngừng tiến vào lỗ chân lông của hắn, không ngừng cải biến thân thể và linh hồn làm cho thân thể của hắn lột xác một cách vô tri vô giác. Trong nội tâm yên lặng tính toán, leo đến ngày thứ bảy thì buông lỏng, lực lượng gia trì trên thân thể biến mất, dường như mất đi trói buộc. Ân, chẳng lẽ đến nơi rồi, đưa mắt nhìn lên, nhiếp vân không dám phóng thích một chút lực lượng nào. Chỉ thấy trên không có một thế giới to lớn đang lơ lửng, nó giống. Như khí cầu xuất hiện trước mặt hắn, nhìn theo hướng này thật giống như hắn nhìn thấy thiên địa lục đạo qua thời không loạn lưu, thế giới to lớn như viên cầu gạt tất cả ra ngoài. Trung quanh thế này giới này không phải hỗn độn hải dương mà là thời không loạn lưu đen kịt, ánh sáng cũng có thể bị thôn phệ, chỉ liếc mắt nhìn đã làm người ta cảm thấy hãi hùng khiếp phía. Dung nhập toàn bộ tiên lực vào nạp vật đan điền, có lẽ thực lực của hắn bây giờ chỉ vượt qua chu thiên cảnh sơ kỳ nhưng kiến thức đỉnh phong của tà nguyệt trí tôn vực, cho dù như thế hắn cũng hoảng sợ không nhỏ. Ân, phù văn không còn, nhìn lên không chung, ánh mắt lại nhìn khóa sắt, lúc này mới phát hiện, phù văn trên khóa sắt biến mất, hẳn là phù văn khác tới nơi này, bằng không cũng không có cảm giác mất trọng lượng. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lập tức bị ý niệm nóng cháy truyền tới, phù văn phía dưới vẫn còn, đôi mắt của hắn nóng bỏng như lửa đốt nhưng không còn cảm giác kích thích linh hồn. Chương 2167, thân thể, linh hồn lột xác 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phía dưới khóa sắt kéo dài không biết tới nơi nào, cũng không nhìn thấy mai rùa quy nguyên đâu nữa. Lên đi, đã không có phù văn thì không cần sợ hãi, nhiếp phân vận chuyển nạp vật đan điền sau đó lực lượng rót vào trong thân thể, lực lượng bắt đầu bao phủ kinh mạch của hắn. Ân, không đúng, thân thể của ta, lực lượng trở về thân thể, hắn lập tức phát hiện thân thể không đúng. Lúc này thân thể của hắn càng đáng sợ hơn lúc trước, tất cả tế bào đều có một tiểu phù văn bao phủ óng ánh lập lè, tỏa ra hào quang như mặt trời. Tuy những phù văn này không cường đại giống như phù văn trên khóa sắt nhưng không ngừng thoải mái thân thể, từ đó làm lực lượng cả hắn không ngừng tăng trưởng linh hồn của ta cũng phát sinh lột xác, không riêng thân thể tăng cường, lực lượng trở về, hắn phát hiện linh hồn cũng có tiến bộ nhất định, hiện tại linh hồn và thân thể tương hợp, mặc dù gặp được cường giả 2800 đại đạo cũng có lực đánh một trận. Trước kia không sử dụng thiên tâm đăng, chủ tể phù ấn, sức chiến đấu của hắn tối đa có thể so với cường giả chừng 2750 đại đạo, lúc này chỉ bằng vào thân thể linh hồn đã có thể so với cường giả 2800 đại đạo, chỉ 7 ngày ngắn ngủi đã có tiến bộ lớn như thế làm người ta tặc lưỡi loại thân thể này, chỉ sợ huyền thiền vương, thanh diệp vương cũng kém ta. Nhìn thấy cường độ thân thể, đôi mắt nhiếp vân sáng lên. Chẳng những lực lượng thân thể tăng cường, cường độ cũng cường đại không ít, hắn lúc này chẳng khác gì thân thú hình người, chỉ bằng vào man lực đã có thể đánh bại huyền thiền vương, nếu như lần nữa gặp được đám người phục giang vương tử, phối hợp chủ tể phù ấn, tuyệt đối không cho phép hắn đào tẩu. Xem ra vạn lực vương nói úng, có thể bò lên, cho dù linh hồn hay thân thể đều đạt được chỗ tốt to lớn, hiện tại ta xem như đạt. Được, thở ra một hơi, nhớ tới trước khi vạn lực vương nói chuyện, nhiếp vân mỉm cười. Vạn lực vương nghe được là truyền thuyết, chỉ cần có thể dọc theo khóa sắt leo lên trên sẽ có được thu hoạch không tưởng, trước kia cho rằng là bảo tàng gì, xem ra đó là rèn luyện thân thể và linh hồn. Những ngày qua hắn không ngừng leo lên khóa sắt, lực lượng phù văn đã rót vào toàn thân, tuy bây giờ nhìn thân thể, linh hồn biến hóa không rõ ràng nhưng nương theo thời gian gia tăng, thân thể dung hợp phù văn, tất nhiên sẽ có được lột xác không tưởng. Nơi đó là cửa vào, vào đi thôi, nhìn hết biến hóa những ngày qua, nhiếp vân ngẩng đầu nhìn lên thế giới giống như viên cầu. Thế giới này so với cái gọi là thần chi di tích thì nhỏ hơn không ít, không kém hơn thập tuyệt cổ địa bao nhiêu, chung quanh có không gian loạn lưu ngăn cách giống linh giới, cũng không nhìn rõ tình huống phía trên. Khóa sắt kéo dài tới giữa viên cầu kia, hít sâu một hơi, thân thể nhiếp vân nhảy lên không chung. Tiên lực rót vào thân thể, hắn sử dụng phượng hoàng chi dực bay thẳng vào thông đạo trước mặt. Cuối khóa sắt có cánh cửa, cánh cửa đóng chặt và khắt đầy bí vân. Lúc này hắn đi tới chợ ức cánh cửa, bí vân trên cánh cửa khác với trên khóa sắt, không có quá nhiều bài xích, ngược lại làm cho hắn có cảm giác thân cận. Nhiếp vân biết rõ loại thân cận này chính là vì phù văn trên khóa. Sắt sót vào trong thân thể, nếu không có đoạn kinh nghiệm này, trực tiếp bay chỉ sợ sẽ bị đánh chết, mặc dù cường giả tông chủ đỉnh phong cũng không may mắn thoát khỏi vươn tay về phía cánh cửa, phù văn trong người tương giao với bí vân trên cánh cửa, lực lượng quán thông toàn thân, ôn hòa như xuân, mệt nhọc trên thân thể biến mất. Bàn tay khẽ động, két, cánh cửa từ từ mở ra. Hô, cửa vừa mở ra, mùi vị huyết tinh sát phạt lập tức ập vào mặt, nhiếp vân nhướng mày. Vèo, mùi huyết tinh nồng đậm này đối với người khác mà nói có thể sẽ không chịu nổi, với hắn mà nói không có vấn đề gì, thân thể nhảy lên, hắn như con cá bơi vào trong cánh cửa lạch cạch, à, vừa tiến vào cánh cửa đã tiến vào thế giới khác, trọng lực cường đại như nam châm hút lấy cây sắt, thân thể hắn lắc lư hai cái suýt nữa ngã xuống đất. Nếu không phải trước kia thông qua phù văn rèn luyện thân thể, chỉ sợ hắn đã bị thương. Khó trách có cách nói leo khóa sắt và sử dụng đồ quyển có khác biệt với nhau, hiện tại quả nhiên nhìn thấy tranh lệch, nếu như không thông qua khóa sắt, thân thể trải qua phù văn rèn luyện, vừa vào thân thể bị xé rách, tuy thực lực bây giờ không tử vong nhưng không có khả năng hoạt động thong dong đứng thẳng người lên nhiếp vân ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhìn thế giới trước mặt, cũng không giống như trong tưởng tượng là nó sẽ phồn hoa rồi rào, khắp nơi đều là bảo bối, nơi này vô cùng hoang vu. Loại hoang vu này không có bất kỳ sinh cơ nào, người ta có cảm giác như tiến vào trong tử địa có phần tương tự thiên địa lục đạo và đại thế giới vứt đi, khắp nơi tràn ngập tuyệt vọng và tử vong. Có kinh nghiệm ở đại thế giới, nhiếp vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, phượng hoàng chi dực chấn động và bay đi. Tuy không gian nơi này áp bách rất lớn nhưng thực lực của hắn bây giờ đã có thể so với cường giả 2.800 đại đạo, phi hành là chuyện vô cùng đơn giản. Tê thế giới này hạn chế thiên phú linh hồn lực và thiên nhãn, mặc dù thiên nhãn toàn lực vận chuyển cũng chỉ có thể nhìn thấy phạm vi 10 dặm mà thôi. Bay trên không chun, nhiếp vân đã biết rõ tình huống bây giờ, không gian nơi đây hạn chế linh hồn và thiên nhãn rất mạnh giống tà nguyệt trí tôn vực, bằng vào thực lực bây giờ, Vận chuyển Thiên Nhãn có thể nhìn rõ phạm vi trăm triệu dặm cũng không khó khăn, ở nơi này chỉ có thể nhìn được 10 dặm mà thôi. Nơi này còn có thể dùng Thiên Nhãn nhìn 10 dặm, nếu sử dụng linh hồn chỉ bao phủ phạm vi trăm mét. Nơi này quá đáng sợ, nếu như không có Thiên Nhãn Thiên Phú tiến vào nơi này, chỉ sợ không khác gì lâm vào sương mù như ở Tê Thiên Lĩnh, gần như không nhìn thấy cái gì. Như vậy, ta làm sao tìm được thần điện đây? Nhiếp Vân cảm thấy buồn bực. Tuy không gian này không lớn nhưng thật sự không kém thập tuyệt cổ địa bao nhiêu, nơi lớn như thế, còn lớn hơn mấy trăm đại lục phù thiên, làm sao tìm được thần điện. Nếu thật muốn dựa vào vận khí lục loại đường đi, chỉ sợ thời gian 3 tháng cũng không tìm được. Thiên phú thiên cơ sư, tinh thần khẽ động, nhiếp vân bắt lấy bầu trời, một dòng sông thiên cơ xuất hiện trước mặt hắn, hai mảnh mai rùa rơi xuống. chương 2168 Thần Điện, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com giấu kín thiên cơ, không cách nào suy tính vị trí cụ thể của thần điện. Không nhìn thấy đường vân xuất hiện trên mai rùa, nhiếp vân cười khổ. Không biết thần điện là nơi thế nào, có thể giấu kín thiên cơ, không ngờ còn không suy tính ra vị trí cụ thể. Không chỉ giấu kín thiên cơ, dường như hỗn độn pháp tắc cũng bị giấu kín, ở chỗ này bị chế ước 2.000 đại đạo. Thu hồi mai rùa, vận chuyển tinh thần, nhiếp vân phát hiện có khác biệt. Cho dù tà nguyệt trí tôn vực hay là đại thế giới khác, chỉ cần ở trong hỗn độn hải dương đều bị hỗn độn hải dương chế ước. Trước kia thu phục ma thần cổ hùng, hắn phát hiện lời thề hỗn độn không thể thành lập, đã biết rõ thần chi di tích không bị hỗn độn hải dương chế ước, nhưng ít ra còn có thể tuân theo một ít hỗn độn. Pháp tắc, hiện tại thế giới này không thể sử dụng hỗn độn pháp tắc. Dường như trong tà nguyệt trí tôn vực, lĩnh ngộ tới 2.000 đại đạo, một khi đột phá sẽ khó lĩnh ngộ đại đạo, tốc độ sẽ biến chậm, cực khó gia tăng, nương theo đại đạo tu luyện càng nhiều, khó khăn cũng tăng lên càng nhiều, càng ngày càng khó, hiển nhiên nhiều năm qua không có người nào đạt tới cường giả chúa tể. Chính bởi vì như thế vô số đệ tử tông chỉ lĩnh ngộ tới 1999 đại đạo sẽ không đi đột phá, cố ý áp chế tu luyện lĩnh ngộ đại đạo khác, lĩnh ngộ đại đạo phía sau cũng không đột phá, chỉ gia tăng thực lực dần dần. Nhưng loại tình huống này cũng có hạn chế, đạt tới 2.700 đầu đại đạo thì hiệu quả yếu bớt, muốn lĩnh ngộ nhiều hơn cũng khó khăn. Chính bởi vì như thế, trong thế hệ trẻ của quy khư hai người đạt tới 2.700 đầu đại đạo phi thường ít, hạn chế ở nơi đây ít tồn tại, nhiếp vân cảm ứng một lúc, lực áp bách hoàn toàn có thể tăng lên tới 2.900 đầu đại đạo. Nói cách khác, nếu tu luyện ở nơi này, chỉ cần không đột phá 2.000 đầu đại đạo, có thể bảo trì tốc độ lĩnh ngộ đại đạo khác như nhau, thẳng đến 2.900 đầu, lúc này lại liên tục đột phá hoàn toàn có thể một lần hành động lột xác trở thành cường giả cấp bậc tông chủ. Chỉ sợ vạn nhận Sơn tìm tới nơi này, dùng thủ đoạn nào đó mới để cao thủ trẻ tuổi của mình hơn xa quy khư hải biết rõ những chuyện này nhiếp vân suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra chuyện gì vạn nhẫn sơn thập thu lĩnh và đoạn thiên nhai đều là bốn đại tông môn đệ tử trong đó đều cường đại hơn quy khư hải cũng giống cổ tiêu và mặc nhiêu cả hai hoàn toàn không phải một cấp bậc sở dĩ xuất hiện loại tình huống này chỉ sợ có quan hệ to lớn với thượng cổ chiến trường đầu tiên không nghĩ những chuyện này phải tìm xem có tìm được thần điện hay không tìm đám người mặc nghiêu đi nơi nào. Hắn dứt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, nhiếp phân ruôi tay ra, hắn bóp nát một tấm chủ tể phù ấn cuối cùng, trên người tỏa ra hào quang sáng ngời và tiến lên. Bằng vào tầm nhìn của hắn hiện tại muốn tìm được thần điện không biết năm nào tháng nào, chỉ có thể mượn nhờ chủ tể phù ấn, tuy chỉ còn một tấm cuối cùng nhưng không nỡ hài tử sau bắt được sói, nếu không dùng chỉ chậm trễ thời gian, lãng phí nhiều tinh lực hơn nữa. Hô, chủ tể phù ấn ra chỉ thân thể, thực lực của hắn lại tăng cường, thiên phú thiên nhãn cũng gia tăng gấp trăm lần, trước kia chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng mười dặm, hiện tại hắn có thể nhìn rõ phạm vi ngàn dặm. Không nghĩ tới ở nơi này chủ tể phù ấn vẫn có hiệu quả tốt như thế. Cười hắc hắc, nhiếp vân vận dụng phượng hoàng chi dực tiến lên phía trước. Có chủ tể phù ấn gia trì, tầm mắt khoáng đạt, tốc độ cực nhanh, tuy không biết thần điện đang ở nơi nào nhưng phi hành một giờ đã có phát hiện bất thường. Khí tức sát phạt và huyết tinh của thế giới này không cố định, mà là dần dần tăng cường về một hướng nói cách khác, những khí tức huyết tinh sát phạt rất có thể đều phát ra từ hướng kia. suy nghĩ một lúc, nhiếp vân quyết định bay thẳng về hướng sinh ra khí tức huyết tinh sát phạt. nếu thần điện là nơi trọng yếu nhất của thế giới này, chiến tranh nhất định sẽ thảm thiết nhất. thuận theo khí tức chắc chắn sẽ tìm tới. nhận ra mục tiêu, nhiếp vân biết rõ chủ tể phù ấn chỉ có thời gian một ngày nên lãng phí không được, không dám dừng lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. lực lượng thân thể tăng cường, hơn nữa phượng hoàng chi dực cường đại chỉ dùng thời gian nửa ngày đã nhìn thấy một dãy kiến trúc cực lớn xuất hiện trước mặt. Kiến trúc này cao lớn tới cực điểm, nó đâm vào đám mây và tỏa ra khí thế bằng bạc, tùy tường viên sụp đổ chứng minh nơi này từng có chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Nhiếp đồng, trước kiến trúc có một tượng đá cực lớn chỉ còn nửa người, dường như bị người ta bổ ra từ nửa bờ vai, thân thể tượng đá gầy yếu, cầm một thanh trường kiếm trong tay giống như có thể đâm thủng thiên địa. Là tượng đá của nhiếp đồng, trước kia nhìn thấy thế giới thiên địa lục đạo nghiền nát qua cho nên chỉ liếc mắt nhìn đã nhận ra xem ra hắn đoán không sai quả nhiên thượng cổ chiến trường có quan hệ với nhiếp đồng rất có thể là thế giới này là chuẩn bị do hắn lưu lại đây chính là thần điện tìm được tượng đá nhiếp phân nhìn về phía kiến trúc tất cả sát khí huyết tinh đều sinh ra từ nơi này có lẽ đây chính là thần điện nửa cánh cửa đá cực lớn của thần điện mở ra bên ngoài có vô số thi cốt nằm giải rác những thi thể này bị lực lượng cường đại đánh trúng thịt đã sớm hư thối sạch sẽ, chỉ còn lại xương cốt cháy đen. Binh khí rơi là tả đầy đất, tùy tiện nhìn sang, nhiếp vân nhịn không được tắc lưới, tùy tiện nhìn đều là hỗn độn thần binh thượng phẩm. Hỗn độn thần binh đỉnh phong đầy đất, chỉ có điều khí linh của linh khí bị lực lượng cường đại tiêu diệt, hơn nữa phẩm chất hủ bại không còn uy lực, thậm chí đụng vào một cái sẽ làm chúng biến thành cho bụi biến mất trong thiên địa. Rốt cuộc là chiến đấu thảm thiết cỡ nào? Nhìn thi thể đầy đất, vô số binh khí nghiền nát, nội tâm nhiếp vân rung động không nói thành lời có thể diệt sát khí linh hỗn độn thần binh đỉnh phong, rốt cuộc là ai ra tay. Ô ô, vào lúc đang rung đột, đột nhiên trên không trung có tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên, thân ảnh mấy người bay tới. Vèo, thân thể nhiếp vân chấn động sau đó chui xuống dưới đất, hắn lặng lẽ ẩn nấp. Rốt cuộc đến, đáng giận, nơi này không gian pháp tắc thật quá đáng sợ. Một bóng người đi đầu đáp xuống, hắn nhíu mày thật sâu, sắc mặt tái nhợt, chính là thập thu lĩnh Tô Lâm chương 2169, tác dụng chân chính của hỗn độn vương thạch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lúc này Tô Lâm hoàn toàn không có tiêu sái giống như khi nhiếp vân nhìn thấy lúc trước, khí tức trên người đứt quáng, trên mặt. Mang theo gian nan vất vả, xem ra ăn không ít đau khổ. Bọn hắn lợi dụng đồ quyển trực tiếp đi vào nơi này, không hề giống nhiếp vân có được phù văn rèn luyện thân thể, thích ứng nhiều ngày như vậy mới có thể miễn cưỡng phi hành. Đây là nơi bốn đại vương giả giao chiến lúc trước, tính ổn định của không gian còn hơn cả tà nguyệt trí tôn vực, chúng ta phải cẩn thận. Vèo, lại một bóng người đáp xuống, chính là Mạc Nhiêu đuổi giết nhiếp vân lúc trước. Mạc Nhiêu không kém gì tô lâm, bộ dạng của hắn vô cùng chật vật, trên người tỏa ra hỏa diễm, lực lượng chủ tể phù ấn không ngừng lập lòe chiếu dọi tám phương. Cẩn thận, nơi này không có bóng quỷ, chỉ có mấy người chúng ta, Mạc Nhiêu ngươi không biết sợ sao. Hay là người tài cao gan lớn, nghe danh không bằng gặp mặt A. À. Một giọng nói đùa cợt vang lên, có người thứ ba xuất hiện. Người này chừng 30 tuổi, thân thể cao gầy, gương mặt như than trì, đôi mắt mang theo vẻ đùa cợt. Thích huân, ít nói lời chào phúng đi, lúc vừa mới tiến vào người cũng không tốt hơn chúng ta đâu, nếu như người cảm thấy nơi này không có gì thì có thể xông vào trước tiên, ta cùng mặc nhiêu tuyệt đối không ngăn cản. Tô Lâm hừ lạnh, ai cũng biết đi vào trước vô cùng nguy hiểm, tại sao ta phải vào trước chứ? Người tên Thích Huân khoát khoát tay, được rồi, đừng cãi nữa, vừa mới gặp mặt dã nhau nhau, trước khi bị không gian chi lực áp bách nằm dạp xuống đất sao không thấy các người phí lời như thế. Siêu siêu siêu, lại có ba người bay tới, người đi đầu tuổi hơi lớn, bộ dáng chừng ba mười hai tuổi, trên hai hàng chân mải mang theo tang thương. Hồ Tuyền, người cũng dừng làm bộ dạng lão đại, đám người chúng ta không phải đại năng chuyển thế thì cũng đạt được truyền thừa, thực lực không kém nhiều, không ai phục ai đâu. Thời điểm bị không gian chi lực áp bách, người cũng không tốt hơn chúng ta đâu, cũng nằm dạp trên mặt đất. Thích Huân khoát tay một cái, dường như hắn không quan tâm hồ tuyền ngươi sắc mặt hồ tuyền trầm xuống lực lượng toàn thân bắn ra hào quang chủ tể phù ấn lập lòe lực lượng bộc phát như thủy triều xem bộ dạng của hắn dường như một lời không hợp là đánh đập tàn nhẫn được rồi không nên cãi nhau hồ tuyền nói không sai chúng ta không phải đại năng chuyển thế thì đạt được truyền thừa chân chính bản thân cảm giác về sự ưu việt rất lớn nơi này không phải ai cũng có thể đi nơi cường giả phong vương chiến đấu mặc dù cường giả chúa tể cũng phải chết đấy sáu người chúng ta nhao nhao như vậy gây chuyện không tốt toàn quân bị diệt đều chết tại đây chỉ có liên hợp với nhau mới an toàn nhất có thể nhất phi trùng thiên thân thể tô lâm chấn động hắn đi vào giữa hai người và khoát khoát tay nghe được hắn nói thế sắc mặt hồ tuyền thích huân cũng hỏa hoãn một ít tuy bọn họ là thiên tài ai cũng tâm cao khí ngạo nhưng biết nơi này rất đáng sợ mặc dù bọn họ sử dụng chủ tể phù ấn cũng có thể vẫn lạc đúng rồi tô lâm ta chỉ biết nơi này hỗn độn quy tắc phi thường mỏng tu luyện thời gian dài ở đây có thể đạt được tiến bộ càng lớn, chẳng lẽ còn có bảo tàng gì sao? Đúng vậy, đều lại tới đây, cũng nên nói đi. Hiện tại mọi người chính là đám châu chấu bị cột chung sợi dây, thần điện bị ngươi nói đáng sợ như vậy, ngươi khẳng định biết rõ cái gì, nên nói ra đi. Mấy người khác đi tới, trên mặt đầy nghi hoặc, xem ra bọn họ đi tới nơi đây nhưng lại không biết mình muốn tìm cái gì, trong thần điện có bảo bối lợi hại gì. Nếu các ngươi hỏi thì ta nói ra cũng không sao, nghe nói thần điện này chính là hạch tâm trong thế giới của tu la vương cũng là thần miếu triều bái bên trong chẳng những có hỗn độn thần binh đỉnh phong nghe nói còn có chúa tể thần binh sắc mặt tô lâm ngưng trọng chúa tể thần binh thực sự có loại vật này đôi mắt mọi người tỏa sáng thiếu chút nữa nhảy lên chúa tể thần binh là binh khí viễn siêu hỗn độn thần binh đỉnh phong chỉ có cường giả cấp bậc chúa tể mới có thể luyện chế đại biểu lực lượng viên mãn của ba ngàn đại đạo sở dĩ bốn đại tông môn có thể sừng sững trong tào nguyệt trí tôn vực không người dám xâm phạm trưởng lão đệ tử mạnh mẽ chỉ là thứ nhất chính yếu nhất chính là có một thanh chúa tể thần binh có loại thần binh này trấn áp chỉ cần thực lực không đạt tới chúa tể hoặc vô hạn gần tới chúa tể sẽ không dám làm càn ân cụ thể có hay không thì ta không xác định nhưng có thể khẳng định tất có hỗn độn vương thạch tô lâm nói tiếp hỗn độn vương thạch đây là đồ tốt đôi mắt mọi người sáng ngời Hỗn độn vương thạch là tinh thạch đặc thù chỉ hỗn độn mới có thể sinh ra, uy lực vô cùng, mỗi một viên vô cùng chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tô Lâm, nói thật, ta biết rõ về hỗn độn vương thạch không nhiều, thứ này trừ luyện chế hỗn độn thần binh đỉnh phong, luyện chế thành thân ngoại hóa thân ra, nó còn tác dụng nào khác hay không? Mặc nhiêu hỏi, nghe được hắn nói như vậy, những người khác cũng lắng tai nghe. Tuy bọn họ thường xuyên nghe người khác nói qua hỗn độn vương thạch, nó chân quý như thế nào, tác dụng thật sự của nó là gì thì không biết, cũng không hiểu tỉ mỉ. Việc này không cần hỏi Tô Lâm, ta từng nghe qua tông chủ nói của ta nói qua một lần, luyện chế hỗn độn thần binh đỉnh phong, thân ngoại hóa thân chỉ là cách vận dụng đơn giản nhất của hỗn độn vương thạch mà thôi. Thích Huân nói chen vào, trong giọng nói không có tổn hại như vừa rồi. Nếu như chỉ có những tác dụng này thì nó không thể làm nhiều cường giả điên cuồng như thế, thậm chí xuất hiện một viên, cường giả cấp bậc tông chủ cũng điên cuồng cướp đoạt. Tác dụng là gì? trừ Tô Lâm, những người khác nhìn qua, cường giả cấp bậc tông chủ đã đứng ở đỉnh phong của Tào Nguyệt Chí Tôn vực, hỗn độn thần binh đỉnh phong trong mắt người bình thường là thứ phi thường trọng yếu, đối với bọn họ mà nói cũng không có gì, về phần thân ngoại hóa thân lại càng không có gì, tu vi đạt tới cấp bậc của bọn họ mà nói, ai không có vài thủ đoạn bảo vệ tính mạng chứ? Chẳng lẽ là luyện chế chúa tể thần binh? Mặc Nhiêu mở miệng nói, hắn nói một nửa lại lắc đầu. Chương 2170, phân phối 1. Chuyện được thực hiện bởi audio com Cho dù có thể luyện chế chúa tể thần binh cũng không có gì dùng a, à, không phải chúa tể không cách nào luyện chế thành công, cho dù đạt được thứ này cũng vô dụng với chúa tể. Mọi người đồng thời gật đầu, chúa tể thần binh chỉ có cường giả chúa tể mới có thể luyện chế, cường giả chúa tể trong tàng nguyệt trí tôn vực không biết đi nơi nào, vẫn không rõ tung tích, nếu như hỗn độn vương Thạch thật sự là nguyên vật liệu luyện chế chúa tể thần binh, cho dù cướp đến tay nhưng không tìm được người luyện chế cũng vô dụng. Lúc ấy ta tông chủ nói như thế, hỗn độn vương thạch đã được xưng là vương thì nó có quan hệ với cường giả phong vương, lúc ấy hắn chỉ nói như vậy, còn lại ta không biết. Thích Huân nói, có quan hệ với cường giả phong vương, nếu như nói cường giả chúa tể là hoàng giả trong lòng mọi người, cường giả phong vương chính là thiên địa. Không có người nào có thể chống lại ý niệm và mệnh lệnh của bọn họ, bọn họ đừng nói đánh chết chúa tể, cho dù hủy diệt cả đại thế giới như tà nguyệt trí tôn vực cũng chỉ là chuyện một câu nói chỉ từ thượng cổ chiến trường này có thể nhìn ra điểm này. Không gian của cổ chiến trường này áp bách còn lớn hơn cả tàu nguyệt trí tôn vực, chỉ sợ lúc toàn thịnh chắc chắn là đại thế giới khủng bố, bởi vì cường giả phong vương chiến đấu cho nên biến thành như hiện tại, không gian nghiền nát, khắp nơi đều là phế tích. Nếu như hỗn độn vương thạch đáp lên quan hệ với cường giả phong vương, khó trách mặc dù cường giả cấp bậc tông chủ cũng phải điên cuồng. Thích huân, người sẽ không nói đùa chứ, lời này không đùa được đâu. Mặc nhiều cảnh giác nhìn chung quanh một chút, hắn rụt cổ lại cử động đầu ba thước có thần linh cường giả phong vương quản lý một thế giới trong lòng bọn họ chính là thần linh vạn nhất nói những lời này bị bọn họ nghe được thì thảm rồi thích huân không có nói đùa hắn nói là thật thích huân cũng không trả lời tô lâm tiếp lời sau đó trịnh trọng nói hỗn độn vương thạch là kết quả đặc thù của hỗn độn nghe nói có tác dụng rất lớn với cường giả phong vương loại vương thạch này chia làm thuộc tính khác nhau các người biết rõ có thuộc tính nào ta biết rõ hình như là kim mộc, thủy, hỏa, thổ, hồn, âm, dương, lôi chín loại thuộc tính. Hồ Tuyền cao mày lên tiếng, không sai, chính là chín loại thuộc tính, chín đại biểu cho thiên địa cực hạn, chín loại thuộc tính cũng đại biểu viên mãn đỉnh phong nhất. Bàn tay Tô Lâm đánh một chảo bố trí kết giới cách âm. Ta nghe nói, ai có thể tìm được chín viên vương thạch chín thuộc tính và hiến tế hỗn độn, như vậy sẽ được cường giả hỗn độn phong vương tự mình tiếp kiến, hơn nữa là một chuyện vì hắn. Cái gì, đầu óc của mọi người sắp nổi điên, không trách mọi người có vẻ mặt này, tin tức này thật sự quá đáng sợ. Làm cường giả hỗn độn phong vương tự mình tiếp kiến, hơn nữa còn làm một chuyện gì mình. Khó trách vương thạch có thể làm cho người ta điên cuồng, đúng là có lực lượng để người ta điên cuồng. Cường giả hỗn độn phong vương là người nào? Người sáng lập cả thế giới, nếu quả thật có người hoàn thành, không nói thứ khác, chỉ cần một thanh chúa tể thần binh, chỉ sợ có thể quét ngang thiên địa, vĩnh viễn đứng ở đỉnh thế giới phải biết có chúa tể thần binh, cho dù cả Tà Nguyệt Chí Tôn vực đều không có vài món, bên ngoài xuất hiện bốn đại tông môn và Hoàng Thất Kiền Huyết Vương Triều, một cường giả cấp bậc tông chủ phối hợp một kiện chúa tể thần binh, hoàn toàn là vô địch dưới chúa tể. Ta vừa nghe nói việc này cũng có biểu lộ giống các ngươi, nói thật, tin tức này thật sự quá đáng sợ. Thấy biểu lộ của mọi người, Tô Lâm không có chút ngoài ý muốn, mà là gật gật đầu. Lúc trước lần đầu tiên hắn nghe được không có biểu hiện tốt hơn mọi người chút nào. Thiếu chút nữa hắn sợ tới mức hôn mê. Khó trách cường giả cấp bậc tông chủ nghe được hốn Độn Vương Thạch đều điên cuồng, thì ra là có chuyện tốt như vậy. Nếu như đây thật sự là hốn Độn Vương Thạch, chúng ta không thể buông tha. Biết rõ tác dụng của hốn Độn Vương Thạch là thế nào, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, suýt nữa hưng phấn nhảy dựng lên. Trước kia bọn họ không tính là đặc biệt mưu cầu Hỗn Độn Vương Thạch nhưng hiện tại tất cả đều hận không thể lập tức tiến vào, đi tìm kiếm khắp nơi. Mọi người không nên gấp, ta lời còn chưa nói hết theo tin tức tà bía nơi này không chỉ có khả năng có chúa tể thần binh và hỗn độn vương thạch còn có một loại đồ vật cực kỳ hữu dụng với chúng ta thấy vẻ mặt kích động của mọi người ai cũng muốn xông qua tô lâm ném ra một quả bom tấn còn có đồ hữu dụng với chúng ta đó là cái gì hỗn độn thần binh đỉnh phong tất cả mọi người đều có đã không tính là chân quý về phần những vật khác trừ hỗn độn vương thạch chúa tể thần binh thì có gì hấp dẫn mọi người chứ sách vở dùng ngôn ngữ cổ hỗn độn viết sắc mặt tô lâm ngưng trọng ánh mắt không ngừng lập lòe hiển nhiên hắn vô cùng hưng phấn sách vở dùng ngôn ngữ hỗn độn viết nghe nói như thế ánh mắt mọi người nhìn sang mặc nhiêu mặc nhiêu có một trang giấy dùng ngôn ngữ hỗn độn viết uy lực vô cùng làm cho tất cả mọi người hâm mộ chẳng lẽ đạt được ở nơi này ta không phải đạt được ở đây ta ngoài ý muốn đạt được từ một truyền thừa thượng cổ không nên nhìn ta ta chỉ có một trang giấy hơn 10 chữ mà thôi nếu như có thể đạt được một quyển sách nguyên vẹn uy lực khẳng định tăng thật lớn thấy mọi người nhìn mình như thế, mặc Nhiêu vội vàng khoát tay. Kỳ thật đạt được sách vở nguyên vẹn cũng không phải tác dụng chiến đấu, mà là căn cứ những ngôn ngữ hỗn độn lĩnh ngộ đại đạo." Hồ Tuyền nói, "Đúng thế, nếu thần điện có thứ này, đối với chúng ta mà nói tác dụng xác thực quá lớn." Một thanh niên không nói chuyện cũng lên tiếng, "Tốt, trong nơi này có bảo tàng, hiện tại cũng nói rõ với mọi người, nếu các vị còn muốn sống ở nơi này, hơn nữa còn cầm những bảo tàng này tới tay, chúng ta nhất định phải liên hợp với nhau." cộng đồng cố gắng, bằng không nhân tâm không đồng đều, từ đó gây ra mâu thuẫn, chỉ sợ không cần các loại trận pháp cấm chế của thần điện đâu, chính chúng ta sẽ tự giết lẫn nhau thôi. Nói tới trong thần điện có bảo bối, Tô Lâm nhìn quanh một vòng và nói. Đúng thế, Tô Lâm, ngươi nói đi, làm như thế nào thì chúng ta nghe ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi là đầu lĩnh của chúng ta, ngươi nói cái gì chúng ta đi làm theo là được. Chương 2171, phân phối 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio com Tất cả mọi người là thiên tài, tùy kiệt ngao bất tuần nhưng cũng biết nặng nhẹ, nơi này nguy cơ trùng trùng, nếu bọn họ không thể liên thủ, đừng nói những bảo vật làm mọi người động tâm, có còn sống đạt được hay không còn khó nói. Nghĩ thông suốt điểm này cho nên suy nghĩ của mọi người nhất trí với nhau, qua một lúc đã hoàn toàn thống nhất với nhau, quyết định dâng Tô Lâm làm đầu lĩnh, tất cả đều nghe hắn. Vậy thì tốt, nếu tất cả nghe ta, bây giờ ta nói tới tình huống phân phối bảo vật sau khi đạt được. Thấy mọi người dùng hắn cầm đầu, Tô Lâm gật gật đầu, hắn nói ra vấn đề thứ hai cần giải quyết cấp bách. Bọn họ chỉ là liên minh ngắn ngủi, nếu như không sớm nói rõ chuyện này, cho dù liên minh chắc chắn, một khi bảo tàng xuất hiện trước mắt cũng sẽ lập tức sụp đổ, biến thành không có tác dụng gì. Đây quả thật là vấn đề, Tô Lâm, người nói trước đi, người suy nghĩ cái gì, nếu như phù hợp, mọi người hoàn toàn có thể trực tiếp đồng ý. Hồ Tuyền nói, đúng thế, người nói đi, chúng ta nghe xem, những người khác đồng thời lên tiếng ta sẽ nói, suy nghĩ của ta rất đơn giản, ta và Trịnh Khải đều là người thập thu lĩnh, xem như một nhà, cũng là một chỉnh thể, Mặc Nhiêu và Hồ Tuyền đều là người vạn nhận sơn, cũng là một chỉnh thể, Thích Huân và Trương Lân đều là người đoạn thiên nha, cũng có thể trở thành một chỉnh thể. Như vậy cho dù đạt được bảo bối gì cũng có thể bình quân phân thành ba phần, phân biệt cho ba chỉnh thể chúng ta. Tô Lâm nói, phân như thế ta không ý kiến, ta cũng không có ý kiến gì, mọi người gật đầu, phân như vậy cũng tính là công bằng. Cùng tông môn nhân nên chiếu ứng lẫn nhau là đương nhiên, công bình phân thành ba phần thì không ai nói thành lời gì. Như vậy không có vấn đề gì, nhưng nếu quả thật có chúa tể thần binh, hoặc là hỗn độn vương thạch, sách vở hỗn độn không đủ ba phần thì thế nào? Người tên Trương Lân hỏi, nghe được câu hỏi của hắn, mọi người đồng loạt nhìn sang. Đây cũng là vấn đề, không nói trước có có chúa tể thần binh hay không, chỉ nói hỗn độn vương thạch, nếu như chỉ có một hoặc hai viên thì sao? Có bốn viên thì phân thế nào? đây chính là điểm ta muốn nói thứ tự đến trước và sau công lao phân phối chúa tể thần binh chúng ta không nói trước bởi vì thứ này có hay không còn không biết thật có tối đa cũng chỉ có một kiện chúng khi đó bằng vào thủ đoạn của mình đạt được ai cướp luyện hóa trước thì nó là của ai tô lâm nói ra ý nghĩ của mình về phần hỗn độn vương thạch và sách vỡ hỗn độn chúng ta có thể dựa theo trình tự đạt được thứ tự này liên quan tới cống hiến và công lao tỷ như tiến vào thần điện gặp trận pháp phi thường nguy hiểm Ai cũng không có biện pháp thông qua, mặc nhiêu thông qua, hắn sẽ có công lớn nhất, vạn nhận sơn của bọn họ có quyền lựa chọn đầu tiên. Đương nhiên, chỉ là lựa chọn, sau khi chọn xong, người có công lao thứ hai tiếp tục chọn, cuối cùng mới là người có ít công lao. Như vậy rất công bình, nghe được Tô Lâm nói thế mọi người đồng thời gật đầu. Như vậy là công bằng nhất, không dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn, muốn đạt được bảo vật đầu tiên phải có cống hiến, tay không bắt sói, nghĩ cũng đừng nghĩ, tự nhiên không có nhiều chuyện tốt như vậy mặt khác nếu như công lao mọi người như nhau hoặc là ai cũng không có cống hiến lớn do thập thu lĩnh ta tuyển trước bởi vì mọi người có thể đi tới nơi này ta công lao lớn nhất có lẽ các vị không dị nghị a à. tô lâm nói tiếp không có mọi người đồng ý nếu như không có tô lâm không có khả năng đi tới thần điện này về phần chỗ tốt không nói hắn quyết định như thế không ai dị nghị gì nữa vậy là tốt rồi chúng ta vào đi thôi thấy mọi người đồng ý điều kiện phân phối tô lâm thét dài quay đầu nhìn về phía trước mắt thần điện, muốn mang theo mọi người đi vào. Ha ha, chưa vị phân phối xong đồ vật, tại sao không thêm cho ta một phần? Một tiếng cười to, một bóng người xuất hiện từ đằng xa, trên người bán ả lực lượng ẩn chứa khí tức cường đại. Phục Giang Vương Tử, tại sao hắn cũng tới nơi này? Nhiếp Vân đang nấp dưới mặt đất, đám đông đối thoại hắn cũng nghe rõ ràng, biết được không ít chuyện, lúc này nhìn thấy có bóng người đột nhiên xuất hiện thì sướng suốt không thôi. Phục Giang Vương Tử bị chính mình đánh chạy, chạy ra khỏi thập việt cổ địa, vì sao hắn lại tới đây? Xem ra gia hỏa này có thứ gọi là đồ quyển nhưng không muốn sử dụng, sau khi thoát khỏi tay của mình, vì tiếp tục tìm kiếm hỗn độn vương thạch cho nên khởi động đồ quyển vào đây. Ngươi là người nào, nhìn thấy phục giang vương tử đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đồng thời sinh ra địch ý, bọn họ biến sắc và sinh ra sát khí. Mọi người dừng tay, cánh tay tô lâm lắc lắc ý bảo mọi người thu khí thế, hắn bước lên một bước. Vị này chính là kiền huyết vương triều phục giang vương tử nói xong nhìn về phía Phục Giang, tại sao vương tử tới đây, có ý định gì, các ngươi làm sao tới, ta tự nhiên làm sao tới. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, chỗ tốt mọi người cùng nhau được, nếu ta đã ở nơi này, quy tắc phân phối của các ngươi vừa rồi nên sửa một chút, thêm phần của ta vào. Đột nhiên Phục Giang vương tử cười cười, hắn cao mày đi tới. Phân cho ngươi một phần, dựa vào cái gì, hắn vừa dứt lời, trường lân tiến lên phía trước một bước, khí thức quay cuồng giống như thiên cầu nhật thực, Dựa vào cái gì, bằng vào ta là vương tử kiền huyết vương triều, bằng vương hầu lệnh của ta. Phục giang vương tử cười lạnh một tiếng, bàn tay ném tới, một lệnh bài xuất hiện trên không trung, phía tên có chữ, vương, viết bằng cổ ngữ, nó bao phủ làm không gian bị áp bách. Vương hầu lệnh, đây là lệnh phù đại biểu hoàng thất kiền huyết vương triều, có được uy áp của mỗi hoàng thất mới có, chỉ cần là người sinh ra trong kiền huyết vương triều sẽ bị lệnh bài này áp bách, 10 thành lực lượng không thể phát huy quá ba thành trừ phi thực lực vượt qua người nắm giữ lệnh bài. Sắc mặt đám người Tô Lâm lúc này vô cùng ngung trọng, vào lúc nói chuyện hai người cũng bắt đầu chiến đấu. Trương Lân bị vương hầu lệnh áp bách cho nên toàn thân run rẩy, không thể thi triển lực lượng của mình cho nên không phải đối thủ của Phục Giang Vương Tử, chỉ một quyền đã bay ra ngoài, sắc. Mặt trắng bệch, hắn bị thương nặng, chương 2172, luyện hóa ngọn núi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Còn có ai ý kiến không? sau khi đả thương trương lân phục giang vương tử tiến lên phía trước một bước hiện tại có thể phân ta một phần chưa phục giang vương tử đại biểu kiền huyết vương triều tự nhiên có thể đạt được một phần quy tắc lúc trước không thay đổi từ ba phần đổi thành bốn phần có lẽ vương tử không có ý kiến chứ tô lâm và mọi người nhìn nhau biết rõ phục giang vương tử có được vương hầu lệnh muốn chiến thắng rất khó đồng thời gật gật đầu đáp ứng không có ý kiến phục giang vương tử cười một tiếng vậy thì tốt chúng ta đi thôi Tất cả mọi người là nhân vật uy tín, mặc dù chỉ ước định miệng nhưng thực sự có lực ước thúc lớn, Thương Nghị Hoàn Tất sẽ không dị nghị, tất cả đều cẩn thận tiến lên trong thần điện. Veo, đối mặt với binh khí rơi lả tả trên mặt đất nhưng không có chút thực dụng gì, mọi người nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ qua một lúc đã mở cửa thần điện đi vào bên trong. Hô, bọn họ vừa biến mất, Nhiếp Vân mới bước ra khỏi mặt đất. Bảy người này thực lực không ai yếu hơn hắn, thậm chí có người mạnh hơn hắn không ít đoạt thức ăn trong miệng của bọn họ không phải là chuyện quá thực tế hơn nữa trước mắt thần điện nguy cơ trùng trùng ngay cả đám người này còn kiêng kỵ như thế hắn cũng không dám đi vào xem ra chỉ có thể tìm cơ hội hành sự theo hoàn cảnh suy tư một lát nhiếp vân bác bỏ không ít chủ ý hắn thông minh những người này cũng không phải người ngu bất cứ mưu kế gì đối mặt với đội ngũ cường đại như thế đều biến thành vô lực cho nên hắn cần làm là đi theo sau hành sự tùy theo hoàn cảnh đúng rồi Đầu tiên phải luyện hóa phù hư đam sơn rồi nói sau. Đã quyết định đi theo sau lưng đám người, đột nhiên Nhiếp Vân nhớ tới ngọn núi cực lớn của Phục Giang Vương tử. Đây là đồ tốt, thời điểm quần chiến có hiệu quả tốt hơn Hàn Dương kiếm, chi thu kiếm rất nhiều. Lúc trước Phục Giang dùng ngọn núi này trấn áp hắn, bị hắn trực tiếp thu vào trong nạp vật thế giới, về sau quá nhiều việc nên quên, hiện tại cũng là thời điểm luyện hóa. Trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân chui vào nạp vật thế giới. Lúc này nạp vật thế giới trải qua mấy vạn năm tầm bổ, hấp thu lực lượng trong tà nguyệt trí tôn vực cho nên càng lớn mạnh, nó khôn cùng bao la bát ngát, trước kia chỉ có đại lục, hải dương, mà bây giờ diễn biến ra vô số tinh cầu, mặt trời mặt trăng và ngôi sao luân chuyển xoay tròn giống như đại thế giới hoàn toàn mới, cũng không yếu hơn tà nguyệt trí tôn vực chút nào. Đương nhiên, ở phương diện không gian pháp tắc chắc chắn còn kém xa lắm, nhưng ít ra nơi này đã thích hợp cho tính mạng sinh sống, thậm chí có thể tu luyện và phát triển là thời điểm nên làm ra chút ít tính mạng rồi, xem ra có lẽ nên đưa một ít tính mạng tới đây, để bọn chúng chậm rãi phát triển, tánh mạng càng nhiều, thế giới này cũng thăng cấp, khi đó thực lực của ta khẳng định tăng lên rất nhiều. Dù sao tại thế giới này hắn là sáng thế chủ, tánh mạng càng nhiều, đối sáng thế chi lực của hắn cũng càng mạnh. Lắc đầu, trước không nghĩ tới chuyện này, Nhiếp Vân đi vài bước tới trước ngọn núi. Ngọn núi này tỏa ra hào quang óng ánh, không biết dùng tài liệu gì đúc thành, nó vô cùng nặng nề thậm chí mang theo áp bách linh hồn. Luyện hóa, hắn đưa tay về phía trước, nhiếp vân cầm ngọn núi, một đạo hỏa diễm cực nóng tiến vào bao phủ ấn ký linh hồn trong đó. Hỏa diễm tiếp xúc với ấn ký linh hồn, một bóng người hư ảo đột nhiên xuất hiện. Người nào dám luyện hóa thần sơn của ta, muốn chết. Âm ầm, bóng người vừa xuất hiện, một lực lượng khổng lồ từ trên cao giáng xuống, cả thiên địa u ám, vô số lưỡi đao giống như mưa to gió lớn nện thẳng xuống người Nhiếp Vân. Cường giả tông chủ đỉnh phong, xem ra ngọn núi này cũng không phải phục giang vương tử mà là hắn mượn tới nhìn thấy bóng người này nhiếp phân mỉm cười hắn không có động tác gì mưa to trên cao dừng lại đồng loạt đình chỉ ở cách hắn một thước khẽ cười một tiếng ngón tay nhiếp phân đụng về phía trước lực lượng lưỡi dao như mưa to biến thành bụi phấn những lực lượng này do linh hồn thể trước mặt tạo thành nó không như lưỡi dao thật sự nếu như không phải nơi này là nạp vật thế giới chỉ sợ lần này hắn không chịu nổi và trọng thương Ngươi là ai, thấy nhiếp vân có thể ngăn cản tất cả công kích của hắn, bóng người tiến công dừng lại. Lúc này nhiếp vân mới nhìn rõ bộ dáng đối phương, hắn mặc quần áo thật dài, trong đôi mắt mang theo hoàng giả chi khí. Hoàng đế kiền huyết phương triều nhìn thấy quần áo và uy nghiêm của đối phương, nội tâm nhiếp vân khẽ động. Đã biết là chấm, còn không quỳ xuống, bóng người cao mày đầy uy nghiêm, lực lượng đế vương tăng cường không ngớt, tuy người trước mặt chỉ là linh hồn thể, một đạo niệm tàn hồn nhưng có hơn hai chín trăm đầu đại đạo đứng trước mặt cũng không phải đối thủ của hắn. Quỳ xuống, ngươi bị điên rồi, ta muốn luyện hóa ngươi, còn bảo ta quỳ xuống. Nhiếp vân cảm thấy buồn cười, bàn tay điểm nhẹ một cái, vô số lực lượng như mưa to bị giam cầm cũng rơi xuống. Ngươi, ngươi là cường giả cấp chúa tể, nhìn thấy hành động của hắn, rốt cuộc bóng người cũng khiếp sợ. Thủ đoạn đối phương đã vượt qua tưởng tượng của hắn, chứ cấp bậc chúa tể thật sự không nghĩ ra còn có ai đáng sợ như thế ta không phải cường giả chúa tể, nhưng ở chỗ này, mặc dù cường giả phong vương cũng phải ngoan ngoãn nghe lời của ta. Nhiếp vân cười nhạt một tiếng, hắn nhìn sang bóng người. Không có động tác nào khác, không có hành động nào, bóng người lập tức biến mất và hóa thành năng lượng tinh thuần. Tê, tê đám năng lượng tinh thuần này bị thiên tâm đằng hấp thu. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, thiên tâm đằng lại tăng trưởng lần nữa. Tuy đây chỉ là linh hồn tàn phiến nhưng tác dụng với thiên tâm đằng còn lớn hơn thôn vệ đám người cửu chiêu rất nhiều, dây leo tăng trưởng lần nữa, lực lượng tăng trưởng rất nhiều, đạt tới 2810 đại đạo. Luyện hóa, tiêu diệt linh hồn tàn phiến, ngọn núi trước mặt chính là dây béo, không có khả năng phản kháng, bàn tay đánh một chảo, một đạo linh hồn ý niệm thẩm thấu vào bên trong và triệt để luyện hóa. Hô, sơn mạch biến nhỏ như đầu kim và rơi vào trong tay của hắn. Có ngọn núi này, cho dù bị đám người vây công cũng có thể thong dòng ứng đối. May mắn tới nơi này, nếu như ở bên ngoài, muốn luyện hóa ngọn,